cậu thử nghĩ xem, nếu như cậu thả hắn ta đi, với bản tính của hắn ta, có thể hắn ta sẽ mang nỗi tức giận của ngày hôm nay trút giận lên những người khác, chẳng hạn như những người vô tội, cho nên, nếu như lúc này cậu không giết hắn ta thì có công bằng cho những nạn nhân bị hắn ta giết chết sau này không? Giết một kẻ ác là đang cứu sống hàng trăm sinh mệnh vô tội. Tật Phong càng nói càng hăng, những lời cuối cùng của cậu ta làm cho lửa giận của Giang Tử Phong bùng lên mạnh mẽ. Được rồi, lên xe thôi. Ngay khi Giang Tử Phong sắp bị Tật Phong thành công ký giết thích, Trần Triệu Dương đột nhiên mở miệng. Nghe được lời nói của anh, bọn họ nhanh chóng lên xe, còn về phần cái tên bị Giang Tử Phong đánh cho thừa sống thiếu chết kia, Trần Triệu Dương khẽ búng tay một cái, một luồng khí kình đánh thẳng vào giữa trán hắn ta. Hắc Tử, xử lý đoạn video này một chút, quy tắc cũ, sau khi bọn họ lên xe, Trần Triệu Dương đưa di động của mình cho Hắc Kiện. Đây là cái gì? Nhận lấy chiếc điện thoại mà Trần Triệu Dương đưa cho, Hắc Kiện tò mò hỏi. Không có gì, khi nấy lúc các cậu chiến đấu, tôi tiện tay quay lại một đoạn video, sau khi xử lý xong, cậu đăng nó lên mạng đi. À, đúng rồi, nhớ gửi cho phòng đấu giá Tô Tỷ một bản. Trần Triệu Dương cười lạnh, ánh mắt lóe lên một tia sáng sắc lạnh. Ha ha, việc này cũng quá là thú vị rồi, nghe xong lời của Trần Triệu Dương, mấy người Hắc Kiện lập tức nhiệt huyết sôi trào. Tiêu đề cũng phải kêu một chút, không phục thì đến đây, sau khi Hắc Kiện biên tập xong, nhìn thấy những tiêu đề hùng hổ trên diễn đàn, Trần Triệu Dương lại mở miệng nói tiếp. Thật châu bờ, nghe thấy giọng điệu kiêu ngạo của đại ca, bọn họ lập tức hú hét ồn ào. Đã xong, xử lý xong những thứ này, Hắc Kiện nhấn phím Enter, búng tay một cái, hưng phấn nói. Đại ca, Tử Phong thế này không phù hợp để hành động trên chiến trường đâu ạ, sau khi sự hứng khởi qua đi, Tật Phong lên tiếng. Vừa rồi Trần Triệu Dương bảo dừng làm cho Tật Phong rất khó hiểu, không những cậu ta mà ngay cả bản thân Giang Tử Phong cũng thắc mắc. Vừa rồi cậu ấy thật sự đã hạ quyết tâm dế tê chết đối phương nhưng cuối cùng lại bị Trần Triệu Dương yêu cầu dừng lại, lòng can đảm cũng nháy mắt bay biến. Sau này còn cơ hội, không thiếu lần này đâu, khác với dáng vẻ sốt sắng của họ, anh lại rất nhàn nhã. Thật ra không phải là Trần Triệu Dương không muốn để Giang Tử Phong trưởng thành. Anh biết trong tình huống này nếu bắt cậu ấy giết người thì sau này chắc chắn sẽ mắc các vấn đề về tâm lý, dù cho kẻ sắp bị giết có tội ác tày trời đi chăng nữa. Đại ca, bây giờ chúng ta về nước hay sao, khi sắp đến sân bay, Giang Tử Phong mới lấy lại được chút sức lực, hỏi. Không về, phòng đấu giá Tô Tỷ này đã tặng quà cho. Chúng ta, nếu không đáp trả lại thì chẳng phải sẽ bị người khác chê trách không biết lễ nghĩa là gì sao, Trần Triệu Dương mỉm cười, trong mắt hiện lên sự tàn khốc. Nghe anh nói vậy, Tật Phong và những người khác đồng lòng cười, đây mới thật sự là huyết lang, là Trần Triệu Dương, và là đại ca của họ. Đến sân bay, 6 người lên chuyến bay đến Vũ Đô. Không sai, họ hỏi thăm được tin phòng đấu giá Tô Tỷ ở Vũ Đô sẽ tổ chức một hội đấu giá vô cùng hoành tráng, thành phần tham dự có cả những người có chức vụ cao trong phòng đấu giá, đây sẽ là cơ hội cho bọn họ. Phòng đấu giá Tô Tỷ ở ẩn dưới mắt xã hội rất nhiều năm. Cho đến nay không một ai biết tổng bộ của họ ở nơi nào, người phía dưới không biết nhưng nhất định đám chức vụ cao biết. Vì vậy, mục đích chuyến đi này của nhóm Trần Triệu Dương không đơn thuần chỉ là xáo trộn hội đấu giá mà còn muốn nhân cơ hội bắt những người có máu mặt của phòng đấu giá đi. Chỉ cần bắt được bọn họ, Trần Triệu Dương sẽ có cơ may truy ra được tổng bộ của phòng đấu giá Tô Tỷ Năm ở đâu. Xưa nay anh chưa bao giờ là một người thụ động, chủ động tấn công hợp với anh hơn. Nếu mâu thuẫn với phòng đấu giá Tô Tỷ đã không thể giải hòa được nữa thì phải hành động trước để chiếm thế thượng phong, bằng cách này, cục diện sẽ nằm trong tầm kiểm soát của anh. Máy bay trong thoáng chốc đã bay đến vùng trời giao giữa Hắc Châu và Đông U, đến Vũ Đô. Vũ Đô có thể nói là một thành phố có bề dày lịch sử lâu đời, sau cuộc đại cách mạng công nghiệp đã trở thành thành phố bậc nhất thế giới. Bên cạnh đó, Vũ Đô từng được một người bản xứ tên Granin dẫn đầu xu hướng thế giới. Được mệnh danh là đế quốc mặt trời không bao giờ lặn. Tuy hiện nay Vũ Đô đã sa sút nhưng vẫn có nền tảng của riêng mình, nền tảng văn hóa đặc trưng của một thành phố cổ. Sau khi xuống máy bay, mọi người mới hiểu ra cái tên Vũ Đô này từ đâu đến, không phải do sương mù quá dày mà là khói bụi mù mịt. Suy cho cùng, Vũ Đô từng là một thành phố phát triển mạnh về công nghiệp nên đương nhiên mức độ ô nhiễm cũng nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đại ca, khói bụi ở đây còn nhiều hơn cả ở thủ đô nữa. Đáng sợ quá, vừa xuống máy bay ai cũng nhíu mày, không khí toàn là bụi làm cho người ta cực kỳ khó chịu, nhất là khi đến từ nơi ít bị ô nhiễm như Hắc Châu thì cảm giác này càng rõ ràng hơn. Được rồi,
Tôi mang các cậu đến đây không phải để hưởng thụ, phấn chấn lên nào. Trần Triệu Dương vừa đi xuống thì nhận ra thành phố này có gì đó kỳ lạ, càng cổ xưa thì càng có nhiều bí mật, anh không tin một nơi thế này không có cao thủ. Bởi vậy Trần Triệu Dương mới bảo Tật Phong và những người khác vực dậy tinh thần, cố gắng điệu thấp một chút. Ra sân bay, La Sâm đã sắp xếp một chiếc xe đến đón bọn họ, mặc dù thế lực của ông ta chủ yếu nằm ở Hắc Châu nhưng ở hầu hết các thành phố lớn đều có nhân viên làm việc của họ. La Sâm biết Trần Triệu Dương đến Vụ Đô là có công việc muốn làm nên phái hai chiếc xe đến sân bay đón người, một chiếc cho nhóm Trần Triệu Dương, một chiếc bọn họ tự lái. Đại ca, bài chúng ta đăng trước khi lên máy bay có phản hồi rồi, Trần Triệu Dương và những người khác vừa lên xe thì Hắc Tử đột nhiên lên tiếng. Ồ, nói nghe xem người ta phản hồi thế nào, nghe cậu ta nói vậy, anh tò mò hỏi ngay. Những người khác phản hồi thì không nói rồi, đằng này phòng đấu giá Tô Tỷ cũng bình luận, nói đến đây. Giọng của Hắc Tử trở nên nghiêm túc. Xét đến hành động của bọn du côn, từ hôm nay trở đi, chúng tôi dốc sức truy nã chúng, các người đều phải gánh chịu lửa giận của phòng đấu giá Tô Tỷ dù cho có thân phận là gì. Đến Vụ Đô rồi thì mời đến tận nơi cho, phòng đấu giá Tô Tỷ sẽ dạy cách làm người cho chúng bây. Hắc Tử đọc câu trả lời của phòng đấu giá Tô Tỷ rồi nhìn về phía Trần Triệu Dương. Cậu nhìn tôi làm gì? Chúng ta đến Vụ Đô có phải trộm cắp gì đâu? Với thực lực của phòng đấu giá Tô Tỷ thì chắc chắn bọn họ biết được hành tung của chúng ta, thậm chí lúc này cũng có người đang theo dõi chúng ta đấy. Anh nhìn lướt qua chiếc xe phía sau, ra chiều không quan tâm. Đại ca, bọn em có cần nhổ hết mấy bọn gai mắt này đi không? Đám Tật Phong nghe vậy thì hai mắt sáng ngời, lần trước vẫn chơi chưa đã, lần này vừa hay được tung hoành thỏa thích rồi. Không cần để ý đến bọn đó, thích bám theo thì cứ kệ đi, đến khi vào trong thành phố thì các cậu tìm cơ hội tách ra với tôi. Tiện thể thăm dò vài chuyện. Trần Triệu Dương khoát tay, không để ý đến những kẻ bám đuôi theo dõi, muốn bám theo thì cứ cho bám theo. Vào thành phố rồi thì trên mặt nổi chỉ còn một mình anh, người của phòng đấu giá Tô Tỷ nhất định sẽ xin nghỉ nhưng cứ để bọn họ ngờ vực như thế cũng được. Không lâu sau đó, nhóm người Trần Triệu Dương đã tiến vào khu vực nội thành của Vụ Đô. Sau khi tiến vào, ở một khúc cua, nhóm Tật Phong dùng tốc độ nhanh nhất để ra khỏi xe. Bây giờ trong xe chỉ còn lại hai người Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong. Anh không sốt ruột yêu cầu Giang Tử Phong đi cùng với bọn Tật Phong vì kinh nghiệm chiến đấu của cậu ấy rất ít, vào thành phố mà bị phòng đấu giá Tô Tỷ theo dõi thật thì vô cùng nguy hiểm. Cậu vừa nói mấy người đó vào thành phố rồi thì ở khách sạn 5 sao luôn sao? Thằng chó chết này, giết con tao mà còn dám ung dung sung sướng như vậy, cùng thời điểm Trần Triệu Dương và những người khác vào một khách sạn 5 sao ở Vũ Đô. Trong một trang viên bên cạnh trung tâm triển lãm quốc tế Vụ Đô, Dulu nghe thuộc hạ báo cáo với sắc mặt rất khó coi. Thưa ông Dulu, bọn họ đã đến Vụ Đô thì quyền sống hay chết không do bọn họ quyết định, chẳng lẽ vào trong địa bàn của chúng ta rồi mà những người đó còn chạy mất được sao? Tên thuộc hạ đương nhiên biết có người khiêu khích phòng đấu giá Tô Tỷ, đã thế còn dế tê chết con trai độc nhất của Dulu, đây đúng là một mối hận sâu sắc. Đúng vậy, ở trong này, bọn chúng đừng nghĩ đến chuyện có thể may mắn trốn thoát. Phải rồi, đã điều tra ra thân phận của những người này chưa, tuy rằng Dulu hận đối phương đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng qua hai lần tiếp xúc, ông ta có thể cảm nhận được thực lực của nhóm Trần Triệu Dương cực kỳ cường đại. Cho nên, sau khi trải qua nỗi đau đớn lúc ban đầu, Dulu lập tức bắt tay vào việc điều tra lai lịch và thế lực của nhóm Trần Triệu Dương. Ông Dulu, tôi cũng đang muốn báo cáo với ông chuyện này đây, sau khi tổng hợp lại tất cả những tin tức mà chúng ta điều tra được, cuối cùng tôi đưa ra kết luận. Kẻ giết cậu chủ chính là thế lực đứng đầu trong thế giới ngầm Huyết Lang, tên thuộc hạ nhanh chóng trả lời. Cậu nói là Huyết Lang, tại sao lại đưa ra kết luận như vậy? Nghe thuộc hạ báo cáo, Dulu cau mày, ông ta đã từng nghe nói đến Huyết Lang, tuy rằng chưa bao giờ tiếp xúc, nhưng ông ta biết Huyết Lang có tiếng là khó chơi. Hơn nữa, Huyết Lang có thể chiếm giữ vị trí đầu bảng của thế giới ngầm liên tục trong một thời gian dài như thế, chứng tỏ thế lực này có chỗ lợi hại. Cho dù phòng đấu giá Tô Tỷ có địa vị cao cũng không thể xem thường đối phương. Bởi vì ID đăng tải đoạn video kia chính là ID mà Huyết Lang thường dùng để công bố tin tức ra bên ngoài, loại chuyện này không thể có người giả mạo. Được, cho nên, tôi có thể khẳng định đó là người của Huyết Lang. Nhưng mà, tôi vẫn không biết đó là người đứng đầu Huyết Lang hay chỉ là thành viên của Huyết Lang. Tên thuộc hạ có chút lo lắng nói, sau khi biết đối phương là Huyết Lang, hắn ta đã lập tức bắt tay vào điều tra tư liệu về Huyết Lang, càng điều tra, hắn ta lại càng hiểu thêm về sự khủ âm bố của Huyết Lang. Có ý gì, nghe thấy lời nói của tên thuộc hạ mơ mơ hồ hồ, Dulu nhất thời nghỉ hoặc hỏi.
Mặc dù huyết lang cực kỳ cường đại, nhưng mà thủ lĩnh của huyết lang mới thực sự Khủ Âm Bố. Nghe gạch dưới nói, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của huyết lang là 100%, nói cách khác, chỉ cần huyết lang di gạch dưới nhận nhiệm vụ, bọn họ chưa bao giờ thất bại. Đã từng có người muốn thay thế vị trí của huyết lang, đối phương đã chuẩn bị cẩn thận mọi thứ, ý định đánh cho huyết lang trở tay không kịp. Lúc ấy, tổng cộng có 3 thế lực tham gia, nhưng theo như những gì tôi điều tra được, thực chất là có tận 6 thế lực đồng thời ra tay. Chỉ là, cho dù cả 6 thế lực này hợp lực lại cũng không thể nào tiêu diệt được huyết lang, nghi lại, bọn họ còn bị đối phương phản công bao vây, lúc ấy, có thể nói là 6 thế lực kia kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Kể từ thời điểm đó, sức mạnh của 10 thế lực đầu tiên trong bảng xếp hạng thế giới ngầm bị giảm đi đáng kể. Sau khi chịu tổn thất lớn như vậy, huyết lang sao có thể dễ dàng buông tha, cuối cùng, cả 6 thế lực đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Tên thuộc hạ mở miệng nói. Nếu thật sự như những gì cậu nói thì thực lực của huyết lang cũng quá là cường đại rồi. Trong mấy thế lực kia chẳng lẽ không có cao thủ sao? Nếu như ngay cả một cao thủ cũng không có thì tại sao bọn họ có thể nổi tiếng trên bảng xếp hạng được? Dulu cau mày, hiển nhiên là những lời thuộc hạ nói có ảnh hưởng rất lớn tới ông ta. Quả thật là có cao thủ, nhưng mà thực lực của thủ lĩnh huyết lang lại càng mạnh hơn, có thể nói. Cao thủ đứng đầu của 6 thế thực đó đều bị thủ lĩnh huyết lang giải quyết sạch sẽ, tên thuộc hạ cười khổ, đối với cái người sáng lập ra huyết lang chưa từng được gặp. Mặt này, hắn ta đã sinh ra sợ hãi. Hừ, cho dù là như thế, thì đó cũng không phải là lý do để bọn họ dám hành động như vậy với phòng đấu giá Tô Tỷ. Chẳng qua chỉ là thế lực đứng đầu bảng xếp hạng thế giới ngầm thôi mà, thật sự nghĩ mình là vô địch sao, Dulu hít sâu một hơi, sau đó cười lạnh, không thèm để ý nói. Mặc dù tên thuộc hạ có chút nghi hoặc nhưng cũng không nói gì thêm. Sau khi Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong làm thủ tục nhận phòng, anh nhận được một cuộc gọi. Huyết lang, dạo này có khỏe không? Lát nữa tôi sẽ gửi cho các người một phần quà gặp mặt, hy vọng các người sẽ thích. Số điện thoại là một đoạn mã hóa lộn xộn, không thể nhìn ra người gọi đến thuộc khu vực nào. Nhưng Trần Triệu Dương nghe ra được, người gọi điện thoại chính là Tổng Giám Đốc Phòng Đấu Giá Tô Tỷ. Phòng Đấu Giá Tô Tỷ phải không? Hy vọng các người sẽ không vì chuyện này mà hối hận, nghe được lời nói của Dulu ở đầu dây bên kia, sắc mặt Trần Triệu Dương có chút không tốt, thứ có thể dùng để đối phó với anh, ngoại trừ võ giả đứng đầu, cũng chỉ còn vũ khí nóng có tính sát thương lớn. Mà nơi này là đường phố sầm uất, nếu đối phương liều lĩnh sử dụng vũ khí nóng, chỉ sợ sẽ tạo thành thương vong lớn. Hối hận, đứa con duy nhất của tao cũng đã chết rồi, tao còn gì đâu mà phải hối hận. Đời này... Chuyện duy nhất mà tao phải làm chính là tiêu diệt tận gốc huyết lang chúng mày, không chỉ đơn giản là toàn bộ thành viên, mà tất cả những người có liên quan đến huyết lang, tao cũng sẽ tiêu diệt sạch sẽ. Ở đầu dây bên kia, Dulu dường như đã sắp phát điên, thậm chí, câu cuối cùng ông ta còn hét lên giận dữ, rõ ràng là đã ôm mối hận thù sâu sắc. Được, tôi chờ ông, Trần Triệu Dương biết, đối phương đang uy hiếp mình, đồng thời muốn tạo áp lực cho anh, mục đích chính là khiến anh mất bình tĩnh. Chỉ là ông ta đã đánh giá thấp khả năng chịu đựng áp lực của anh. Đại ca, là ai gọi vậy? Giang Tử Phong nhìn thấy sắc mặt đại ca có chút không tốt liền tò mò mở miệng hỏi. Có người muốn tặng quà cho chúng ta, đi ra ngoài xem một chút, Trần Triệu Dương không muốn biến nơi này thành chiến trường, cho nên, trước tiên anh phải dẫn Giang Tử Phong rời khỏi nơi này và chờ cho đối phương phát hiện vị trí của anh đã không còn ở đây. Được, tuy rằng không biết đại ca có ý gì, nhưng mà đã làm đàn em. Nhất định không được nghi ngờ đại ca, chỉ cần làm theo là được rồi. Lúc này, hai người đường đường chính chính từ trong khách sạn đi ra, tin rằng với thực lực của phòng đấu giá Tô Tỷ, nhất định là đã phát hiện ra bọn họ rời khỏi khách sạn. Trần Triệu Dương cũng không sốt ruột lái xe rời đi mà đứng ở cửa ngây người trong chốc lát, sau đó anh mới lên xe, chạy thẳng ra bên ngoài. Anh làm như vậy chính là vì muốn nói với đối phương, anh đã đi khỏi đây rồi. Mục đích là để cho bọn họ không làm ra hành động gì kích khích giữa phố xá đông đúc này. Đã tra ra được vị trí của đối phương chưa? Sau khi lên xe, Trần Triệu Dương gọi điện thoại cho Hắc Tử. Đại ca, em vừa điều tra ra được một chút manh mối, chỉ là không biết có đúng hay không, nghe Trần Triệu Dương hỏi, Hắc Kiện nhanh chóng trả lời. Gửi địa chỉ qua đây, Trần Triệu Dương cũng không có ý định ngồi yên để bọn họ dắt mũi, anh phải chủ động đi tìm bọn họ. Không phải là các người muốn làm chuyện đó sao? Tôi liền mang chiến trường chuyển đến địa bàn các người. Rất nhanh sau đó, Trần Triệu Dương nhận được một tin nhắn. Tử Phong, chỉ đường cho tôi, anh ném điện thoại cho Giang Tử Phong rồi dứt khoát đánh tay lái,
chiếc xe thay đổi phương hướng, nhanh chóng rẽ vào một con đường nhỏ. Được, nghe xong lời nói của Trần Triệu Dương, Giang Tử Phong lập tức trở nên hưng phấn, cậu ấy bắt lấy chiếc điện thoại anh ném đến, dựa theo địa chỉ trong tin nhắn chỉ đường cho Trần Triệu Dương. Đậu má, tốc độ này cũng thật cãi thích, Giang Tử Phong nhìn cảnh vật hai bên đường vút qua, nhất thời hưng phấn nói. Hai chiếc xe phía sau biết bọn họ đã bị Trần Triệu Dương phát hiện nên cũng không thèm che giấu giấu nữa, trực tiếp công khai đuổi theo. Quả nhiên, khi Trần Triệu Dương tăng tốc, hai chiếc xe phía sau cũng tăng tốc bám theo. Kỹ năng lái xe của anh được tôi luyện từ bao cuộc chiến sinh tử, ngoại trừ tốc ực nhanh ra thì chiếc xe còn chạy vô cùng ổn định. Đại ca, kỹ năng này của anh thật tuyệt vời, cảm nhận được tốc độ cực hạn, Giang Tử Phong vô cùng hưng phấn, thậm chí cậu còn lấy điện thoại ra bắt đầu quay chụp. Ngồi cho vững, Trần Triệu Dương tập trung lái xe, đồng thời nhắc nhở cậu ấy. Chiếc xe luồn lách qua những con ngõ nhỏ hẹp của thành phố, nhưng tốc độ không hề giảm bớt, với đôi mắt xuyên thấu kết hợp cùng kỹ năng lái xe cao siêu của anh, cho dù là một con đường cực kỳ nhỏ hẹp, anh cũng có thể dễ dàng lái xe qua. Mấy người ngồi trong chiếc xe phía sau trợn tròn mắt, người lái xe của họ cũng là lái xe chuyên nghiệp của phòng đấu giá Tô Tỷ, kỹ năng lái xe không có gì phải bàn cãi, nhưng mà sau khi đuổi theo Trần Triệu Dương cả một đoạn đường, hắn ta quyết định buông tha. Không phải là bởi vì kỹ năng lái xe của hắn ta không tốt, mà là bởi vì trong mấy con ngõ nhỏ này luôn có vài người đi đi lại lại, chỉ mới đi được một đoạn đường ngắn, hắn ta đã suýt chút nữa đâm vào mấy người, đây không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Đại ca, anh vứt bọn họ lại phía sau như vậy thật cãi thích, thấy tốc độ xe giảm xuống, Giang Tử Phong sùng bái nhìn Trần Triệu Dương. Cãi thích, cậu cũng thật lạc quan, nếu như cậu biết trong xe bọn họ có một khẩu súng bazooka, không biết là cậu còn cảm thấy cãi thích không, nghe xong lời nói của Giang Tử Phong, Trần Triệu Dương không nhịn được mà liếc mắt xem thường, tức giận nói. Thật sao, đây là Vũ Đô, một thành phố lớn của thế giới, bọn họ dám làm liều ở nơi này sao, nghe Trần Triệu Dương nói, Giang Tử Phong sửng sốt, sau đó có chút bối rối nói. Sợ, nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Giang Tử Phong, Trần Triệu Dương bật cười hỏi. AI.AI sợ chứ, em chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Giang Tử Phong nhanh chóng tỏ thái độ, ở trước mặt đại ca, cậu ấy không thể tỏ vẻ sợ hãi. Không sợ là tốt rồi, bởi vì tiếp theo đây sẽ lại càng thêm cãi thích, cậu nên chuẩn bị tốt tâm lý. Trần Triệu Dương mỉm cười, anh cũng không vạch trần cậu ấy mà trực tiếp lái xe đến địa chỉ được nhắc tới trong tin nhắn. Thật sự là anh cũng không ngờ tới đối phương sẽ sử dụng loại vũ khí nóng này, giống như những điều Giang Tử Phong vừa nói, nơi này là Vũ Đô, một thành phố lớn của thế giới, dám ở đây gây chuyện. Quả thật là to gan. Sở dĩ phòng đấu giá Tô Tỷ hành động điên cuồng như vậy, chỉ sợ là do đã biết được thân phận của anh, muốn giết chết anh bằng phương pháp nhanh gọn nhất. Đại ca, tiếp theo chúng ta đi đâu, tuy rằng Giang Tử Phong làm người chỉ đường, nhưng mục đích của chuyến đi lần này là gì, cậu ấy thật sự không biết. Một chi nhánh của phòng đấu giá Tô Tỷ, chúng ta đến đó xem một chút, khóe miệng Trần Triệu Dương lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nếu như đã có gan trêu chọc anh. Hơn nữa còn 5 lần 7 lượt ra tay độc ác, thì anh cũng không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ nữa. Đậu má, cãi thích, thật sự rất cãi thích, nghe được lời nói của Trần Triệu Dương, hai mắt Giang Tử Phong lập tức sáng ngời, sau đó vỗ tay nói. Chuẩn bị một chút, lát nữa cậu phát trực tiếp trận đấu này cho tôi muốn cho người của phòng đấu giá Tô Tỷ biết, kết cục của việc trêu chọc chúng ta là như thế nào. Trần Triệu Dương mở trình duyệt trên điện thoại di động, đăng nhập vào Dark Web, rồi mở tính năng phát trực tiếp. Chức năng phát trực tiếp này Dark Web mới cho ra mắt dạo gần đây, chẳng qua là loại hình phát trực tiếp này sẽ không được lan truyền trên mạng đại chúng, mà chỉ lan truyền trong thế giới ngầm mà thôi. Cho dù là như thế, tính năng phát trực tiếp ở thế giới ngầm cũng khiến cho rất nhiều người thích thú, thậm chí, một số tỷ phú còn bỏ ra số tiền lớn để có cơ hội đăng nhập vào Dark Web, chỉ vì muốn được xem phát trực tiếp. Phát trực tiếp ở Dark Web sẽ không có nhiều điều cấm kỵ, có thể nói là vô cùng bạo lực. Thậm chí là cả quá trình ám sát ai đó, rất nhiều thứ xuất hiện ở trong này. Sở dĩ, Trần Triệu Dương lựa chọn hành động phát trực tiếp trên Dark Web lần này chính là vì muốn nói cho mọi người biết, Huyết Lang đã trở lại, đồng thời cũng cảnh cáo bọn họ, tốt nhất là không nên trêu chọc đến Huyết Lang. Phát trực tiếp sao, em thích nhất là phát trực tiếp. Đớ, nghe Trần Triệu Dương nói, Giang Tử Phong lập tức vui vẻ, không biết lần này đại ca muốn làm cái gì, thế mà còn muốn phát sóng trực tiếp cho mọi người xem. Quả thật là cực kỳ ác liệt. Thời điểm phát trực tiếp nhớ chú ý đừng để lộ mặt tôi ra ngoài, hiểu không? Trần Triệu Dương suy nghĩ một chút rồi dặn dò Giang Tử Phong.
Yên tâm đi đại ca, phương diện này em là người lành nghề đấy, ở Nam Hải em cũng thường xuyên phát trực tiếp mà, nghe xong lời nói của Trần Triệu Dương, Giang Tử Phong vỗ ngực cam đoan. Vậy thì tốt, khi hai người đang nói chuyện, chiếc xe đã chạy đến khách sạn Pearl House, đây là khách sạn 6 sao duy nhất ở Vũ Đô, buổi đấu giá hôm nay của phòng đấu giá Tô Tỷ diễn ra ở trung tâm hội nghị của khách sạn này. Thời điểm hai người bọn họ đi về phía khách sạn, một bóng người đã đi tới từ phía đối diện, đưa cho Trần Triệu Dương hai tấm vé tham gia buổi đấu giá, sau đó liền rời đi. Đại ca, người vừa nãy là ai? Giang Tử Phong trợn tròn mắt, tò mò nhìn hai tấm vé vào cửa trong tay Trần Triệu Dương. Đó là Tật Phong, đi thôi, sắp bắt đầu rồi, Trần Triệu Dương mỉm cười, sau đó dẫn đầu đi vào trong khách sạn. Đậu má, Tật Phong để râu dài như vậy từ khi nào? Thế, trông không ổn chút nào, lúc này, Giang Tử Phong cảm thấy mơ hồ không thôi, cậu ấy chưa bao giờ nghĩ tới việc một người bình thường có thể hoàn toàn biến thành một người khác như thế, ngay cả người thân quen cũng không thể nào nhận ra. Nhưng mà, điều này lại càng làm cho Giang Tử Phong thêm khâm phục bọn họ, người bên cạnh đại ca đều là cao thủ. Tới cửa khách sạn, có hai tấm vé trong tay, hai người bọn họ cứ như vậy công khai đi vào trong, không gặp phải bất cứ sự cản trở nào. Đại ca, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Giang Tử Phong không kiềm chế được hưng phấn, nhỏ giọng hỏi. Đừng đi gần tôi như vậy, cách xa tôi một chút, đợi lát nữa tôi sẽ nói cho cậu biết nên làm gì. Trần Triệu Dương bước nhanh hai bước, duy trì khoảng cách nhất định với Giang Tử Phong, sau đó âm thầm truyền âm cho cậu. Vâng, đại ca, anh cứ chờ xem biểu hiện của em đi. Nghe Trần Triệu Dương nói xong, Giang Tử Phong liền hiểu ra, lần này, đại ca không những muốn làm chuyện gì đó, mà còn muốn làm chuyện lớn. Khi hai người tiến vào trung tâm hội nghị của khách sạn, buổi đấu giá đã chuẩn bị bắt đầu, bọn họ ngồi ở hai vị trí khác nhau, giống như không hề quen biết. Dựa theo quy tắc của phòng đấu giá Tô Tỷ, chúng ta không nói nhiều nữa, buổi đấu giá hôm nay xin được phép bắt đầu. Vật phẩm bán đấu giá đầu tiên của ngày hôm nay chính là bà Luther, lai lịch của vật bán đấu giá này chắc hẳn là mọi người ở đây đều biết rõ rồi, vậy nên tôi cũng sẽ không giới thiệu thêm nữa, giá khởi điểm là 6 triệu. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 ngàn, mời mọi người ra giá, ngay sau đó, trên sân khấu xuất hiện một người đàn ông ước chừng hơn 40 tuổi, cách nói chuyện vô cùng ngắn gọn, nhưng lại không khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. 10 triệu. Ngay khi vừa bắt đầu đấu giá, đã có người tăng giá lên đến 10 triệu cho bức tranh này. Vốn dĩ Trần Triệu Dương đang còn nghĩ đây sẽ là mức giá cuối cùng, không ngờ là cái giá này trong nháy mắt đã bị phá hủy, giá tiền ngày một tăng lên. Trần Triệu Dương chú ý đến một điểm, mỗi lần tăng giá, đều có ba người thay phiên nhau tăng giá, hơn nữa, ba người họ còn bí mật trao đổi ánh mắt. Nhìn đến đây, Trần Triệu Dương nhất thời hiểu được tại sao lại như thế này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. 15 triệu. Trần Triệu Dương vừa nhìn đã biết có người của phòng đấu giá đang ra giá để dẫn dụ người khác tăng theo mình nên mới tăng giá một mạch đến con số 15 triệu. Anh muốn nhìn xem liệu những người này có chơi tiếp hay không. Quả nhiên, khi sử dụng đôi mắt xuyên thấu, Trần Triệu Dương nhìn thấy mấy người này trao đổi trong chốc lát rồi có người giơ thẻ lên. 15 triệu 500 ngàn, người đó giơ thẻ tăng giá 500 ngàn. Lúc này những người khác cũng lần lượt ra giá cạnh tranh cho món đồ này. Trần Triệu Dương thầm cười mỉa mai, tiếp tục giơ thẻ, 16 triệu. Ông anh này sao mà chán thế, chỉ thêm có 500 ngàn thôi à, không có tiền sao? Người đàn ông vừa ra giá cười lạnh, giễu cợt anh. Tôi ra 17 triệu, châm chọc Trần Triệu Dương xong, anh ta lại lớn tiếng nói. 17 triệu 100 ngàn, anh đỏ cả mặt, gân cổ hét lên như bị chọc giận. 18 triệu, thấy dáng vẻ này của Trần Triệu Dương, người nọ không nao núng tiếp tục ra giá. 18 triệu 100 ngàn, 20 triệu. Thấy hai người tranh nhau như thế, các khách hàng xung quanh đều lắc đầu. Những cuộc đấu giá tranh hơn thua nhau thế này rất dễ đẩy giá lên cao. Không những thế, giá tiền này đã hoàn toàn vượt qua giá trị thực sự của bức tranh trên kia. Ngại quá, người đàng hoàng không nên cướp đồ yêu thích của người ta, anh thích bức tranh đó như thế thì tôi nhường cho anh vậy. Trần Triệu Dương đột nhiên không làm vẻ mặt tức giận vừa rồi nữa, sảng khoái nói. Anh chấm ANS không ra giá tiếp nữa sao, người đàn ông kia đang nghĩ bụng chờ đối phương gọi thêm một lần nữa rồi thôi. Ai ngờ anh lại dừng lại làm cho anh ta rơi vào tình thế bị động. Thôi khỏi, tôi không có tiền thế đâu, nói thì nói như vậy nhưng vẻ mặt của Trần Triệu Dương vẫn mang sự tiếc nuối, như thể vì anh thật sự không có tiền nên mới không ra giá tiếp vậy. Đại ca quá trâu bò,
Giang Tử Phong còn chuẩn bị nhắc nhở đại ca mình, nhà họ Giang của cậu cũng có một phòng đấu giá thế này nên đương nhiên biết tình huống hay xảy ra trong đó, rõ ràng là người này được phòng đấu giá nhờ cậy, nếu tiếp tục ra giá nữa sẽ bị lừa. Còn có ai muốn ra giá nữa không ạ? Đấu giá viên đang đứng trên sân khấu cũng biết người ở phía dưới là người của phòng đấu giá nên hơi sốt ruột khi thấy anh ta ra một cái giá quá cao, chờ một lúc lâu mới hỏi. Không có ai cả, nhanh đập búa đi, có người không kiên nhẫn nói to. Đấu giá viên lại nhìn xung quanh, cũng chẳng còn cách nào. Đáng lẽ ra họ sẽ có một khởi đầu thuận lợi thế mà cuối cùng lại bị gài một vố, đắng mà không nói nên lời. Tuy nhiên, ông ta không tiếp tục hỏi nữa mà đập búa xuống. Các cuộc đấu giá tiếp theo đã bình thường trở lại, mấy người được nhờ không kéo giá quá đà. Cho đến khi một món đồ xuất hiện, đây là một món đồ sứ, quan trọng là nó có xuất xứ từ Hoa Hạ. Nhìn từ bên ngoài, món đồ sứ này được chế tạo rất tinh xảo, một số giám định viên cực kỳ nổi tiếng đang có mặt đi lên giám định và xác nhận là hàng thật, đó lại còn là bình sứ Thanh Hoa có nguồn gốc vào cuối nhà Nguyên. Khi những thông tin trên được công bố, tất cả những người đang có mặt tại đây đều trở nên hăng hái. Ai mà chẳng biết bình sứ Thanh Hoa này là một thứ vô giá, chưa kể nó còn có tạo hình đỉnh cao và được bảo tồn nguyên vẹn. Có thể nói, kể từ khi bình sứ Thanh Hoa thời nhà Nguyên lên sân khấu, sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào nó, ai nấy đều trực chờ giơ thẻ vì bất cứ người nào có thể tham dự buổi đấu giá này đều không thiếu tiền, muốn giành được vật đó. Trần Triệu Dương dùng đôi mắt xuyên thấu để quan sát, nét mặt chợt trở nên kỳ lạ. Rõ ràng là vừa rồi anh đã dùng phương pháp giám định mà lão già dạy cho mình, thấy được cái bình này đích thị là hàng thật, thế nhưng khi dùng đôi mắt xuyên thấu thì cực kỳ ngạc nhiên. Nguyên nhân không phải cái gì khác ngoài việc bên trong bình sứ Thanh Hoa này có một chữ Hán giản thể. Tiền trên vách. Ai cũng biết chữ Hán giản thể phải đến giai đoạn giữa của những năm 50 mới xuất, mà chữ tiền này lại xuất hiện trên vách trong bình sứ Thanh Hoa cuối thời Nguyên, thế không phải điêu à? Như các vị đã biết, đồ sứ của Hoa Hạ luôn là những sản phẩm có một không hai, bình sứ Thanh Hoa nhà Nguyên này còn quý báu hơn thế, có thể nói là cực kỳ hiếm có. Bây giờ các vị có 20 phút để cân nhắc, đấu giá viên trên sân khấu nở một nụ cười rồi đi xuống cánh gà. Tử Phong, chú ý, lát nữa đấu giá bắt đầu thì ra giá cẩn thận thôi nhé, nhân giờ nghỉ giải lao, Trần Triệu Dương truyền âm cho Giang Tử Phong, trong đầu anh đang có một kế hoạch. Từ khi vào giờ giải lao, bầu không khí trong hội trường có gì đó không tốt lắm. Chắc chắn là cậu ta chưa, người đàn ông trung niên đang ngồi trên vị trí chủ tọa lạnh lùng hỏi, ánh mắt hiện lên sự rét lạnh. Thưa ông, đã xác định rồi ạ, đích thị là người của huyết lang, có điều không biết cả bọn đều đến hay chỉ có một mình tên này, một người lên tiếng đáp. Không cần biết là một người hay mấy người, thằng khốn này đã giết con tôi, tự chui đầu vào lưới thì đỡ cho tôi đi tìm. Ánh mắt đu lu đằng đằng sát khí, ông ta cực kỳ muốn ăn tươi nuốt sống Trần Triệu Dương. Tổng giám đốc, cái này, ra tay luôn hình như không ổn lắm, có người cho ý kiến, dễ thấy là họ không hề bận tâm đỡ đến cái chết của con trai đu lu, lợi ích nhận được từ phòng đấu giá quan trọng với họ hơn. Phải đấy, một hội đấu giá thế này xưa nay chưa từng có, rất nhiều nhân vật lớn lặn lội đường xa đến đây để tham dự, nếu để chuyện thế này xảy ra thì tôi sợ là ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của phòng đấu giá chúng ta. Theo tôi thì bọn người huyết lang này phải giết, nhưng buổi đấu giá của chúng ta cũng không thể hỏng được, chỉ bằng chúng ta chờ đến khi kết thúc đi. Buổi đấu giá vừa kết thúc thì chúng ta hành động, giết chết tên đó. Hầu như những người ở đây đều phản đối, mặc dù Dulu là tổng giám đốc nhưng bọn họ cũng không phải ăn chay, sau lưng họ đều có chỗ dựa, trong sự việc thế này thì họ là phương có lý nên đương nhiên sẽ ra sức ngăn cản. Nghe những người đang ngồi nói vậy, sắc mặt của Dulu trở nên xấu đi. Rõ ràng là ông ta không ngờ mình lại bị phản đối gay gắt như vậy. Tuy nhiên, Dulu có thể ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc thì hiển nhiên không phải bao cỏ. Ông ta biết sở dĩ mấy người này gây khó dễ cho mình ngay lúc này là vì muốn làm khó chịu. Ông ta mà để lộ chút sơ hở thôi là bọn họ sẽ dùng lý do này để đuổi mình ra ngoài ngay. Các ông bị điên à? Người ta tuyên bố đến đây để trả thù phòng đấu giá chúng ta. Người như thế mà không sớm diệt trừ thì sẽ để lại tai họa ngầm vô cùng lớn. Thế mà các ông lại muốn chờ buổi đấu giá kết thúc, trong đầu chỉ có phân thôi à, lúc này Dulu cũng bị cơn tức giận làm cho đầu óc mụ mẫm, vỗ bàn cái rầm rồi chỉ vào những người đó, giận dữ hét lên. Dulu, chú ý đến thân phận của ông đi, tôi thấy ông muốn làm phản rồi đúng không? Dulu, khôn hồn thì ông hãy rút những lời nói vừa rồi lại ngay. Chỉ là một huyết lang thôi mà cũng đáng để chúng a vỗ bàn cáu gắt thế sao?
đúng là chuyện bé xé ra to. Đến bây giờ, các nhân viên cao tầng đang ngồi quanh bàn cũng đồng loạt đứng dậy, nhìn Dulu với nét mặt bất thiện, thái độ khó chịu đối với lời nói của Dulu được thể hiện rất rõ. Các vị bớt giận, đừng để sứt mẻ tình cảm chứ ạ. Các vị ngồi xuống hết đi nào, ý của ông Dulu không phải vậy đâu, thuộc hạ của Dulu thấy vậy bèn tiến lên, mở miệng khuyên can. Cậu là ai vậy? Bọn tôi đang nói chuyện với ông chủ của cậu, cậu chỉ là một con chó thôi, đừng có mà xen vào. Họ không thể chửi rủa Dulu ngay mặt nên tìm chỗ để chút cơn giận ra. Tên thuộc hạ nghe vậy thì mặt mày tái mét, hắn ta không đắc tội nổi những người này, họ đều là nhân vật lớn, chỉ cần nói một câu đã có thể quyết định được sự sống chết của hắn ta. Được rồi, tôi đồng ý chờ buổi đấu giá kết thúc rồi hãng ra tay với bọn huyết lang, Dulu biết mình bây giờ một cây chẳng chống vững nhà, không thể để đám người kia kiếm ra cái cớ nào được. Nhưng các ông cũng nên suy nghĩ lại đi, nếu do các ông mà buổi đấu giá lần này xảy ra bất cứ sơ suất gì thì tự đi giải thích với ông chủ đi nhé, Dulu lại cười lạnh nói thẳng. Hừ, đây là buổi đấu giá do phòng đấu giá Tô Tỷ tổ chức, cậu ta dám quấy phá sao? Trừ khi cậu ta chán sống rồi. Đúng, tưởng phòng đấu giá chúng ta ăn chay à? Nếu cậu ta dám gây chuyện trong buổi đấu giá thì vừa hay cho chúng ta lý do để diệt trừ. Những nhân viên cao tầng đưa ra suy nghĩ của mình. Chỉ có Dulu là thầm nhếch mép, nếu bọn huyết lang mà tuân thủ quy định như thế thì đã không phải huyết lang rồi. Đối phương mà sợ hãi phòng đấu giá Tô Tỷ thật thì chắc chắn sẽ không tới nữa. Nhưng bây giờ bọn người này đã có mặt tại đây, như vậy thì chỉ có một khả năng, đó là người ta không sợ họ. Đám già này đúng là tự cao tự đại, xem ra đây là một cơ hội tốt. Hừ, các vị đã khăng khăng như vậy thì tốt thôi, tôi không quan tâm nữa, mong là như các vị suy nghĩ. Nói đến đây, Dulu mở toang cửa ra ngoài, tên thuộc hạ của ông ta cũng đi theo. Đến phòng giám sát thôi, sau khi rời khỏi đây, nét mặt của Dulu thoáng chốc bình thường trở lại như người vừa tức giận không phải ông ta vậy. Rõ, ông chủ, thuộc hạ nghe thế thì hai mắt sáng lên, nhanh chân theo sát. Rất nhanh 20 phút đã trôi qua, trong thời gian ngắn ngủi này, Trần Triệu Dương cũng không ngồi yên, luôn quan sát những người gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đi. Chính là ông, anh đã chọn ra được mục tiêu, đó là người đang ngồi ở hàng thứ nhất. Có thể ngồi ở hàng đầu tiên trong buổi đấu giá long trọng thế này nhất định không phải người đơn giản. Thông qua cuộc gọi vừa rồi, Trần Triệu Dương cũng đã chắc chắn đối phương bắt buộc phải có bình sứ thanh hoa. Các vị, 20 phút đã đến. Mời các vị trở lại vị trí của mình, cuộc đấu giá cho bình sứ thanh hoa miệng rộng này sắp bắt đầu, vừa lúc đó, đấu giá viên cũng đi lên sân khấu, cao giọng nói. Dứt lời, ông ta nhìn lướt qua khách mời bên dưới, phát hiện gần như ánh mắt của tất cả mọi người đều trở nên nóng cháy, dáng vẻ phải có được bình sứ cho bằng được. Thấy vậy, đấu giá viên càng kích động hơn, món đồ này có lẽ sẽ trở thành một di vật văn hóa được bán ra với mức giá cao ngất ngưỡng, và ông ta chính là đấu giá viên thúc đẩy cái giá này lên cao. Đấu giá viên nói xong thì các khách hàng cũng ngồi vào chỗ, chờ đợi cuộc đấu giá bắt đầu. Các vị, giá khởi điểm của món đồ này là không, các vị có thể tùy ý ra giá, không yêu cầu phải tăng nhiều nhất hay ít nhất bao nhiêu. Bây giờ, đấu giá bắt đầu, mời ra giá. Đấu giá viên kia vô cùng thông minh khi không đặt giá khởi điểm hay yêu cầu về mức tăng giá, làm vậy vốn có hơi không ổn nhưng thực chất lại cho mỗi người một tâm lý ám thị rằng ai cũng có thể ra giá. Chẳng qua. Ông ta nói xong thì không có ai mở màn, ai nấy đều đang xem tình hình. Thấy tình trạng này, đấu giá viên cũng không sốt sắng mà chỉ bình tĩnh chờ đợi, ông ta không tin bình sứ thanh hoa này không đấu giá được. 5 triệu. Trong lúc mọi người đang quan sát thì người đàn ông ban đầu cạnh tranh đấu giá với Trần Triệu Dương đột nhiên lên tiếng. Câu nói này tựa như cánh cửa mở ra cuộc đấu giá, ai cũng vội vàng lên tiếng. 50 triệu. Thấy giá 50 triệu xuất hiện. Ngay cả Trần Triệu Dương cũng hơi ngạc nhiên, không phải vì giá quá thấp mà là quá cao. Ở đây đang sử dụng euro, 50 triệu này xấp xỉ 400 triệu nhân dân tệ, cái giá này đã gần như gấp đôi so với khi bình gốm quỷ cốc tử xuống núi được đấu giá. Vì vậy, Trần Triệu Dương không tham gia mà quan sát những người tăng giá. Sau cùng, trụ được đến cái giá 55 triệu chỉ còn lại một người, đó là ông lão đang ngồi ở vị trí chính giữa hàng thứ nhất. Cho đến lúc này thì bình thường sẽ không còn ai mù quáng tăng giá nữa, ông lão kia nở nụ cười chiến thắng. 60 triệu, ngay khi mọi người cho rằng đã đến hồi kết thúc thì người đàn ông ra giá đầu tiên đột nhiên lên tiếng lần nữa. Thấy người đó ra giá, Trần Triệu Dương nhếch môi cười. Anh đang chờ thời điểm này,
phòng đấu giá Tô tỷ đúng là đủ can đảm, không sợ bị phát hiện ra. Cậu, ông lão kia vô cùng giận dữ, khó khăn lắm mới sắp kết thúc thế mà nửa đường lại có một tên trình giảo kim xông ra, làm sao ông ấy không nổi giận cho được. 65 triệu. Tuy nhiên, ông lão vẫn giữ bình tĩnh, không nổi đoá, tiếp tục đưa ra một con số. 70 triệu, nếu ông ra giá cao hơn thì tôi sẽ dừng. Người đàn ông đang cạnh tranh với ông ấy ra giá xong thì nói thẳng. Hừ, 75 triệu, ông lão hừ lạnh, không tăng thấp so với giá gốc của đối phương mà lần nữa tăng thêm 5 triệu. Được rồi, ông thắng, vật này thuộc về ông, người đàn ông kia giang tay, mỉm cười nói. Sắc mặt của ông lão không tốt lắm, cho dù ai bị ép tăng giá lên hơn 200 triệu cũng không vui vẻ được. Không lâu sau, ông ấy hoàn thành việc thanh toán ngay tại chỗ, trong khi đó những nhân viên cao tầng của phòng đấu giá thì vui mừng hớn hở, dù sao thì đây cũng là một số tiền lớn. Chà, nếu dùng số tiền này để đổi lấy hàng thật thì tốt rồi, tiếc là thứ ông lão này giành được chỉ là hàng giả, giữa lúc đó, một giọng nói mờ mịt truyền vào tai ông lão. Ông ấy sửng sốt, nhìn lướt qua những người xung quanh thì phát hiện hình như ai cũng không nghe thấy câu này, nghĩ mình nghe nhầm nên không để ý. Thật ra cái bình này bắt chước rất thật, tiếc quá, đây phải là một tác phẩm có hình dạng giống như tiền mới đúng. Bình sứ Thanh Hoa người ta làm này có thể đánh cháo. Ngay cả khi sử dụng phương pháp xác định niên đại bằng carbon 14 cũng không thể phát hiện ra, có điều các tác phẩm hình dạng như tiền thường có chữ Hán giản thể tiền ở vách trong. Vừa lúc đó, ông lão lại nghe thấy câu nói này. Lần này, ông lão chắc chắn bản thân không nghe nhầm, nhất định là có ai đó nói cho mình biết một vài chuyện. Nếu mua được hàng thật, dẫu có tốn nhiều tiền đi chăng nữa thì ông ấy cũng sẽ không oán than gì. Nhưng mà, nếu bình sứ Thanh Hoa này là hàng giả, vậy thì ông ấy sẽ không nhẫn nhịn kẻ này nữa. Nghĩ thế, mặt mày ông lão tái mét, vẫy tay với đấu giá viên. Vốn dĩ, đấu giá viên còn định tiếp tục bán đấu giá, nhưng khi thấy ông chủ lớn gọi mình, ông ta rón rén chạy vội vã xuống dưới đài. Thưa cụ có gì sai bảo ạ? Nét mặt đấu giá viên đầy vẻ nịnh nọt nhìn ông lão rồi hỏi. Đúng lúc đó, Trần Triệu Dương đã truyền tin cho Giang Tử Phong, bảo cậu ấy lại gần hơn để phát sóng trực tiếp. Phải đảm bảo cuộc đối thoại được phát sóng rõ ràng. Giang Tử Phong tuân lệnh, lặng yên đi lại gần, dù sao, giờ đấu giá viên cũng đã đi xuống, xung quanh có vài người đến hóng chuyện nên hành động của Giang Tử Phong cũng không quá bất ngờ. Tôi muốn hỏi vài việc, cái bình sứ Thanh Hoa miệng rộng này là hàng thật? Nét mặt ông lão lạnh nhạt nhìn đấu giá viên rồi hỏi. Đương nhiên là hàng thật ạ, đây chính là kết quả của mười mấy vị chuyên gia giám định của phòng đấu giá Tô tỷ, không thể nào có sai lầm được. Mặt mày vị đấu giá viên đó mông lung, nhưng nhờ năng lực công tác chuyên nghiệp của mình, ông ta nhanh chóng phản ứng, rồi cam đoan nói. Gọi tổng giám đốc của các cậu đến đây một chút, ông lão gật đầu, không phản bác gì mà đưa ra yêu cầu như thế. Việc này, gương mặt đấu giá viên rất khó xử, đây chính là hội trường đấu giá, có chuyện gì lại mời tổng giám đốc tới chứ? Để tổng giám đốc của các cậu cho tôi một sự đảm bảo. Chỉ cần ông ta cam đoan rằng bình sứ Thanh Hoa kia là hàng thật thì tôi sẽ không nói gì nữa. Nhìn thấy đấu giá viên lộ vẻ khó xử, nét mặt ông lão thả lỏng hơn chút, nói. Vâng, để tôi giúp cụ mời tổng giám đốc tới ạ. Đấu giá viên không dám đắc tội nhân vật lớn này, ông ta thông báo ngay cho Dulu biết qua tai nghe. Dulu vẫn luôn quan sát camera và tất nhiên ông ta đã nhìn thấy cảnh này, nhưng ông ta rất tự tin, thế nên, khi đối phương nói ra yêu cầu này thì ông ta cũng đã chạy tới đây. Ông Sorowan, thật lòng xin lỗi ông, đã để ông phải đợi rồi, Dulu nở một nụ cười bước đến, từ đằng xa ông ta đã chìa tay ra. Tổng giám đốc Dulu, tôi tốn nhiều tiền mua một món đồ sứ Thanh Hoa như vậy, liệu có thể nhận được một câu đảm bảo của phòng đấu giá các vị hay không? Sorowan cao ngạo gật đầu, làm lơ cái tay chìa ra của Dulu. Với thân phận của ông lão, cho dù là ông chủ đứng sau phòng đấu giá Tô tỷ thì ông ấy vẫn không mấy quan tâm. Tất nhiên rồi. Chúng tôi đã tìm rất nhiều chuyên gia nghiên cứu đến kiểm tra, đây chắc chắn là một bảo vật hiếm thấy, nếu ông có thể mua được món đồ này thì thật đáng chúc mừng. Đối mặt với sự lạnh lùng của Sorowan, Dulu không cảm thấy khó chịu gì, mà ngược lại còn cười ha hả, rồi cam đoan nói. Được, vậy thì tốt, các vị nghe rõ chứ, tôi hy vọng các người đúng và cũng hy vọng các vị khách có mặt tại đây làm chứng cho lão già này. Sorowan nhìn mọi người đang vây quanh, cất cao giọng nói. Ông cứ yên tâm. Ông Sorowan ạ, tất cả chúng tôi đều đồng ý làm nhân chứng. Không sai, huống hồ, uy tín của phòng đấu giá Tô tỷ vẫn còn đớ. Đúng đấy,
phòng đấu giá Tô Tỷ không thể nào mang hàng nhái ra để đấu giá được, không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa, phòng đấu giá Tô Tỷ dám lừa ai cũng không dám lừa ông đâu. Mọi người xung quanh nghe xong lời Sorowan bèn rối rít mở lời, hiển nhiên, lúc này cho ông ấy một chút mặt mũi, làm quen với nhau, biết đâu sau này còn có thể hợp tác. Một điều nữa là, người của phòng đấu giá Tô Tỷ cũng đưa ra lời cam đoan rồi, chắc là không nhầm đâu, cứ như vậy, họ cũng nịnh bợ phòng đấu giá Tô Tỷ. Cảm ơn các vị, được vậy thì tốt, Sorowan gật đầu, ông ấy đã biết trước kết quả này. Nhưng mà, nhớ đến giọng nói bí ẩn lúc nấy, trong lòng Sorowan nhưng có gì đó vướng mắc, rất khó chịu. Ông Sorowan, nếu như không còn việc gì nữa, buổi đấu giá của chúng ta tiếp tục nhé, Dulu nhìn Sorowan đang nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ, nhỏ nhẹ nói. Bình tĩnh nào, các vị có hứng thú lắng nghe một âm thanh có giá trị vô cùng to lớn hay không, nghe thấy lời nói của Dulu, ánh mắt Sorowan bỗng trở nên kiên định, ông ấy lập tức hỏi mọi người xung quanh. M thanh có giá trị vô cùng to lớn sao? Nghe Sorowan nói thế, tất cả mọi người ngơ ngác, không biết ý định của ông ấy là gì, âm thanh nào có giá trị đến vậy cơ chứ? Điều đó là không thể nào, âm thanh vừa phát ra là biến mất, sao có thể có giá trị khổng lồ chứ? Ông Sorowan, ông đừng thừa nước đục thả câu, âm thanh nào giá trị đến thế chứ? Chúng tôi rất muốn biết về nó đấy. Đúng đấy, âm thanh nào giá trị như vậy, nói quá rồi. Đấy. Thật hay giả vậy, lã nào ông Sorowan điên rồi. Những người xung quanh bày ra điệu bộ xem trò cười, hiển nhiên là họ không tin trên đời này có âm thanh vô giá. Các vị chắc chắn không tin, trước kia, tôi cũng không tin, có lẽ âm thanh này còn có giá trị to lớn hơn vậy rất nhiều. Sorowan biết những người này đang nghĩ cái gì, nhưng ông ấy không mấy quan tâm đến nó. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Sorowan đi đến trước món đồ sứ thanh hoa mà mình vừa mua được. Tử Phong, cậu phải quay cẩn thận cho tôi, đừng có bỏ sót chi tiết nào. Sau khi Sorowan nói đến âm thanh có giá trị to lớn, Trần Triệu Dương đã biết mọi chuyện đã phát triển theo hướng mình nghĩ. Vì thế, trước khi Sorowan đi đến chỗ bình sứ thanh hoa, Trần Triệu Dương đã vội vàng căn dặn Giang Tử Phong. Cậu ấy nghe được lời dặn dò của đại ca thì không đoái hoài đến việc mình có thể bị lộ, mà móc điện thoại di động ra, bắt đầu công khai phát sóng trực tiếp. Thấy người xem phát sóng trực tiếp càng ngày càng đông, Giang Tử Phong rất hào hứng, đây chắc chắn là lần phát sóng trực tiếp có nhiều người xem nhất từ trước tới nay của cậu ấy, nhưng tiếc là cậu ấy không thể tương tác với khán giả được, nếu không sẽ vui vẻ hơn rất nhiều. Các vị, hãy lắng nghe thật kỹ, âm thanh có giá trị khổng lồ ấy sắp đến rồi, Sorowan chìa tay ra vuốt ve cái bình, trong mắt ông ấy lộ ra sự yêu thích khôn cùng, nhưng lại nghĩ đến việc mình có thể bị lừa, đây là chuyện ông ấy không thể nào tha thứ được. Những người xung quanh dường như bắt đầu ngộ ra điều gì đó, bọn họ đã đoán sơ được âm thanh có giá trị vô cùng to lớn mà Sorowan nhắc đến là gì. Mà nét mặt của Dulu rất khó chịu, việc này, dù kết quả có ra sao thì đây cũng là một sự đả kích vô cùng to. Lớn đối với phòng đấu giá của bọn họ. Ông Sorowan, ông định làm gì? Ông đừng quá kích động, ông ta nhìn ánh mắt của Sorowan dần dần thay đổi, Dulu biết sắp xảy ra chuyện lớn rồi nên ra sức gào. Lên! Không phải, đây không phải là kích động, tôi đây là dũng cảm tìm tòi sự thật, không ai có thể lừa gạt tôi, nếu lừa tôi tin rằng, bất kỳ ai cũng không muốn nhận lấy kết quả này đâu, trong đó bao gồm cả phòng đấu giá Tô Tỷ, vẻ mặt Sorowan đau khổ, sau đó ông ấy giơ tay cao. Lên! Choang! Dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, Sorowan cầm món đồ sứ thanh hoa ném mạnh xuống đất. Điều này quá điên rồ. Nó có giá 75 triệu euro đấy. Ông ấy điên rồi à? Quả đúng là giá trị vô cùng to lớn mà, không hổ. Danh là ông Sorowan, thật quyết đoán. Sau khi mọi người xung quanh hết khiếp sợ, từng người một cuống cuồng bàn luận với nhau, tất nhiên là họ đều cảm thấy khó tin trước sự điên rồ của Sorowan. Chẳng qua là Sorowan không phải là một kẻ ngu ngốc, ông ấy làm vậy chắc chắn là có lý do của mình, nhưng mà nguyên nhân gì có thể khiến ông ấy làm ra hành động điên rồ như vậy chứ? Xong đời rồi. Dulu thấy cảnh đó, trong lòng không nghĩ giống những người khác, ông ta biết rằng phòng đấu giá Tô Tỷ đã gặp phải phiền phức lớn nhất từ trước. Đến nay rồi. Trần Triệu Dương thấy vậy cười phá lên, tất cả mọi chuyện đều phát triển theo những gì anh nghĩ. Mà Giang Tử Phong phát sóng trực tiếp cũng trợn tròn mắt, cái lão già này thật là phá của, đây là không coi đồng tiền ra gì hết.
Các khán giả đang xem phát sóng trực tiếp của Giang Tử Phong cũng phát hoảng theo luôn, rất nhiều người trong bọn họ đã xem phát sóng trực tiếp của cậu ấy từ đầu buổi nên bọn họ hiểu rõ giá trị của cái bình sứ thanh hoa này. Còn những người không xem phát sóng trực tiếp từ đầu cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra qua những lời giải thích của người khác. Tôi biết người đó, ông ấy là ông Sorowan của gia tộc Soros, đây là một nhân vật lớn đó. Đúng vậy, tôi từng nhận nhiệm vụ ám sát Sorowan nữa, tôi chắc chắn không nhìn lầm đâu. Sao ông ấy lại đập vỡ cái bình sứ thanh hoa này chứ? Không biết nốt bao nhiêu tiền rồi. Khán giả đang xem phát sóng trực tiếp cũng đang xôn xao, hiển nhiên là họ không tài nào hiểu nổi hành động của Sorowan. Theo tiếng đập bình của ông ấy, tất cả mọi người trên dark web bắt đầu trở nên cuồng loạn, tất cả những người nhận được tin tức đều tràn vào phòng phát sóng trực tiếp của Giang Tử Phong. Mà nhân viên quản lý dark web cũng nhanh chóng gỡ bỏ hạn chế đối với phòng phát sóng trực tiếp của Giang Tử Phong, trong nháy mắt, phòng phát sóng trực tiếp của cậu ấy leo đến cấp cao nhất, hơn nữa còn được ghim lên đầu trang, đồng thời, điều này cũng giúp mở rộng giới hạn số lượng người xem phát sóng trực tiếp của cậu ấy đến mức cao nhất, như vậy càng có nhiều người có thể xem hơn. Số lượng người xem tăng đột ngột, trong đó có rất nhiều các ông chủ, cũng có rất nhiều ông chủ không phải là những sát thủ dark web, giờ đây, họ bắt đầu điên cuồng tặng quà, tựa như sợ hãi phát sóng trực tiếp dừng lại. Mẹ ơi, thật điên rồ, bao nhiêu tiền rồi? Giang Tử Phong vốn đang hâm mộ khí phách của Sorowan, nhưng khi cậu ấy nhìn thấy từng cơn mưa quà tặng tên lửa, tàu máy bay, còn có cả phi thuyền vũ trụ trên kênh phát sóng trực tiếp của mình, hốc mắt cậu ấy ửng đỏ, không tính nổi đây là bao nhiêu tiền nữa. Tử Phong, tỉnh táo cho tôi, dáng vẻ của cậu lúc này rất dễ dàng bị người ta phát hiện, đến lúc đó sẽ không còn phát sóng được nữa đâu. Trần Triệu Dương nhận ra trạng thái lúc này của Giang Tử Phong bèn vội vã truyền âm cho cậu ấy. Nghe được lời nhắc nhở của anh, Giang Tử Phong lập tức tỉnh táo lại, nhanh nhẹn ngụy trang điện thoại di động của mình, đừng có bị bắt dừng phát sóng trực tiếp lại đó. Ông Sorowan, ông đang làm gì thế? Dulu giả vờ không hiểu ý của ông và lịch sự hỏi lại. Cậu cứ chờ rồi, Orowan là người của gia tộc Soros, ông ấy là người có kinh nghiệm dày dạn, đôi mắt dưới hàng lông mi trong veo, sao ông ấy không nhận ra suy nghĩ của Dulu chứ? Sau đó, ông ta không để ý đến Sorowan nữa, mà bắt đầu tìm kiếm trên mặt đất. Từ trước khi Sorowan ném vỡ đồ sứ thanh hoa này, ông ta đã âm thầm sai người để ý, cho nên, vào lúc cái bình bị ném, khi mọi người còn đang khiếp sợ thì người của ông ta đang cẩn thận tìm tòi. Trần Triệu Dương thấy cảnh này rất rõ, vì thế, khi đối phương đang tìm thì anh cũng tìm, nhờ có đôi mắt xuyên thấu nên anh tìm thấy nhanh hơn bọn họ. Nhưng mà, Trần Triệu Dương không lên tiếng, mà lặng lẽ giấu mảnh sứ vỡ dưới chân mình. Khi Sorowan tìm, Trần Triệu Dương không nhúc nhích. Mãi đến khi ông ấy tìm đến trước mặt anh mới nhích người di chuyển chân mình và để lộ mảnh vỡ đó ra. Sorowan sắp có dự định bỏ cuộc, bởi lẽ ông ấy tìm cả buổi cũng không tìm được mảnh vỡ có viết chữ tiền kia. Tìm được rồi, ha ha, ngay khi ông ấy sắp tuyệt vọng thì bỗng phát hiện có một mảnh vỡ có chữ Hán ngay bên cạnh chân của một người nào đó, điều này làm cho ông ấy rất sung sướng. Sorowan nhặt mảnh sứ kia lên, nâng trong lòng bàn. Tay của mình. Ánh mắt ông ấy lạnh như băng nhìn vào. Dulu. Nói đi, Dulu, cậu di nhà nguyên của Hoa Hạ có kiểu chữ này hả, Sorowan? Thích cho tôi, sao ở cuối đời? Cười lạnh lẽo, đưa mảnh sứ vỡ đến trước mặt Dulu, rồi rét lạnh nói. Lúc này, mọi người đều thấy được chữ viết trên mảnh sứ vỡ Sorowan cầm trên tay, trên đó có một chữ. Rất rõ ràng, đó là chữ tiền. Trời ạ, cái này là hàng nhái à? Thật kinh khủng. Đây chính là lừa đảo đó. Phòng đấu giá Tô Tỷ, các người có nên cho chúng tôi một lời giải thích không? Đúng đấy, nếu như các người không đưa ra câu trả lời cho chuyện hôm nay, vậy thì phòng đấu giá Tô Tỷ đừng hòng mở cửa nữa. Trong chốc lát, cơn phẫn nộ dâng trào trong đôi mắt của tất cả mọi người, họ nhìn vào Dulu, họ sợ hãi đồ mình mua cũng là hàng giả, dù sao, hễ là món đồ nào. Đến phòng đấu giá Tô Tỷ thì cũng đều không rẻ rúng gì. Một khi hàng đấu giá ở phòng đấu giá Tô Tỷ thật sự là hàng giả, thiệt hại chỉ là một phần thôi, nhưng những người được mời đến đây đều là người có địa vị trong mọi tầng lớp xã hội, nếu mua phải hàng nhái thì rất mất mặt. Lúc này, Dulu vô cùng lúng túng, dẫu là ông ta có đoán ra Sorowan định làm gì, nhưng mà, ông ta không ngờ đến việc Sorowan vứt xuống đất không hề do dự, mà người của mình lại không tìm được mảnh vỡ và nó lại bị ông ấy tìm được, điều này lập tức khiến ông ta rơi vào thế bị động. Lúc này,
những nhân viên cao cấp của phòng đấu giá Tô Tỷ đang trong phòng họp cũng nhận ra mọi chuyện không ổn nên chạy ra ngoài ngay, sau khi bọn họ thấy cảnh tượng hỗn loạn như vậy, thậm chí còn có người chạy lên bục đấu giá. Xin tất cả im lặng, đây là cuộc đấu giá của phòng đấu giá Tô Tỷ, xin các vị bình tĩnh, kiềm chế bản thân mình lại, nếu không, phòng đấu giá Tô Tỷ sẽ mời các vị ra. Một người đàn ông đứng sau Dulu, bỗng đập bàn đấu giá, chỉ vào những người đang ở dưới rồi hét to. Trần Triệu Dương vốn cảm thấy hơi thiếu chút lửa nóng, nhưng khi thấy thằng ngu này lên đài gào thét như vậy, anh biết rằng lửa đến rồi, chín muồi rồi. Có vài người không tính náo loạn theo đám đông, dù sao phòng đấu giá Tô Tỷ khác hẳn với các thế lực khác, nếu làm ầm quá thì không có ích lợi gì cho bản thân bọn họ. Tuy nhiên, khi có người to tiếng giày la bọn họ thì khác, họ điên tiết lên rồi. Phải biết rằng, họ đều là người có danh tiếng, bình thường ai dám giày la họ chứ. Bây giờ, họ lại bị một thằng đần độn nào đó mắng mỏ, còn đe dọa mình nữa, sao họ lại không giận chứ? Hiểu biết về phát sóng trực tiếp của Giang Tử Phong cực kỳ giỏi, lúc đám quản lý của phòng đấu giá Tô Tỷ xuất hiện, Trần Triệu Dương liền chuyển camera sang phía những người này, chờ đến lúc tên ngu ngốc trên sân khấu nói ra câu kia, Giang Tử Phong lập tức vui vẻ, sau đó nhanh chóng chuyển camera về phía đám người dưới sân khấu, vừa vặn bắt được vẻ giận dữ của những người kia. Trời ạ! Phải có thù hận như thế nào mới nói ra được như vậy chứ? Tôi thấy những người này đang muốn phản bội lại phòng đấu giá Tô Tỷ, cho nên, hôm nay bọn họ mới bắt tay cùng nhau bôi nhọ phòng đấu giá Tô Tỷ. Lần này náo nhiệt rồi, đám người này đều là ông trùm một phương, ai có thể chịu nổi cơn tức này chứ? Lúc Giang Tử Phong phát sóng trực tiếp, tất cả mọi người đều vỡ òa, bởi vì vừa rồi camera của cậu ấy đưa về phía những người ở dưới sân khấu, bọn họ đều nhận ra tất cả. Không có một người nào là dễ trêu, thế mà bây giờ phòng đấu giá Tô Tỷ lại làm ra chuyện như vậy, không phải là tự chui đầu vào giỏ sao? Tên ngu ngốc này, sao cậu có thể ngu như vậy? Chứ, lúc này Dulu chỉ muốn tự tử, không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo, những người này đúng là heo mà. Đúng là quá oai phong, phòng đấu giá Tô Tỷ không hổ là phòng đấu giá mạnh nhất, rất tốt, số tiền đó, lão già này từ bỏ. Nhưng mà nếu về sau còn ai dám tham gia cuộc đấu giá của phòng đấu giá Tô Tỷ mấy người, thì chính là kẻ địch của Sorowan tôi, nhất định tôi sẽ dùng hết sức để đối phó với kẻ đó. Đương nhiên, tôi chỉ đại diện cho cá nhân tôi thôi, không có liên quan gì đến gia tộc cả. Sorowan cười lớn một tiếng, trong mắt có vẻ lạnh lẽo đáng sợ, rồi mở miệng nói ra. Nghe ông ấy nói xong, tất cả mọi người đều hít hơi lạnh, mặc dù Sorowan này nói như vậy. Nhưng ai cũng không cho rằng gia tộc Soros của ông ấy sẽ không ra tay, nếu quả thật nghĩ như vậy thì quá ngây thơ rồi. Còn cả gia tộc Bayer của tôi nữa, sau này nếu như ai còn tham gia cuộc đấu giá của phòng đấu giá Tô Tỷ, thì chính là kẻ địch của tôi chỉ đại diện cho cá nhân tôi thôi, không có liên quan gì đến gia tộc Bayer cả. Ngay lúc này, một người đàn ông mặc áo choàng màu vàng kim cũng đứng dậy, bởi vì tên ngu ngốc trên sân khấu kia đang chỉ thẳng vào anh ta. Còn có chúng tôi nữa. Những người ngồi dưới sân khấu kia thi nhau mở, miệng hô lên, hiển nhiên, bọn họ không hề ngại làm chuyện nhổ cỏ tận gốc này. Nghe được lời nói của những người đó, người vừa mới nói chuyện lập tức trợn tròn mắt, hắn ta không nghĩ tới sẽ chọc tổ ong vỏ vẽ. Mà sắc mặt của những người ở phía sau hắn ta những cũng trắng bệch, đây đúng là tai họa, nếu sớm biết như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ không khoe khoang, loại chuyện này giao cho Dulu là được rồi, bọn họ cứ nhất định phải đi khoe khoang làm cái gì. Lần này thì hay rồi, không lấy được công lao, lại còn rước họa vào thân. Trời ạ, thế mà gia tộc Hoàng Kim cũng ra tay, quá độc ác. Nghe nói gia tộc Bayer này nắm trong tay 30% lượng dự trữ vàng cả thế giới, thực lực tuyệt đối là đỉnh của đỉnh. Lần này phòng đấu giá Tô Tỷ thật sự sắp xong rồi, hai gia tộc lớn đều tuyên chiến với bọn họ. Tôi thấy cũng là có người muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, dù sao, phòng đấu giá Tô Tỷ liên quan đến không ít lợi ích. Một số người xem phát sóng trực tiếp gõ chữ lên trên màn hình, hiển nhiên, phân tích của bọn họ cũng cực kỳ có lý. Nhìn đến đây, Trần Triệu Dương mỉm cười, lần này đúng là phòng đấu giá Tô Tỷ sẽ không thể chịu nổi. Cậu câm miệng cho tôi, sắc mặt Dulu cực kỳ khó. Coi, quay đầu hung dữ lườm người nói chuyện kia một cái, sau đó quát lên với những vệ sĩ của cuộc đấu giá, nếu như bọn họ còn nói thêm câu nào, cứ giết cho tôi. Vâng, đương nhiên những vệ sĩ kia nghe lệnh Dulu. Huống chỉ lúc đầu bọn họ cũng không ưa những người này, cho nên khi nhận được mệnh lệnh của ông ta, bọn họ liền cất cao giọng đáp lại. Mặc dù sắc mặt đám quản lý của phòng đấu giá Tô Tỷ cực kỳ khó coi,
nhưng bọn họ cũng biết, vào lúc này bọn họ không có biện pháp gì, dù sao những gia tộc này căn bản không phải là người mà bọn họ có thể trêu chọc. Nổi. Mọi người, có thể nghe tôi nói một lời hay không? Lulu khiển trách những người đó xong, căn bản không thèm quan tâm đờ ến sắc mặt của bọn họ có đẹp đẽ gì hay không. Đồ sứ thanh hoa này của chúng tôi đúng là được, thu theo hàng thật, xuất hiện loại tình huống này, chúng tôi cũng vô cùng oan uổng, nếu như chúng tôi thật sự muốn dùng hàng giả để lừa ông, chắc chắn sẽ không thể viết một chữ như vậy ở bên trong được. Lulu tỏ vẻ oan ức nhìn Sorowan nói, ông ta biết, chỉ cần giải quyết ông lão này, những người ở phía sau căn bản không đáng sợ. Chuyện nà, nghe Lulu nói vậy, Sorowan suy nghĩ một chút, như thế cũng có lý. Dù sao đối phương có thể mô phỏng chế tạo ra đồ sứ thanh hoa đẹp đẽ như vậy, căn bản không cần viết chữ ở mặt trong, không phải là đang chờ người khác gây chuyện với bọn họ sao. Huống chỉ, mọi người cũng biết rõ về uy tín của phòng đấu Tô Tỷ chúng tôi như ban ngày, phòng đấu giá Tô Tỷ chúng tôi tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện tự hủy uy tín như thế được, lợi nhuận của một cái bình nhỏ làm sao có thể so sánh với danh dự của phòng đấu giá Tô Tỷ chúng tôi chứ. Lulu nhìn thấy Sorowan có chút dao động, lúc này lại mở miệng lần nữa. Lời nói khiến người ta cực kỳ tin tưởng. Những người ngồi xung quanh nghe đến đó đều sửng sốt, phải biết, vừa rồi bọn họ cũng chỉ là nóng giận tức thời, cho nên mới làm ầm lên theo, bây giờ nghe Lulu nói vậy, hình như cũng có lý. Ông Sorowan, sao ông lại biết trong này sẽ có một chữ? Lulu nhìn thấy Sorowan đã bắt đầu dao động, lúc này tiếp tục triển khai thế công. Tôi nghe được một âm thanh nói thứ này là giả, cho nên tôi mới muốn đập nát để xem. Sorowan nói, chính mình cũng cảm thấy có chút chột dạ. Ông Sorowan, xem ra, là có người muốn lấy ông làm súng, để ông dẫn đầu đối phó với phòng đấu giá Tô Tỷ chúng tôi, Lulu làm ra vẻ đau lòng nhức óc nói với Sorowan. Chuyện này, cho dù không tin, lúc này nghe Lulu nói xong cũng có chút tin tưởng. Người xung quanh đều trợn tròn mắt, vừa rồi còn kêu đánh kêu giết với phòng đấu giá Tô Tỷ, bây giờ Lulu vừa nói xong mới biết bọn họ ngu ngốc như thế nào. Lúc này đám quản lý của phòng đấu giá Tô Tỷ cũng không nhịn được mà thở dài, nếu như chuyện này thật sự bị truyền ra ngoài, sợ rằng hôm nay phòng đấu giá Tô Tỷ sẽ bị tổn thất rất lớn, đến lúc đó ông chủ sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nghĩ tới đây, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Lulu tràn đầy vẻ cảm kích. Giang Tử Phong có chút buồn bực, không phải tình hình lúc đầu đang rất tốt sao, sao lại bị dăm ba câu của tên Lulu này giải quyết chứ? Nhìn đến đây... Trần Triệu Dương không nhìn được âm thầm thở dài một hơi, Lulu này quả nhiên là một người tài ba, không trách được có thể lên được chức tổng giám đốc phòng đấu giá Tô Tỷ, nếu như bị lật đổ dễ dàng như vậy, vậy tổng giám đốc này cũng chẳng có giá trị gì. Bốp bối! Đặc sắc quá, không hổ là tổng giám đốc phòng đấu giá Tô Tỷ, tài ăn nói này cực kỳ cao siêu, có thể nói chết thành sống, nói sống thành chết được, lợi hại. Lúc cảm xúc của mọi người bên trong đại sảnh bắt đầu trở nên kỳ quái. Một tiếng vỗ tay đột nhiên truyền ra. Là cậu, nơi này không có chuyện của cậu, tốt nhất là cậu hãy rời đi cho tôi, nếu không đừng trách tôi không nể mặt mũi. Lulu thấy là Trần Triệu Dương, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nếu như không gặp phải chuyện này, chỉ bằng đối phương ngang ngược như vậy, ông ta đã lên cơn rồi. Nhưng mà bây giờ ông ta phải xử lý chuyện trước, mắt, căn bản không có thời gian quan tâm đỡ ến đối phương. Một câu mấy người cũng không biết thứ này là thật hay giả của ông là được sao. Mấy người là phòng đấu giá, không phải quán nhỏ bên đường, mấy người không kiểm tra thật giả đã xuất hàng, đó chính là mấy người không đúng. Huống chỉ, mấy người nói mấy người không biết, ai có thể chứng minh chứ? Có lẽ chính là mấy người đặt bẫy, chờ đến khi bị phát hiện mới nói mình cũng không biết, xong hết mọi chuyện. Đương nhiên, nếu như không bị người ta phát hiện tại chỗ, vậy mấy người liền kiếm lợi lớn rồi. Cho dù sau đó bị người ta phát hiện cũng vô ích, dù sao loại chuyện này chỉ cần không phải bị phát hiện tại chỗ, vậy sẽ không thể kiểm tra được. Trần Triệu Dương không có để ý tới Lulu này, mà nói thẳng quan điểm của mình ra. Lulu nghe anh nói vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, tình hình ban đầu đã được ông ta giải quyết, bây giờ lại trở nên càng thêm bị động. Giang Tử Phong nhìn thấy vậy, lập tức hưng phấn hẳn lên, lúc này đang muốn nhắm camera vào đại ca của mình. Đột nhiên ấy nhớ tới lời vừa rồi đại ca nói thì vội vàng đổi góc độ, chỉ có thể quay được phía sau lưng của Trần Triệu Dương, như vậy cũng sẽ không để lộ thân phận của đại ca. Không sai, anh bạn này nói rất đúng, cho dù chuyện này là như thế nào thì cũng là do phòng đấu giá mấy người sai, những lời mấy người vừa nói rõ ràng là đang chối bỏ trách nhiệm. Một phòng đấu giá lại không chịu trách nhiệm như thế, hừ, tôi thấy ngày đóng cửa cũng không xa đâu.
Sorowan cười lạnh một tiếng, vừa rồi suýt nữa đã bị lừa, thế mà ông ấy lại sinh ra tâm lý áy náy, đây là điều ông ấy tuyệt đối không cho phép. Cho nên, sau khi Trần Triệu Dương đứng ra, Sorowan liền đặt quyết tâm, mặc kệ đối phương rảo biện như thế nào, ông ấy cũng sẽ không nghe nữa. Dù sao, việc ông ấy suýt bị lừa là sự thật, cho dù Dulu nói thật, nhưng cũng không thể lấp ly 3 mét được sự thật mình suýt nữa bị lỗ. Nếu mọi chuyện đã sáng tỏ, vậy hãy trả tiền lại ông lão đó đi, Trần Triệu Dương mở miệng lần nữa, trên mặt có vẻ trào phúng. Xin hỏi tên tuổi của cậu, Dulu hít sâu một hơi, cố nén lửa giận trong lòng, mở miệng hỏi. Người khác đã tính kế lên phòng đấu giá Tô tỷ bọn họ rồi, thế nhưng bọn họ lại chẳng biết gì về đối phương cả, đây đúng là một sự châm chọc rất lớn. Sao vậy, còn muốn trả đũa hay sao? Được thôi, nói cho ông cũng không sao, tôi là đầu sói của huyết lang Trần Triệu Dương, chỉ cần ông có thể áp bức được tôi, huyết lang sẽ không gây trở ngại gì cho ông được nữa, anh mỉm cười, sau đó cực kỳ bình tĩnh nói. Người trẻ tuổi, cậu đúng là rất tự tin. Cậu cho rằng chỉ có cậu mà thật sự có thể lật đổ phòng đấu giá Tô tỷ của chúng tôi sao? Người trẻ tuổi, cậu quá ngây thơ rồi, thế giới này không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Dulu nghe Trần Triệu Dương nói xong, không còn tiếp tục tức giận nữa. Chỉ cần biết được thông tin của đối phương, với bản lĩnh của phòng đấu giá Tô tỷ, tiêu diệt đối phương còn không phải là chuyện một câu nói thôi sao? Cho dù đối phương là huyết lang tiếng tăm lừng lẫy của thế giới ngầm. Lúc này, hình như mọi chuyện đã thay đổi. Vốn dĩ nên là mấy người Sorowan xích mích với phòng đấu giá Tô tỷ, bây giờ Trần Triệu Dương lại đi ra đứng mũi chịu sào. Anh cũng không có cách nào cả, với bản lĩnh của Dulu, nếu như tùy ý để đối phương hành động, chỉ sợ phòng đấu giá Tô tỷ sẽ lấy cái giá thấp nhất để kết thúc ảnh hưởng mà chuyện này mang đến. Cho nên, Trần Triệu Dương liền đứng ra trước, khuấy đục vũng nước này. Ồ, thật sao, vậy tôi cũng muốn biết một chút, thế giới này không đơn giản như thế nào, Trần Triệu Dương cười lạnh. Sau đó khinh thường nói. Ví dụ như, tôi đứng ở chỗ này, cậu cũng không động được vào tôi, Dulu cười nhạo một tiếng, vẻ trào phúng trên mặt càng nhiều hơn. Hai, phòng đấu giá Tô tỷ mấy người cũng chỉ lấy thế đè người, đúng là quá mất mặt, Trần Triệu Dương lắc đầu, ngay sau đó, vẻ mặt của anh đột nhiên nghiêm túc lại, lạnh lùng nói ra, hôm nay tôi cũng phải mở mang kiến thức một chút, thế giới không đơn giản trong miệng ông trông như thế nào. Nói rồi. Trần Triệu Dương bước từng bước về phía Dulu, anh cũng không gấp gáp, vì muốn ép sức mạnh chân chính của phòng đấu giá Tô tỷ ra. Anh tuyệt đối không tin phòng đấu giá Tô tỷ chấn động thế giới này chỉ là một phòng đấu giá bình thường, chỉ sợ phía sau bọn họ còn có những thế lực khác trèo. Chống! Cậu chạy phản, cứu tôi, nhìn sát ý gần như hóa thật ở trong mắt Trần Triệu Dương, trong lòng Dulu lập tức run rẩy. Ông ta có thể nhìn ra được, đối phương sẽ thật sự giết mình. Cho nên vào lúc anh đi lên phía trước, ông ta đã cất cao giọng hô lên. Người trẻ tuổi, nếu như cậu càng đi về phía trước một bước, như vậy hậu quả cũng không phải là cậu có thể chịu đựng nổi. Ngay lúc Dulu sợ hãi vô cùng, một âm thanh lạnh lùng truyền ra, tất cả mọi người đều nhanh chóng nhường đường ra. Chỉ thấy một người đàn ông phương Tây có thân hình cao lớn, khoảng chừng 1m9 mấy đi tới, mái tóc dài màu vàng kim xõa ngang vai, cả người đều là cơ bắp. Khiến người ta nhìn một cái là có cảm giác hít thở không thông. Đây lại là trại phản, thôi xong, người trẻ tuổi này sắp tiêu rồi. Vì sao, trại phản này là ai? Trại phản này là một kẻ hung ác, dùng từ cực kỳ tàn ác cũng không đủ để hình dung. Không sai, cho dù là kẻ ác cũng có điểm mấu chốt, thế nhưng trại phản này lại không có một chút ranh giới cuối cùng nào cả. Hắn ta đã từng tàn nhẫn sát hại hơn 100 đứa bé, cũng bởi vì chuyện này. Trại phản đang bị toàn bộ Đông U truy nã, từ đó về sau, hắn ta không còn xuất hiện nữa, không ngờ vậy mà lại trở thành người của phòng đấu giá Tô tỷ. Lúc trại phản này vừa xuất hiện, đã có người nhận ra, dù sao chỉ cần là người biết chuyện, nhất định có thể nhận ra được trại phản này, vì khuôn mặt và dáng người của hắn ta rất dễ nhận ra, gần như khiến người ta đã gặp là không quên được. Sau khi thân phận của trại phản này được công bố, gần như tất cả những người biết thân phận của hắn ta đều có vẻ mặt âm trầm. Hiển nhiên, bọn họ đều không thích trại phản này. Đương nhiên Trần Triệu Dương cũng nghe được lời của người xung quanh, cho nên, đối với trại phản này, trong lòng anh đã có quyết định, loại người như thế, chắc chắn anh sẽ không thể để hắn ta sống sót được. Anh vừa mới nói cái gì? Tôi không nghe rõ lắm. Trần Triệu Dương chậm rãi đi về phía trước một bước, sau đó làm ra vẻ lãng tai, nhìn trại phản kia rồi nói. Tất cả mọi người đều sững sờ, ngay cả Dulu cũng phải trợn tròn mắt. Nhưng ngay sau đó,
ông ta bắt đầu cười lớn, người này quả thật muốn chết mà. Chính xác mà nói thì Trại Phạn chẳng thèm nghe lời ông ta, nếu Trần Triệu Dương không tiếp tục khiêu khích thì Trại Phạn sẽ chẳng giết anh. Nhưng mà hiện tại, Trần Triệu Dương lại chủ động khiêu khích, Trại Phạn là một người hung tàn, tuyệt đối sẽ không cho phép người khác làm trò gây hấn trước mặt hắn ta. Cho nên, Đu Lu chẳng cần phải lo lắng nữa mà bày ra thái độ xem kịch, ông ta thật muốn xem thử Trần Triệu Dương có thể ngoan cố đến cỡ nào. Sắc mặt của tất cả những người xung quanh cũng đều thay đổi, đây thật sự là khiêu khích, cho dù không phải là cường giả tuyệt thế cũng không thể chịu được sự khiêu khích kiểu này. Quả nhiên, sau khi Trại Phạn nghe được lời nói của Trần Triệu Dương, đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó liền nổi giận. Con heo hoa hạ khốn nạn, tao muốn giết mày. Hai mắt Trại Phạn trừng lớn, cả người tản ra một loại hơi thở cây ếch ủng bố, hai bàn tay khổng lồ mạnh mẽ đan vào nhau, phát ra một loạt âm thanh đinh tai nhức óc. Vốn dĩ cảm giác của Trần Triệu Dương với Trại Phạn này đã chẳng tốt đẹp gì rồi, vừa nghe đến xưng hô của hắn ta với mình, sắc mặt anh lập tức u ám. Giang Tử Phong đang phát sóng trực tiếp thấy một màn như vậy trong lòng bỗng run sợ, tuy rằng không hẳn là cậu ấy hiểu quá rõ về Trần Triệu Dương nhưng cũng biết đôi chút, tên Trại Phạn này nói như thế sợ là đã chọc trúng chỗ đau của đại ca rồi. Huống chỉ, bản thân cậu là người Hoa Hạ, nghe hắn A nói vậy còn chịu không nổi chứ đừng nói đại ca. Nếu hiện tại mày quỳ xuống giải thích, có lẽ tao có thể cho mày một cái chết thoải mái, Trần Triệu Dương chậm rãi tiến lên từng bước, cất giọng vô cùng bình tĩnh nhìn Trại Phạn. Mày nói cái gì cơ, vốn Trại Phạn đã chuẩn bị dạy cho cái gã Hoa Hạ này một trận nhớ đời thì bỗng nghe. Được câu nói của Trần Triệu Dương, nhất thời lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Ha ha, ý của mày nói là cho tao một cái chết thoải mái sao? Không để cho tao phải đau khổ hả, Trại Phạn cười ha ha, sau đó hỏi ngược lại. Quả thực là đồ ngu. Trần Triệu Dương không muốn để ý đến hắn ta nữa, trực tiếp tiến lên, cả người tựa như tia chớp. Nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Trại Phạn, vung tay tát một cái vang dội trên mặt hắn ta. Bốp! Trại Phạn choáng váng không thôi, chỉ một cái tát của Trần Triệu Dương đánh vào mặt đã khiến thân thể to lớn của hắn ta quay vài vòng trên không trung, sau đó đập thật mạnh vào đài bán đấu giá. Mẹ nó, tình huống gì thế này? Sao tình huống kiểu này có thể xuất hiện được? Trại Phạn này không phải đang giả bộ đấy chứ? Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu không sao một người tàn ác như Trại Phạn lại có thể dễ dàng bị người khác giáng cho một cái bạt tai như vậy chứ? Những người xung quanh đứng hình vài giây, sau đó mới kịp phản ứng lại, cả một đám người bắt đầu điên cuồng thảo luận. Hiển nhiên mọi người đều không muốn thừa nhận kết quả này lắm, nói cho cùng thì lần lật kèo này đã hoàn toàn lật đổ dự tính của bọn họ. Người đầu tiên không thể chấp nhận được chính là Đu Lu, dù thế nào ông ta cũng không thể nghĩ đến cường giả mà phòng đấu giá Tô Tỷ bọn họ che giấu lại bị một cái tát của sói đầu đàn huyết lang là Trần Triệu Dương đánh bay mất, ngay cả bản thân ông ta cũng có chút nghi ngờ tên Trại Phạn này có phải đồ giả hay không. Trần Triệu Dương không hề dùng chân khí, anh có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng kỳ quái trong cơ thể Trại Phạn, hẳn là võ giả phương Tây, đương nhiên cách gọi có thể không đúng lắm. Bởi vì hơi thở dao động trên người Trại Phạn quá thấp, nhiều nhất cũng chỉ đạt đến tiên thiên mà thôi. Trần Triệu Dương chẳng hề dùng đến chân khí, đột nhiên cảm thấy có chút ăn hiếp người khác, dù sao cường độ thân thể của anh có thể liều mạng đấu với một tông sư võ đạo đấy. Không những tao tiến lên phía trước rồi, còn đánh mày nữa, đến đây, nói thử xem, hậu quả thế nào, Trần Triệu Dương không vội ra tay tiếp mà chờ Trại Phạn hòa hoãn lại. Khốn kiếp, tao muốn giết mày, Trại Phạn xưa nay nào đâu đã từng chịu sỉ nhục như vậy, từ lúc hắn ta nổi tiếng, căn bản chẳng có ai dám bất kính với hắn ta nữa. Nhưng mà chính lúc này, Trại Phạn chẳng những bị làm nhục bởi một người rất trẻ tuổi, còn bị người ta đánh thẳng vào mặt. Năng lượng trong cơ thể Trại Phạn bùng phát, hai chân đột nhiên giẫm lên mặt đất, sàn nhà khách sạn vô cùng cứng rắn là thế cũng bị giẫm ra hai dấu chân, sàn nhà nứt toác. Hít! Những người còn đang nghi ngờ về thực lực của Trại Phạn thấy một màn như vậy đều phải hít khí lạnh. Đây còn là người sao? Chỉ dùng chân đã có thể giẫm sàn nhà thành cái dạng này, thực lực bậc này quá đáng sợ rồi. Giết cậu ta, mau giết tên súc sinh này đi, hai mắt Đu Lu đột nhiên sáng ngời, sự tin tưởng đối với Trại Phạn đã trở lại. Nhưng mà chính bọn họ cũng chẳng chịu nghĩ lại, nếu Trại Phạn thực sự lợi hại như vậy sao có thể bị một cái tát của Trần Triệu Dương đánh bay đi mất, thực lực của anh phải cây ếch ủng bố đến cỡ nào. Thật là ngu xuẩn, Giang Tử Phong bất đắc dĩ lắc. Đâu, tên này chỉ có một cái cơ thể to con chứ chẳng có tí đầu óc nào, e rằng chẳng phải chuyện gì hay ho. Hôm nay ai cũng không cứu được ông, Trần Triệu Dương nhìn thoáng qua Đu Lu,
kẻ vừa mới mắng mình là xúc sinh, ý lạnh trong mắt trở nên cứng rắn. Cậu cứ yên tâm, hôm nay không ai cứu được cậu đâu, cho dù cậu có quỳ xuống cầu xin tha thứ tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cậu, Lulu tự cho là mình đã nắm chắc thắng lợi nên lời nói cũng không hề cố kỵ chút nào. Vốn dĩ còn muốn chơi với anh một chút, nhưng mà bây giờ anh có thể chết được rồi, Trần Triệu Dương nhìn Trại Phạt, biểu cảm lạnh như băng, vừa dứt lời, không để cho đối phương kịp phản ứng, anh đã thẳng tay tung ra một trường. Trong mắt Trại Phạt trừng lớn, căn bản chưa kịp phản ứng đã thấy một trường vỗ vào đầu khiến hắn ta không kịp hừ một tiếng, cả người đã sụp đổ, hoàn toàn tắt thở. Hít, tất cả mọi người thấy cảnh này đều lạnh cả người. Không phải là tất cả mọi người ở đây đều từng giết người, nhưng cũng chẳng phải loại lương thiện gì, đối với việc giết người không xa lạ mấy, nhưng mà có ai đã từng thấy cách giết người thế này chứ? Võ một cái khiến người ta chết tươi. Ông muốn chết như thế nào đây? Trần Triệu Dương nhìn về Dulu phía sau, sát ý trong mắt ngày càng nồng đậm. Tôi, Dulu sao có thể nghĩ đến, Trại Phạn vừa nãy còn biểu hiện oai phong như thế mà một chút tác dụng cũng không có, trực tiếp bị người ta vỗ chết. Nếu không có, vậy ông đi chết đi, Trần Triệu Dương lười chơi nữa, sự tình với phòng đấu giá Tô Tỷ cũng nên kết thúc rồi. Cậu không thể giết tôi, nếu cậu giết tôi, phòng đấu giá Tô Tỷ biết sẽ không bỏ qua cho cậu, lúc này Dulu đã sợ chết khiếp rồi. Liều mạng lùi về phía sau, quát lớn. Cho dù tôi không giết ông thì chẳng lẽ phòng đấu giá Tô Tỷ các người sẽ cùng tôi chung sống hòa bình sao? Khóe miệng Trần Triệu Dương lộ ra một nụ cười khinh miệt, sau đó từng bước đi đến. Đừng mà, tôi có thể nói cho cậu một bí mật, Dulu muốn điên rồi. Tuy rằng con của ông ta đã chết khiến cho ông ta buồn rầu không thôi, nhưng mà Dulu cũng không muốn vì báo thù cho con mà lôi cả cái mạng nhỏ của mình vào, làm vậy không hề có lời. Chung quy thì ông ta vẫn yêu bản thân mình nhiều hơn. Hả, bí mật gì cơ, nói tôi nghe thử, Trần Triệu Dương không hề thả lỏng, nhưng anh cũng rất tò mò về bí mật trong miệng Dulu. Thật ra phòng bán đấu giá Tô Tỷ không ở thế giới này, cho dù cậu muốn diệt sạch tất cả chúng tôi cũng không có cách nào. Tôi tặng cho cậu một bí mật, cậu cho rằng phòng đấu giá Tô Tỷ chúng tôi ai cũng thu nhận sao. Cậu giết Trại Phạn rồi, nhưng hắn ta còn có một người sư phụ. Phòng đấu giá Tô Tỷ chúng tôi nể mặt mũi sư phụ của Trại Phạn mới thu nhận hắn ta đấy. Mà bây giờ, cậu giết Trại Phạn vừa hay thay phòng đấu giá Tô Tỷ giải quyết một cái tâm bệnh, hẳn là chúng tôi nên cảm ơn cậu mới đúng. Cậu đoán xem, sư phụ của Trại Phạn có thể đến giết cậu không? Ồ, không đúng, dựa vào tính tình của sư phụ hắn ta, chỉ sợ không đơn giản giết một mình cậu đâu, còn có người bên cạnh cậu, phàm là người có quan hệ với cậu đều trốn không thoát. Dulu vốn muốn giữ mạng, nhưng sau đó ánh mắt ông ta bỗng lộ ra một tia kiên định, nhỏ giọng nói ra những lời này trước mặt Trần Triệu Dương. Không ổn, vừa nghe lời nói của Dulu, Trần Triệu Dương đột nhiên biến sắc, nhanh chóng dùng chân khí trong cơ thể mình truyền vào cơ thể ông ta. Ha ha, không kịp nữa rồi, tôi chờ cậu và người bên cạnh cậu đến chôn cùng tôi, Dulu nói tới đây, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm, hơi thở trên người đã hoàn toàn biến mất. Chết tiệt! Vẻ mặt Trần Triệu Dương cực kỳ khó coi, vừa nãy trong lời nói của Dulu lộ ra một tin tức vô cùng quan trọng, một thế giới khác. Đáng tiếc còn chưa kịp hỏi thêm gì thì Dulu đã chết rồi. Trần Triệu Dương kiểm tra thi thể của Dulu, trái tim của ông ta bị một loại độc tố phá hủy nhanh chóng, độc. Tố nằm ở vị trí sát cạnh tim, có người điều khiển thả loại độc này ra từ xa. Độc tố này quá bá đạo, một khi dính vào thì cho dù Trần Triệu Dương có đôi mắt xuyên thấu khí xanh vàng cũng không kịp loại trừ. Còn mọi người vừa nhìn thấy cảnh Trại Phạn bị vỗ chết, sau đó Dulu cũng im hơi lặng tiếng chết theo thì lạnh cả người, Trần Triệu Dương này thật độc ác, động một cái là giết người. Tuy vậy, vẫn có đám người Sorowan hai mắt sáng rỡ, người trẻ tuổi này sát phạt quyết đoán, thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối là người xứng đáng để bọn họ mượn sức. Vừa nãy bọn họ đã lặng lẽ thăm dò bảo vệ bên người rồi, nhóm bảo vệ của bọn họ không một ai có thể chịu được một quyền của Trại Phạn. Chắc chắn không phải là do hắn ta quá yếu mà là Trần Triệu Dương này quá mạnh. Chỉ bằng một trận chiến này, cái tên Trần Triệu Dương chắc chắn sẽ được người từ các thế giới khác nhớ kỹ. Nói cho cùng thì, không phải ai cũng có thể một chiêu chém chết kẻ nguy hiểm như Trại Phạn. Không phải ai cũng có can đảm đối địch với phòng đấu giá Tô Tỷ. Và không phải ai cũng dám giết người trước công chúng, mà còn là giết tổng giám đốc của phòng đấu giá Tô Tỷ. Chuyện lần này qua đi. Mặc kệ lúc trước bọn họ có thù oán hay không cũng đã thật sự kết thù vì ân oán của Trần Triệu Dương và phòng đấu giá Tô Tỷ rồi. Nói cách khác, phòng đấu giá Tô Tỷ nhất định sẽ dốc toàn lực để trả thù Trần Triệu Dương,
hơn nữa không thèm để ý hậu quả, bất kể lợi hay hại. Cậu Trần, nếu cậu có thời gian, có thể đến trang viên của chúng tôi, ngay lúc tất cả mọi người đều đang câm như hến, Sorowan đột nhiên mở miệng nói chuyện. Ông Sorowan, ông không sợ rước họa vào thân sao? Xét cho cùng thì đây cũng chính là sự oán hận của phòng đấu giá Tô Tỷ đấy, nghe được lời mời của Trần Triệu Dương mỉm cười, thản nhiên nói. Hừ, dựa vào thực lực của gia tộc Soros chúng tôi, phòng đấu giá Tô Tỷ sẽ không để trong lòng. Huống chỉ, hôm nay xảy ra chuyện thế này, danh tiếng của phòng đấu giá Tô Tỷ đã biến mất rồi, muốn khôi phục lại uy tín lúc trước hoàn toàn không có khả năng. Sorowan không hề nóng vội nói phải mượn sức Trần Triệu Dương gì đó, chỉ đơn giản giải thích một sự thật mà thôi. Những người này đều là cáo giả thành tinh, đương nhiên biết rất rõ, cường giả trẻ tuổi giống Trần Triệu Dương chẳng phải đồ ngốc, nói chuyện cùng người như vậy tốt nhất là nên thẳng thắn thành khẩn, không cần dùng thủ đoạn màu mè gì. Được, khi nào có thời gian tôi sẽ đến chỗ các ông làm khách. Trần Triệu Dương cười cười, trao đổi phương thức liên lạc với Sorowan, sau đó chẳng thèm quan tâm đợi đến những người cấp cao của phòng đấu giá Tô Tỷ còn đang sợ chết khiếp trên đài, lập tức rời khỏi. Đợi Trần Triệu Dương rời đi rồi, Giang Tử Phong cũng kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, nhanh chóng đi theo. Hiện trường lại vỡ òa, rất người đợi đến khi Trần Triệu Dương rời khỏi mới hối hận đến mức đấm ngực dậm chân, một vị cường giả trẻ tuổi như vậy, sao bọn họ lại không nghĩ đến việc mượn sức chứ, cuối cùng để cho Sorowan đoạt trước. Nhưng mà đúng như lời Sorowan nói, ông ấy có gia tộc Soros chống lưng, căn bản chẳng phải sợ phòng đấu giá Tô Tỷ, còn bọn họ thì không dám. Nếu vừa nãy bọn họ trắng trợn đi mượn sức Trần Triệu Dương, nhất định sẽ khiến phòng đấu giá Tô Tỷ nhớ kỹ, đến lúc đó bọn họ không những không thể tranh thủ được một vị cường giả mà ngược lại, đi rước cho mình một cái phiền toái to lớn, không hề có lời. Nhìn thấy mọi người rõ ràng là hối hận nhưng lại đều là một lũ nhát gan, từ đáy lòng Sorowan cười lạnh một tiếng, sau đó cũng dẫn theo người của mình rời đi. Tuy phòng đấu giá Tô Tỷ không bồi thường tổn thất cho ông ấy, nhưng mà ông ấy biết, sau khi trải qua chuyện này, sức ảnh hưởng của bọn họ sẽ giảm xuống thấp nhất. Còn gia tộc Soros của họ cũng có loại hình kinh doanh bán đấu giá như vậy, nhân lúc thị phần của phòng đấu giá tuyệt đối cao hơn giá trị của một cái bình sứ thanh hoa rất nhiều. Sự việc lần này đã Ô Tỷ đang giảm mạnh, bọn họ có thể chiếm lĩnh được thị trường. Cho nên khi trở về có rất nhiều chuyện cần phải làm. Thu hoạch này TNG lẽ không nên truyền bá nhanh như vậy, nhưng do Giang Tử Phong đã phát sóng trực tiếp, phát luôn tình huống tại hiện trường ra ngoài, không chừa một con đường sống. Và buổi phát sóng trực tiếp này đã thu hút không biết bao nhiêu người xem, rất nhiều người không tham gia buổi phát sóng đều phải tải về để xem lại. Có thể nói buổi phát sóng trực tiếp này đã mang đến những ảnh hưởng chưa từng có. Ít nhất rất nhiều người chuẩn bị hợp tác cùng phòng đấu giá Tô Tỷ đều hạ quyết tâm sẽ không hợp tác nữa. Còn những người đã hợp tác với phòng đấu giá Tô Tỷ từ trước thì tình nguyện bồi thường vi phạm hợp đồng cũng phải dừng hẳn sự hợp tác này. Một số đối thủ cạnh tranh của phòng đấu giá Tô Tỷ thì ở sau lưng liều mạng bôi đen nó, dù sao có một đoạn video phát sóng trực tiếp như vậy, dù phòng đấu giá Tô Tỷ có muốn nghĩ cách tẩy chẳng đều không thể trắng nổi nữa. Cho nên, phòng đấu giá Tô Tỷ giữ im lặng một cách hiếm thấy, không cố gắng làm sáng tỏ bởi vì bọn họ biết, chuyện như thế này chẳng mấy chốc sẽ trở thành quá khứ, nhưng nếu cố ý đi tẩy trắng hoặc ngụy biện sẽ chỉ làm tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn mà thôi. Đại ca, quá sướng, anh thật trâu. Đi theo anh thật quá cả ích thích, ra khỏi cửa khách sạn, Giang Tử Phong hưng phấn hét lớn với Trần Triệu Dương. Nếu cậu muốn tiếp tục đi theo tôi tìm cả ích thích thì thực lực bây giờ của cậu có chút không đủ. Hôm nay là do đông người, chứ nếu ít người chắc chắn sẽ bại lộ quan hệ giữa chúng ta, đến lúc đó người ta nhất định sẽ lập hội đối phó với cậu trước. Trần Triệu Dương lại không có hưng phấn như vậy, với thực lực của anh quả thật không sợ trả thù này nọ, nhưng mà thực lực của người bên cạnh anh thì không sánh kịp. Đây chắc chắn là một cái nhược điểm chí mạng. Vâng, đại ca, anh cứ yên tâm đi, em nhất định sẽ cố gắng tu luyện, nghe được lời nói của Trần Triệu Dương, Giang Tử Phong phiền muộn không thôi, đây quả thật là thiếu sót lớn nhất. Dù sao thời gian tu luyện của cậu ấy quá ngắn, có thể đạt đến thực lực hiện tại đã không tệ rồi. Yên tâm đi, lần này sau khi về nước, tôi nhất định sẽ tìm biện pháp để giúp mọi người nâng cao thực lực, Trần Triệu Dương gật đầu. Trong khoảng thời gian ngắn mà muốn khiến thực lực của bọn họ tăng nhanh thì chỉ có thể dùng đan dược. Nhưng mà đan dược bình thường đều có nguy hiểm, cho nên anh muốn tìm biện pháp loại bỏ hết những nguy hiểm này trước, nếu không bọn họ sẽ không thể tiến xa được. Thật tốt quá, khi nào chúng ta về nước vậy, nghe đại ca nói vậy, trước mắt Giang Tử Phong sáng ngời, vội vàng hỏi.
những chuyện ở nơi này cũng xem như xong xuôi cả rồi, mai mốt gì đấy trở về thôi. Trần Triệu Dương ngẫm nghĩ một lát, cứ ném bà xã về nước trước như vậy hình như không tốt lắm, vẫn nên nhanh chóng quay lại thôi. Ra đây, ngay khi Trần Triệu Dương vừa dứt lời, vội kéo Giang Tử Phong sát vào mình, đồng thời vươn bàn tay còn lại ra. Binh, ám khí hình thoi bị một móng tay của Trần Triệu Dương chặn lại, cùng lúc đó, anh quát về phía ngõ nhỏ đối diện. Tính cảnh giác không tệ, đúng lúc này, một bóng dáng dần xuất hiện từ trong ngõ nhỏ, người này mặc vest màu đen, nhìn qua giống hệt một thành phần tri thức ưu tú, nhưng mà ám khí vừa nấy khẳng định do anh A ném ra. Cho anh một cơ hội thành công này, trở thành con chó dưới tay của chủ nhân tôi đi, người đàn ông kia mang theo thần sắc ngạo nghễ, vô cùng vinh váo nói với Trần Triệu Dương. Giang Tử Phong và Trần Triệu Dương nhìn thoáng nhau một cái, đều thấy trong mắt đối phương hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Tên ngu ngốc này từ đâu đến vậy? Có phải chạy ra từ viện tâm thần không? Nếu đầu óc có bệnh thì nhanh chóng đến bệnh viện đi, ở đây đi lại dọa người sao? Giang Tử Phong ngạc nhiên kêu lên, sau đó không chút khách khí châm biếm. Anh chấm ANS nói cái gì hả? Nghe được lời nói của Giang Tử Phong, người đàn ông kia hơi sửng sốt, sau đó vẻ mặt không dám tin nhìn cậu ấy. Cái người này không chỉ đầu óc có vấn đề mà lỗ tai còn điếc nữa hả? Tôi vừa mới nói, anh trông xấu xí như vậy đi ra ngoài chỉ khiến người khác sợ hãi mà thôi, nhanh chóng cút về ổ chó của anh đi. Giang Tử Phong càng nói càng chẳng thèm khách khí, hiển nhiên, chuyện người này để cho đại ca đi làm chó của người khác đã cả ích thích cậu ấy. Anh tìm chết, khuôn mặt người đàn ông kia vốn đã khó chịu, nháy mắt đã trở nên vặn vẹo, lửa giận của anh A sắp bùng nổ rồi. Không để cho Giang Tử Phong nói nữa. Cả người anh A chợt lóe, xuất hiện như một tia chớp đến trước mặt cậu ấy, tay phải vươn tới, hung ác chụp thẳng đến cổ họng của cậu. Tự cậu lên đi, Trần Triệu Dương nhanh chóng lùi về sau hai bước, sau đó nói với Giang Tử Phong. Đại ca, anh phải bảo vệ em, Giang Tử Phong hét lớn, sau đó cơ thể cậu ấy ngả về phía sau, cùng lúc một chân khác móc thẳng từ dưới lên, mạnh mẽ đá tới. Hả? Giang Tử Phong công kích khiến cho người đàn ông cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu của anh ta vô cùng phong phú, nháy mắt đã phản ứng lại, hai tay đang mở rộng đột nhiên ép xuống. Rầm! Một cú đá móc từ phía dưới của Trần Triệu Dương trực tiếp khiến người đàn ông nọ văng ra. Ồ, người đàn ông nọ xoa xoa hai tay mới bị đá của mình, trong lòng rất kinh ngạc. Anh ta không mấy ngạc nhiên về sức chiến đấu của Trần Triệu Dương, nhưng mà thực lực của cậu thanh niên này cũng không thua kém gì anh ta, điều này khiến anh ta vô cùng khiếp sợ. Dạy cậu một chút, trong lúc chiến đấu tuyệt đối không được dừng lại, nhất là trong tình huống cậu đã chiếm được ưu thế, càng phải thừa thắng xông lên, Trần Triệu Dương ở bên cạnh bắt đầu chỉ huy. Nghe lời Trần Triệu Dương, Giang Tử Phong gật đầu, nhanh chóng xông tới đánh người. Chờ một chút, tôi nhận thua, người nọ vội vàng giơ tay la lớn. Nhưng Giang Tử Phong không hề có ý dừng lại, siết hai nắm đấm vọt lên. Hai người chiến đấu cùng nhau. Nói cho cùng thì đây là lần đầu tiên Giang Tử Phong chiến đấu kiểu này, càng đánh càng hưng phấn. Trái lại, đối thủ của cậu ấy thì càng đánh càng kinh hãi, đây là cái dạng đối thủ gì vậy chứ? Thời điểm ban đầu, anh ta còn có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu để chiếm thế thượng phong một chút, nhưng mà chỉ đánh có một lúc anh ta đã phát hiện mình không thể chống đỡ được. Dừng lại một chút đã, đừng đánh, các anh biết tôi là ai không hả? Còn dám đối xử với tôi như vậy? Có tin tôi sẽ cho các người biết thế nào là lễ độ không? Người đàn ông nọ bị hình thức chiến đấu của Giang Tử Phong chọc tức, đây quả thực là một kẻ lưu manh, chiêu thức gì cũng dám dùng. Và miệng, Trần Triệu Dương đang đứng quan sát cuộc chiến bên cạnh bỗng mở miệng nói. Anh này, miệng anh thối như vậy có phải do không đánh răng không hả? Giang Tử Phong nghe Trần Triệu Dương nói, lập tức tranh thủ chút thời gian vung một cái tát vào mặt người đàn ông nọ, sau khi tát xong còn không quên nói mát. Các anh bắt nạt người ta. Sau khi người đàn ông kia bị Giang Tử Phong tát một cái, làm ra một hành động khiến người khác ngạc nhiên không thôi, anh A trực tiếp đặt mông ngồi bệt xuống đất, khóc nức nở nói. Nhìn thấy tư thế này, Giang Tử Phong cũng phải vội vàng ngừng lại, cậu ấy đâu có muốn đánh người ta thành như vậy đâu, đây không phải là ăn hiếp người khác. Nói đi, anh là ai hả? Vì sao muốn cản đường chúng tôi? Giang Tử Phong đương nhiên hiểu ý của đại ca, đứng từ trên cao nhìn xuống hỏi. Tôi tên là Vi Đức. Tôi chỉ muốn giúp chủ nhân tuyển chọn một thuộc hạ đắc lực mà thôi, lúc này Vi Đức làm gì còn chút phong thái ưu tú nào, hệt như một đứa trẻ con vậy. Chủ nhân của cậu là ai? Trần Triệu Dương nhướng mày, xem ra lần này ra tay đã khiến một số thế lực chú ý, nếu không thì không có chuyện bọn họ chân trước vừa rời khỏi,
chân sau đã có người đến gây phiền toái. Để tôi đoán thử nhé, chủ nhân của cậu là một con rơi, đúng không? Anh cảm nhận một chút hơi thở trên người Vi Đức, đột nhiên nghĩ đến thời điểm lúc ở hội đấu giá Hắc Châu, chính là cái người trẻ tuổi khôi ngô ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Lúc còn ở hội đấu giá, Trần Triệu Dương đã cảm giác được hơi thở của người trẻ tuổi kia không thích hợp lắm, không hề giống với người bình thường. Giờ nhìn thấy Vi Đức, anh liền cảm thấy hơi thở của hai người này có chút tương tự, chẳng qua hơi thở của Vi Đức yếu hơn rất nhiều mà thôi. Hơn nữa, dựa vào loại hơi thở này, kết hợp với chút khí tức máu tanh nhàn nhạt trên người họ làm cho Trần Triệu Dương có suy đoán này. Đương nhiên, chủ yếu chính là trước đây anh đã từng nhìn thấy một vài tư liệu cùng công pháp tu luyện của huyết tộc. Con rơi gì cơ, chúng tôi chính là huyết tộc cao quý và vĩ đại, không đúng, anh chấm ANS làm thế nào mà biết được, Vi Đức biến sắc, vốn còn đang muốn cãi cọ một chút nhưng đột nhiên nhớ ra thân phận của anh ta không thể để cho người ngoài biết được, điều này khiến trong lòng anh ta trầm xuống hẳn. Nếu đối phương đã biết thân phận của anh ta, thì một là phải giết người diệt khẩu, hai là biến đối phương thành ma cà rồng. Nhưng mà cả hai lựa chọn này anh ta đều không làm được, bởi vì anh ta đánh không lại người ta. Hả, ma cà rồng? Thật hay giả vậy, thế giới này thật sự tồn tại ma cà rồng sao? Không phải ma cà rồng không thể tồn tại dưới ánh mặt trời được sao? Giang Tử Phong bên cạnh có chút hoảng sợ, nhanh chóng lùi về phía sau hai bước. Suy cho cùng thì ma cà rồng là một sự tồn tại cấm kỵ đối với người bình thường, cũng là một tồn tại rất ca khủng bố, cậu ấy chưa kịp chuyển lối suy nghĩ của người bình thường sang lối suy nghĩ của võ giả. Nhìn thấy cái người vừa mới đánh mình thành đầu heo lộ ra ánh mắt hoảng sợ, trên mặt Vi Đức cuối cùng cũng hiện lên một chút kiêu ngạo, nhưng mà một ma cà rồng cao quý như mình lại vừa bị một tên nhân loại đánh thành cái đức hạnh này, nghĩ thôi đã thấy buồn bực. Thật ra, việc ma cà rồng sợ ánh nắng mặt trời chỉ là tình huống lúc bọn họ vừa mới tu luyện mà thôi, thời điểm đó thực lực của họ còn yếu, thuộc tính là bọn họ tu luyện là thuộc tính âm, tương khắc với ánh sáng mặt trời, cho nên mới có chuyện ma cà rồng sợ ánh nắng, Trần Triệu Dương lắc đầu, chậm rãi giải thích. Cách giải thích này của Trần Triệu Dương khiến Vi Đức trợn mắt há mồm, bởi vì anh ta chưa từng nghe nói qua ma cà rồng còn có thể tu luyện thành. Đại ca, vậy đám ma cà rồng này không phải là rơi thành tinh sao? Sao có thể tu luyện được? Giang Tử Phong ngạc nhiên hỏi, dù sao truyền thuyết về ma cà rồng trên truyền hình và phim ảnh thực sự có rất nhiều, nhưng mà lời giải thích của Trần Triệu Dương lại phá vỡ nhận thức của cậu ấy. Thật ra cũng không hẳn vậy, chính xác mà nói thì huyết tộc cũng là con người thôi, chẳng qua bọn họ tu luyện huyết thi công, sau khi tiến hóa thì bọn họ trở thành huyết tộc hiện tại. Cái gọi là đại huyết tộc đời đầu tiên nhất chính là con người tu luyện huyết thi công thành công, còn các đại huyết tộc từ đời thứ hai trở về sau đều là biến đổi phái sinh, từ đơn giản thành phức. Tạp mà thôi, cứ như vậy nên thực lực của huyết tộc càng ngày càng yếu. Trần Triệu Dương lắc đầu, anh vô cùng rõ ràng lai lịch của huyết tộc, lại nói huyết tộc và thi tổ của Hoa Hạ bọn họ có quan hệ rất mật thiết. Công pháp tu luyện của huyết tộc là do thi tổ lưu truyền lại, chẳng qua nó đã được đơn giản hóa rồi. Cho nên, huyết tộc rất hung hăng ngang ngược ở các nước phương Tây nhưng chưa bao giờ dám đến Hoa Hạ vì bọn họ sợ thi tổ. Đương nhiên, những điều này đều là truyền thuyết, Trần Triệu Dương xem qua trong những câu chuyện cổ tích thần thoại. Nhưng mà sau khi tận mắt thấy ma cà rồng chân chính rồi, anh đột nhiên cảm thấy hình như rất nhiều những thứ này nọ trước đây lão già dạy cho mình chẳng có liên quan gì mấy đến võ giả thì phải. Thế giới mà lão già dựng nên cho anh lúc còn bé giống hệt những câu chuyện cổ tích thần thoại, nhưng khi thực lực của anh dần tăng lên, tầm mắt được mở mang nhiều hơn, thế giới anh tiếp xúc cũng rộng lớn hơn hẳn, và những truyền thuyết hoặc thần thoại trong mắt anh ngày đó dường như đang xuất hiện từng cái một. Này, Vi Đức thuộc thời đại của ngũ đại huyết tộc, có thể nói lực lượng trong anh ta bây giờ yếu vô cùng, hiện tại cũng phải khó khăn lắm để tồn tại dưới ánh mặt trời. Nhưng mà sau khi nghe được lời nói của Trần Triệu Dương, Vi Đức có một loại cảm giác muốn sụp đổ, thì ra trước giờ anh ta chính là huyết tộc cấp thấp nhất, mệt cho anh ta trước kia còn cảm thấy huyết tộc cao quý bao nhiêu thì hiện tại liền cảm thấy mình có bấy nhiêu ngu xuẩn. Bụp! Ngay lúc Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong chuẩn bị rời đi, Vi Đức lập tức quỳ gối trước mặt hai người bọn họ khiến cả hai đều hoảng hốt. Vi Đức không phải là đồ ngốc, nếu đối phương đã có thể biết rõ ràng lai lịch của huyết tộc đến vậy, anh ta đã được cải tạo thành huyết tộc nhưng nếu muốn tiến thêm một bước nữa sợ là không có khả năng. Nhưng mà, hôm nay có lẽ anh ta thấy được hy vọng rồi, một cái hy vọng cho phép anh ta thoát khỏi quá khứ. Cho nên, anh ta không chút do dự quỳ rạp xuống đất. Có ý gì vậy? Trần Triệu Dương kỳ quái nhìn Vi Đức, anh không có tính toán so đo với người này. Dù sao thực lực yếu như vậy, anh không có hứng thú.
cầu xin anh, thu tôi làm đồ đệ đi, tôi nhất định sẽ biểu hiện thật đôi mắt vì đức mang theo nguyện vọng mãnh liệt, cầu xin nhìn Trần Triệu Dương. Thật ngại quá, tôi không thu đồ đệ, Trần Triệu Dương lắc đầu, căn bản là anh không nghĩ đến chuyện thu đồ đệ, huống chỉ đối phương còn là một người phương Tây, một huyết tộc phương Tây. Tục ngữ có câu, không cùng một tộc tất có dị tâm, anh cũng chẳng muốn rước việc vào người mình. Tôi nhất định sẽ vô cùng vâng lời, về sau anh chỉ tôi đi hướng Đông tôi tuyệt sẽ không đi hướng Tây. Van cầu anh, tôi chỉ muốn mượn dùng thân phận hiện tại, tôi muốn tiến lên, Vi Đức nghe được lời nói của Trần Triệu Dương, nhất thời có chút nóng nảy, nói chuyện đều mang theo vẻ cầu xin, ánh mắt nhìn về phía anh cũng thay đổi. Đại ca, nếu anh muốn sắp đặt bố cục toàn thế giới, tên này có thể là một điểm sáp nhập, vốn Trần Triệu Dương định rời đi, nhưng Giang Tử Phong bên cạnh đột nhiên nói nhỏ với anh. Nghe cậu ấy nói xong, Trần Triệu Dương có hơi sửng sốt, không ngờ tên nhóc này lại có suy nghĩ như vậy. Chẳng qua, tâm phòng người không thể không có, anh không muốn hại người nhưng mà nếu lại xuất hiện một tình huống như phòng đấu giá Tô Tỷ thì đến lúc đó chẳng cần anh đích thân ra tay, thuộc hạ của anh cũng có thể thay anh xử lý. Huống chỉ, anh thật sự cũng có công pháp tu luyện của huyết tộc trong tay, tuy rằng chẳng biết lúc trước lão già lấy từ nơi nào nhưng Trần Triệu Dương cảm giác lão già này không đơn giản. Dù sao đồ vật như vậy ông ấy còn có được. Cậu đứng lên trước đi, đi về khách sạn trước, Trần Triệu Dương không nói gì, cũng không đồng ý, chỉ mang theo bọn họ rời khỏi nơi này. Chẳng mấy chốc xe đã đến khách sạn, rồi tới phòng khách, bọn Trần Triệu Dương còn chưa nói gì, Vi Đức lại quỳ rạp xuống đất, anh nhìn thấy cũng muốn điên rồi, cái người này chẳng nói chẳng rằng đã quỳ thẳng tắp. Vi Đức cũng bị ảnh hưởng sâu sắc bởi phim truyền hình võ hiệp của Hoa Hạ, cho nên trong mắt anh ta, chỉ cần đầu gối đủ mềm thì không có chuyện gì xin không được. Cái người này, sao có thể bướng bỉnh như thế chứ? Tôi còn muốn đại ca nhận tôi làm đồ đệ mà đại ca còn chưa nhận đây, bằng anh, một tên quỷ ngoại tộc sao, quên đi, vẻ mặt Giang Tử Phong khinh thường nhìn Vi Đức. Không phải tôi không nhận cậu mà là tôi không có quyền thu nhận đồ đệ, Trần Triệu Dương lắc đầu, dứt khoát từ chối thỉnh cầu của Vi Đức. Vậy về sau tôi chính là thuộc hạ của anh là chủ nhân của tôi. Vi Đức nghe vậy trong lòng trầm xuống. Anh ta biết người Hoa Hạ thu đồ đệ rất hà khắc, thêm vào đó còn là một người ngoại quốc. Nhưng mà hôm nay anh ta hạ quyết tâm rồi, nhất định phải câu được quan hệ với Trần Triệu Dương, nếu không sau này rời đi rồi chỉ sợ anh ta sẽ không còn cơ hội nữa. Trước tiên cậu cứ đứng lên đi đã, Trần Triệu Dương có chút đau đầu, vừa mới thu một tên thuộc hạ từ gia tộc Rider, giờ lại thêm một tên đến nữa. Được rồi, tôi còn không đồng ý được sao, đứng lên đi. Nhìn người này vẫn không chịu nhúc nhích, rơi vào đường cùng, Trần Triệu Dương đành phải mở miệng đáp ứng. Trở thành thuộc hạ của tôi thì có thể, nhưng từ nay về sau tôi chính là cái lồ âm của cậu và phải hiểu rõ nếu cậu phản bội tôi, chờ đợi cậu tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt đẹp đâu. Sắc mặt Trần Triệu Dương lạnh nhạt nhưng trên người lại tỏa ra một cỗ sát khí nghiêm nghị. Vâng, chủ nhân, sau này tôi nhất định sẽ thay anh làm việc thật tốt, tuyệt đối không phụ sự tín nhiệm của anh, Vi Đức nghiêm mặt, cam đoan đáp lời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Được rồi, đứng lên đi, sau này gọi tôi là cậu Trần là được, đừng gọi là chủ nhân, nghe không được tự nhiên, Trần Triệu Dương khoát tay, ra hiệu cho Vi Đức đứng lên. Cậu Trần, để bày tỏ lòng trung thành của tôi, anh cầm tấm thẻ này đi, chỉ cần ở khu vực Đông U này, dù anh muốn mua nửa thành phố cũng được. Đương nhiên ý tôi không phải là cậu Trần thiếu tiền, mà có tấm thẻ này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Mặt Vi Đức mang vẻ căng thẳng, hai tay dâng một tấm thẻ màu đen lên. Trần Triệu Dương nhận lấy tấm thẻ ấy, nhất thời cảm thấy có chút quen thuộc. Anh cũng móc trong túi của mình ra một tấm thẻ. Thoạt nhìn thì hai tấm thẻ này giống nhau như đúc, nhưng điểm khác nhau duy nhất là trên tấm thẻ Vi Đức cho anh có in một đồng tiền vàng, mà trên đồng tiền vàng có một chữ D viết hoa, còn trên tấm thẻ Mi Sót cho anh lại in một mũi tên màu đen. Cậu qua giúp tôi xem tấm thẻ này đi. Trần Triệu Dương đưa cho Vi Đức tấm thẻ Mi Sót cho mình. Đây là thẻ mũi tên vàng của gia tộc Rider, ban nãy Vi Đức cầm tấm thẻ kia của mình ra còn cảm thấy rất giá trị, nhưng sau khi nhìn thấy tấm thẻ trong tay Trần Triệu Dương, anh ta lập tức mất bình tĩnh. Đây là thẻ do một ông lão tên Mi Sót cho tôi cũng không biết dùng để làm gì, Trần Triệu Dương dửng dưng nói. Mi Sót của gia tộc Rider sao? Ông ấy còn sống sao? Trời ạ! Nghe thấy cái tên này, vẻ mặt Vi Đức càng thêm phần đặc sắc, thậm chí còn hoảng sợ hơn cả khi nhìn thấy tấm thẻ mũi tên vàng kia nữa. Nói nhảm, đương nhiên là sống rồi, tôi vừa gặp ông ấy hôm qua,
Trần Triệu Dương tức giận trừng mắt nhìn Vi Đức, nói. Chủ nhân, không, cậu Trần, chuyện này quá đáng sợ. Misot chính là người nắm quyền thực sự của gia tộc Rider, mà quan trọng nhất là, tấm thẻ mũi tên vàng này là tấm thẻ có quyền lực cao nhất của tứ đại gia tộc. Tấm thẻ này của tôi không là gì cả, Vi Đức cười khổ, bất đắc dĩ nói. Cần gì phải thế, không sao cả, cũng coi như cậu có lòng. Đúng rồi, chủ nhân của cậu là ai? Có phải là một thanh niên anh tuấn không? Trần Triệu Dương đột nhiên nghĩ đến người đàn ông anh từng thấy ở hội đấu giá nên mở miệng hỏi. Cậu Trần, người anh nói chắc là Phí Liệt. Thật ra ông ấy không phải thanh niên đâu, năm nay ông ấy đã hơn 300 tuổi rồi. Tôi được ông ấy ban cho huyết thống huyết tộc. Thật ra chuyện lần này cũng không phải là ông ấy sai tôi tới, mà tôi chủ động tới. Vi Đức sửng sốt, anh ta không ngờ Trần Triệu Dương lại biết Phí Liệt, xem ra hai người từng tiếp xúc. Hả, nói lý do xem, Trần Triệu Dương gật đầu. Phí Liệt đã thấy thực lực của mình, không thể nào phái một ên tay mơ đến tìm chết được. Bởi vì nếu như huyết tộc có thể hút được máu của người có năng lực mạnh, thực lực sẽ tăng lên rất mạnh, vậy nên, nói tới đây, mắt Vi Đức lộ ra vẻ lúng túng. Vậy nên anh muốn bắt đại ca, hiến tặng đại ca cho. Chủ nhân của anh sao? Giang Tử Phong nhướng mày, tức giận hỏi. Được rồi, chuyện đã qua rồi, bỏ qua đi. Cậu tới đây, Trần Triệu Dương cũng không để ý. Mà mang Vi Đức đi tới căn phòng khác. Giờ tôi sẽ truyền thụ cho cậu một công pháp tu luyện, dựa vào thực lực hiện tại của cậu, nếu tu luyện nghiêm túc, thực lực sẽ tiến bộ rất nhanh. Nhưng mà, cậu phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể tiết lộ công pháp. Này, một khi tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ cậu không giữ được. Mạng nữa, hẳn cậu đã từng nghe một câu nói xưa, kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội, không thể để lộ tài năng được. Trần Triệu Dương trực tiếp dặn dò Vi Đức, dẫu sao nếu công pháp này bị tiết lộ, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái không nên có. Cậu Trần, anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không tiết lộ, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Vi Đức lập tức đồng ý. Anh ta là con cháu của gia tộc lớn đương nhiên hiểu được chuyện này. Nếu như anh ta làm lộ chuyện này ra, chỉ sợ gia tộc của mình cũng không gánh nổi, đến lúc đó có khả năng lớn sẽ liên lụy đến cả gia tộc. Được, tôi tin cậu. Nếu quả thực có người hỏi cậu tại sao thực lực của cậu ta tiến triển nhanh như vậy, cậu cứ nói cậu uống huyết linh đan tìm được từ một kiến trúc dưới lòng đất ở Hắc Châu. Lát nữa tôi sẽ gửi thông tin về kiến trúc đó cho cậu. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không tìm được bất kỳ thứ gì đâu, vì nơi đó đã bị nổ sập rồi, Trần Triệu Dương vẫn không quá yên tâm, lại dặn dò thêm. Trước kia Trần Triệu Dương đã tìm được nơi đó, dù sao chỗ đó cũng bị anh cho nổ sập rồi, cho dù có tìm cũng không tìm ra được thứ gì. Được rồi, cậu thử xem, sau khi được Trần Triệu Dương truyền công pháp cho, ánh mắt Vi Đức sáng lên, bởi vì công pháp này vô cùng thích hợp cho anh ta tu luyện. Anh ta lập tức học theo người trong phim võ thuật hoa hạ ngồi xuống tĩnh tọa, bắt đầu tu luyện. Nhìn Vi Đức tu luyện, ánh mắt Trần Triệu Dương lóe lên. Không phải là ai cầu xin anh cũng sẽ truyền thụ công pháp này cho. Ban nãy anh nhìn thấu cơ thể Vi Đức, phát hiện thể chất của anh ta rất thích hợp để tu luyện huyết thi công. Chẳng trách Phí Liệt lại ban huyết thống của mình cho Vi Đức. Nhưng mà, Trần Triệu Dương cũng không định để Vi Đức mãi bị Phí Liệt khống chế. Khi Vi Đức tu luyện thành công rồi, anh ta muốn thoát khỏi sự khống chế của Phí Liệt là điều rất dễ dàng. Vi Đức tu luyện khoảng 10 tuần mới ngừng. Khi anh ta mở mắt ra, một tia sáng lạnh từ trong mắt anh ta lóe lên rồi biến mất, gương mặt anh ta lộ ra vẻ hưng phấn. Mới thử một chút như vậy, anh ta đã cảm thấy thực lực của mình tăng lên rất nhiều. Vi Đức biết, lần này mình cược thẳng rồi. Cậu Trần, tôi, thực lực của tôi tăng lên rồi. Tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa, Vi Đức thấy Trần Triệu Dương đứng bên cạnh, lập tức kích động nói. Không cần kích động như vậy, bình thường thôi. Mới bắt đầu tu luyện sẽ tiến triển rất nhanh, nhưng quá trình tu luyện phải kiên trì bền bỉ, chuẩn bị chiến đấu lâu dài. Còn nữa, nếu có thể thì đừng hút máu nữa, đó là chuyện chỉ có huyết tộc cấp thấp mới làm, đối với chuyện này. Trần Triệu Dương không có nghi ngờ chút nào. Nếu Vi Đức tu luyện công pháp của mình mà còn dậm chân tại chỗ thì chứng tỏ mắt mình có vấn đề rồi. À, được, tôi nhất định không hút máu nữa, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, gương mặt vốn trắng bệch của Vi Đức lập tức lộ ra chút khó chịu, nhưng rất nhanh, anh ta đã lộ ra vẻ kiên định. Được, chỉ cần có lòng tin, sau khi cậu dừng hút máu một thời gian ngắn, cậu sẽ biết chỗ tốt ở đâu, mặc dù tự nhận mình không phải người tốt lành gì. Nhưng Trần Triệu Dương cũng không muốn nhìn thấy cảnh ma cà rồng hút máu lần nữa. Dạ, cậu Trần, nghe vậy, Vi Đức liên tục gật đầu. Chỉ cần có thể tiến bộ,
thế nào cũng được. Sau đó Trần Triệu Dương không tiếp tục giữ Vi Đức lại nữa, mà để anh ta rời đi. Đại ca, chỉ sợ chúng ta thật sự không trở về được, sau khi Vi Đức rời đi, Giang Tử Phong cầm điện thoại đi tới. Sao vậy? Nghe được Giang Tử Phong nói thế, Trần Triệu Dương nhận lấy điện thoại, vừa hay nhìn thấy tin nhắn mà cô vợ trẻ của mình gửi tới, nội dung là bây giờ công ty đang thiếu đá quý, công ty đá quý vốn dĩ phải cung ứng cho công ty của Nam Cung Yến lại vi phạm hợp đồng, bắt đầu từ đầu tuần đã không cung ứng đá quý cho bọn họ nữa rồi. Cho nên, Nam Cung Yến có ý là, nếu như Trần Triệu Dương không có chuyện gì, thì hãy đến trụ sở công ty này một chuyến, mà trụ sở công ty đó lại ở ngay Vũ Đô. Được. Chuẩn bị một chút, chúng ta đi xem công ty này đã xảy ra chuyện gì, Trần Triệu Dương không ngờ thế mà công ty lại gặp chuyện như vậy, mặc dù anh đã sớm không làm ở công ty, nhưng đây chính là công ty của bà xã mình, vô duyên vô cớ vi phạm hợp đồng, rõ ràng là đang bắt nạt bà xã anh, làm sao anh có thể nuốt trôi được cục tức này chứ? Đại ca, chị dâu bảo anh kiềm chế một chút, đừng kích động, nhìn thấy dáng vẻ kia của đại ca, trong lòng Giang Tử Phong cảm thấy bồn chồn, vội vàng mở miệng khuyên nhủ. Được rồi, sao lại nói nhiều thế chứ, đi, Trần Triệu Dương đập một cái vào gáy Giang Tử Phong, sau đó hai người liền ra ngoài. Dựa theo địa chỉ bà xã cho, hai người Trần Triệu Dương đã đi tới công ty tên là TBI này, trước khi đến, Trần Triệu Dương đã bảo Giang Tử Phong điều tra về công ty đó một chút, phát hiện đúng là có thực lực rất lớn, có thể nói là nằm trong top 10 công ty ở Vũ Đô, nghiệp vụ của công ty phân bố ở khắp nơi trên thế giới. Cho nên, Trần Triệu Dương không định xông thẳng vào. Mặc dù xông vào cũng không có vấn đề gì, nhưng anh lại định dùng cách ngoại giao trước, quân sự sau, nếu như đối phương không phối hợp thì mới dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Cách ăn mặc của hai người Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong lại cực kỳ thích hợp, những nhân viên an ninh ở cửa cũng không làm khó bọn họ, để bọn họ đi vào công ty TI. Công ty này hẳn là rất có tiền, thiết kế của trụ sở công ty cũng quá xa hoa, nhìn đại sảnh cao hơn 10 mét, rộng ít nhất mấy ngàn mét vuông, Giang Tử Phong líu lưỡi nói. Xem dáng vẻ kia của cậu kia, Trần Triệu Dương tức giận nhìn cậu ấy một cái, sau đó hai người đi tới quầy lễ tân. Xin chào, người đẹp, tôi muốn gặp Lion một chút, Giang Tử Phong nhìn cô gái lễ tân tóc vàng cao gầy xinh đẹp, nói thẳng. Lion, anh nói là tổng giám đốc của chúng tôi. Xin lỗi, xin hỏi anh có hẹn trước không, người đẹp lễ tân nhíu đôi mày thanh tú lại, sau đó lạnh lùng trả lời. Hẹn trước, không hẹn trước, chúng tôi là người của Khuynh Thành Quốc tế. Có vài việc hợp tác muốn trò chuyện với tổng giám đốc của các cô một chút, đương nhiên Giang Tử Phong thấy được sắc mặt của người đẹp. Lễ tân này trở nên lạnh lùng, liền nói ra mục đích bọn họ đến đây. Khuynh Thành Quốc tế, chưa nghe bao giờ, nếu như hai anh muốn nói chuyện về việc hợp tác, vậy hãy liên hệ với bộ phận tiếp thị của chúng tôi, gửi thư ý định hợp tác của các anh, tìm tổng giám đốc của chúng tôi cũng vô dụng, cũng không phải là ai tổng giám đốc của chúng tôi cũng gặp. Người đẹp lễ tân nghe xong cái tên này, đôi mắt càng thêm lạnh lão. Để tôi, đương nhiên Trần Triệu Dương cảm nhận được, sau khi đối phương nghe thấy Giang Tử Phong nói đến bốn chữ Khuynh Thành Quốc tế thì thái độ càng thêm ác liệt, hiển nhiên đối phương căn bản không muốn cho bọn họ cơ hội. Cho nên, Trần Triệu Dương không có ý định lãng phí thời gian nữa. Bây giờ cô gọi điện thoại cho Lion, nói cho anh ta biết, tôi cho anh ta 5 phút. 5 phút sau, nếu như, anh ta không đến, như vậy anh ta phải tự gánh chịu tất cả hậu quả, chỉ là, không biết anh ta có thể chịu đựng nổi hay không. Trần Triệu Dương lạnh lùng nhìn cô gái lễ tân, nói. Sau khi anh nói xong, liền không tiếp tục để ý đến nữa, anh đã cho anh ta cơ hội rồi, phải xem anh ta có thể nắm chắc được hay không thôi. Sau đó Trần Triệu Dương quay người đi ra ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh, Giang Tử Phong nhìn đại ca bá đạo khí thế như vậy, trong lòng rất thán phục, lúc này cũng đến đó ngồi theo. Cô gái lễ tân nghe thấy hai người này nói như vậy, trong lòng càng thêm khinh thường. Chỉ là... Khi thời gian dần dần trôi qua, áp lực trong lòng cô ta càng lúc càng lớn, lãnh đạo quyết định như thế nào là chuyện của bọn họ, nếu như hai người kia thật sự có lai lịch lớn, đến lúc đó chỉ sợ mình sẽ là kẻ chết thay. Nghĩ tới đây, cô ta không còn dám chậm trễ, vội vàng cầm điện thoại lên, bấm số điện thoại của văn phòng Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc Lion, dưới tầng có người của Khuynh Thành Quốc tế đến, nói muốn gặp anh xem, sau khi bắt máy, lễ tân liền nói thẳng ra tình huống bây giờ. Khuynh Thành Quốc tế, tới nhanh đấy, không gặp, đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nói khinh thường. Quả nhiên, nghe được Tổng Giám đốc nói, người đẹp lễ tân không hề cảm thấy bất ngờ, dù sao chuyện này đã sớm được thông báo cho quầy lễ tiếp đón rồi,
chỉ cần là Khuynh Thành quốc tế, liền không gặp. À mà khoan, cứ để bọn họ lên đây đi, đúng rồi, dẫn bọn họ đến phòng hội nghị, ngay lúc cô ta muốn cúp. Điện thoại, giọng nói của Lion đột nhiên lại truyền ra, chỉ là bên trong giọng điệu này có vài phần giễu cợt. À, vâng, Tổng Giám Đốc, nghe được Tổng Giám Đốc nói vậy, Lễ Tân lập tức sửng sốt, mặc dù không nghĩ ra vì sao Tổng Giám Đốc lại thay đổi ý định, nhưng hiển nhiên đây không phải là chuyện cô ta có thể tham gia. Sai khi cúp điện thoại, cô ta thu hồi thái độ vừa rồi của mình, thay bằng vẻ tôn kính, đi đến trước mặt hai người Trần Triệu Dương. Hai anh, Tổng Giám Đốc của chúng tôi bảo hai anh lên phòng họp trên tầng, mời đi theo tôi, người đẹp Lễ Ân cười một tiếng ngọt ngào, sau đó đi phía trước dẫn đường. Giang Tử Phong lập tức mở to hai mắt ra nhìn, có chuyện gì vậy? Lúc ăn nói tử tế thì người ta không thèm để ý đến mình, đến khi mình bắt đầu tỏ thái độ kiên quyết, người ta lại mời mình đi lên, đúng là kỳ lạ. Trần Triệu Dương lại không cảm thấy kỳ lạ lắm, chỉ cảm thấy đối phương đã đưa ra một lựa chọn cực kỳ thông minh. Hai anh, nơi này chính là phòng họp, mời hai anh ngồi trong phòng họp chờ một lát, Tổng Giám Đốc của chúng tôi xử lý xong chuyện sẽ tới. Lễ Tân kia dẫn hai người Trần Triệu Dương đi vào phòng họp ở tầng cao nhất rồi mới rời đi. Đại ca, đãi ngộ cũng không tệ lắm, thế mà ở đây còn có đồ uống, em không khách khí đâu nhé. Giang Tử Phong nhìn thấy trên mặt bàn còn có một số đồ uống, hai mắt lập tức tỏa sáng, lúc này liền cầm lên, chuẩn bị mở ra uống. Tôi khuyên cậu, tốt nhất đừng uống, khi Giang Tử Phong vặn nắp ra chuẩn bị uống, Trần Triệu Dương lập tức nhíu mày lại, sau đó khuyên nhủ. Đại ca, sao thế? Có độc sao? Giang Tử Phong sửng sốt, vội vàng đặt xuống, sau đó hỏi. Không có độc, chỉ là đồ uống bình thường mà thôi, Trần Triệu Dương lại lắc đầu, nói. Vậy thì không sao hết, công ty lớn như bọn họ còn có thể tiếc rẻ một hai chai nước hay sao? Giang Tử Phong nghe thấy vậy thì lập tức yên tâm, sau đó mở nắp ra uống. Nhàm chán quá đi, sao người tên là Lion còn chưa làm xong việc chứ? Nửa giờ sau, Giang Tử Phong buồn bực ngán ngẩm nói. Mà ở trước mặt cậu ấy là nam chai nước rỗng. Ngay từ đầu cậu ấy còn cực kỳ kiềm chế, nhưng về sau thật sự quá nhàm chán, cậu ấy liền uống từng ngụm, không thể khống chế được, kết quả đã uống nhiều như vậy. Tự nhiên cậu lại uống nhiều như thế làm gì? Trần Triệu Dương mở to mắt, ánh mắt sắc lạnh, chẳng qua là khi anh nhìn thấy mấy chai nước trên bàn trước mặt Giang Tử Phong thì lập tức bất đắc dĩ. Không phải là do nhàm chán sao, em vào nhà vệ sinh xả nước đã. Giang Tử Phong ném chai nước rỗng trong tay lên bàn, sau đó đứng dậy, đi ra bên ngoài. Có chuyện gì vậy? Sao cửa lại không mở ra được? Giang Tử Phong đẩy cửa một cái, kết quả cánh cửa kia không hề động đậy chút nào, nhìn qua khe hở, vừa hay nhìn thấy nó đã bị khóa ở bên ngoài. Đại ca, mấy người đó khóa cửa rồi, Giang Tử Phong buồn bực đi đến trước mặt Trần Triệu Dương, sau đó hầm hừ nói. Khóa thì cứ khóa thôi. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể giam lỏng chúng ta được chắc? Trần Triệu Dương cố nén ý cười trong lòng, an ủi. Không phải, đại ca, em sắp không nhịn nổi rồi, vừa rồi uống nhiều nước quá, Giang Tử Phong nhăn nhó nói. Ai bảo đang yên đang lành cậu lại uống nhiều nước như thế? Trần Triệu Dương lại tức giận trừng mắt liếc. Cậu ấy một cái, nói. Vừa rồi sau khi Lễ Tân kia rời đi, Trần Triệu Dương đã nghe được tiếng khóa cửa, nhưng mà anh cũng không có để ý, dù sao. Nơi này cũng không có thể nhốt được. Mình. Chỉ là, lúc Giang Tử Phong bắt đầu uống nước, Trần Triệu Dương đã cảm thấy là lạ, chờ đến lúc cậu ấy muốn đi vệ sinh, anh mới phát hiện, tên Lion này đúng là quá độc ác, thế mà lại nghĩ ra được chuyện như vậy. Nhưng mà có lẽ anh ta không biết, hành động đó đã đủ để khiến Trần Triệu Dương tức giận rồi. Đại ca, làm sao bây giờ? Em sắp không nhịn nổi rồi, vốn đang không có chuyện gì, nhưng sau khi cửa bị khóa lại, cậu ấy liền bắt đầu lo nghĩ, vừa lo nghĩ, sự chú ý sẽ tập trung ở chuyện khiến cậu ấy không thể nhịn được, càng nghĩ, cậu ấy càng cảm thấy sụp đổ. Không sao cả, không phải chỗ kia có mấy chai nước rỗng sao, cậu cứ dùng cái đó đi, chấp nhận một chút, Trần Triệu Dương nở nụ cười trêu chọc cậu ấy. Đại ca, ở đây toàn là camera, làm sao em dám chứ? Không được, em muốn đi ra ngoài, em sắp không nhịn nổi rồi, lúc này Giang Tử Phong đã sắp sụp đổ. Vọt tới cửa lần nữa, đập cửa la lên. Ê, có ai không? Mở cửa ra cho tôi muốn đi ra ngoài một chút, khuôn mặt của Giang Tử Phong đỏ bừng, sau đó dùng sức gõ cửa hô lên. Bọn họ đã khóa cửa, làm sao có thể dễ dàng mở cửa cho cậu chứ? Nhất định là đang chờ chúng ta mất mặt, cho nên, đừng phí sức nữa, Trần Triệu Dương vừa cười vừa nói. Xong rồi,
danh tiếng anh dũng cả đời của Giang Tử Phong em đã bị hủy hoại hết. Giang Tử Phong bơ ồn bực nhìn Trần Triệu Dương, nói. Cậu đợi tôi một chút, anh không tiếp tục để Giang Tử Phong phải sốt ruột nữa, nhỡ may thật sự nhịn đến chết thì phải làm sao bây giờ? Lúc này Trần Triệu Dương đi đến phía trước cái camera có thể giám sát toàn bộ phòng họp, vẻ mặt lạnh lùng nói, mấy người đang đùa với lửa đấy, và cũng đã thành công chọc giận tôi. Trần Triệu Dương nói xong, trực tiếp quay đầu đi tới chỗ cửa. Lui về sau một chút, đợi đến khi Giang Tử Phong lui lại hai bước. Trần Triệu Dương mới giơ chân lên, đạp mạnh một cái vào cánh cửa phòng họp cực kỳ kiên cố kia. Rầm, cánh cửa bằng gỗ được chế tạo tỉ mỉ, cực kỳ nặng nề bị Trần Triệu Dương đạp bay ra ngoài, cửa phòng không vỡ vụn mà chỉ bay vèo ra, đập mạnh lên trên bức tường đối diện, tạo thành một cái hố lớn mới dừng lại. Má ơi, bạo lực quá đi, Giang Tử Phong thấy cảnh này, lập tức giật nảy mình, nhưng mà đây đúng là phong cách làm việc của đại ca. Đi vệ sinh đi. Trần Triệu Dương nhìn thoáng qua Giang Tử Phong, nói. Vâng, đại ca, anh chờ em nhé, Giang Tử Phong gật đầu, sau đó mới khom người chạy mất. Còn không ra sao, nếu còn không ra, có tin tôi phá hủy công ty của mấy người hay không? Trần Triệu Dương lạnh lùng nhìn thoáng qua cái camera chính kia, uy hiếp nói. Lúc này ở bên trong phòng quan sát, sắc mặt của Lion vô cùng khó coi, đồng thời ngoại trừ anh ta ra, ở trong phòng theo dõi còn có mấy nam nữ nữa. Sắc mặt của bọn họ cũng đều không được đẹp lắm. Nghe được Trần Triệu Dương khiêu khích, bọn họ liền liếc nhau một cái. Đi thôi, cậu Sass, chúng ta đi gặp người trẻ tuổi của Khuynh Thành Quốc tế này một chút. Lion lộ ra vẻ mặt lạnh lão, lúc này liền đứng dậy nói. Đương nhiên phải đi chăm sóc anh ta rồi, tôi cũng muốn nhìn xem tên này hống hách như thế, là ai cho anh ta dũng khí. Người được gọi là Sass chính là người dẫn đầu đám nam nữ trẻ tuổi còn lại, lúc này anh ta cũng đang có vẻ mặt rất khó chịu. Cậu Sass, anh cứ yên tâm đi, ở chỗ của chúng tôi, anh ta sẽ không gây chuyện được đâu, Lion kiêu ngạo. Cười một tiếng, sau đó liền dẫn đám nam nữ này đi tới phòng họp. Lúc này Trần Triệu Dương đang ngồi ở vị trí cao nhất trong phòng họp, hai chân vắt lên trên bàn, dáng vẻ cứ như chỗ này là nhà mình vậy. Lúc mấy người Lion và Sass tiến vào phòng họp, cả đám đều sắp tức điên, mấy lão già đi theo sau đám nam nữ trẻ tuổi này cũng đều nhướng mày lên, lộ ra vẻ lạnh lão. Bảo vệ đâu, mấy người chết hết rồi sao, Lion tức. Tối nhìn Trần Triệu Dương, đây chính là đang gây hấn với anh ta, nếu như không dạy dỗ tên này cho tốt, chỉ sợ danh tiếng của công ty ti bọn họ sẽ không còn sức uy hiếp gì nữa. Đến lúc đó con chó con mèo gì cũng đều dám đến khiêu khích bọn họ, không phải bọn họ sẽ mệt chết sao? Thực sự coi nơi này là nhà của anh sao? Đứng lên cho tôi, bảo vệ còn chưa đến, Lion đã lạnh lùng nhìn Trần Triệu Dương, nói. Lúc đầu tôi chỉ muốn nói đạo lý với mấy người, dù sao, tất cả mọi người đều là đối tác, nhưng xem ra anh cũng không thích nói đạo lý lắm, vậy tôi cũng không cần nói đạo lý với anh. Đối với hành động gọi bảo vệ của đối phương, Trần Triệu Dương cũng không để ở trong lòng, mà lạnh lùng nhìn bọn họ. Nói đạo lý, đầu óc của anh không có vấn đề gì đấy chứ. Nơi này là địa bàn của tôi cần nói đạo lý với anh chắc. Nắm đấm to chính là đạo lý lớn nhất, bây giờ quả đấm của tôi lớn hơn anh. Vậy anh phải co đầu rút cổ, nếu có nhục nhã thì cũng phải nhịn cho tôi. Lion cười lạnh một tiếng, vẻ mặt vẫn rất kiêu ngạo. Được thôi, thật ra tôi cũng thích như vậy lắm. Nếu đã thế, chúng ta hãy xem nắm đấm của ai to hơn đi. Trần Triệu Dương giang tay ra, cười khẩy nhìn đám người này. Thú vị lắm, anh là người tu luyện phương Đông nhỉ, ỷ vào mình có chút bản lĩnh, cho nên mới ngang ngược như vậy, đúng không? Ngay lúc này, tên Sass kia đột nhiên mở miệng nói. Đương nhiên. Những điều này cũng không phải do chính anh ta nhìn ra được, mà là một lão già bên cạnh nói cho anh ta biết. Sau khi nghe Sass nói xong, Lion hơi sửng sốt, anh ta nhanh chóng lùi về sau hai bước, thân là tổng giám đốc công ty ti, đương nhiên là anh ta biết trên thế giới này tồn tại một số người đặc biệt, những người này có thực lực mạnh hơn so với người bình thường, anh ta không có khả năng trêu chọc. Chỉ là, cho dù anh là người tu luyện ở phương Đông, nhưng nơi này là phương Tây, ở đây... Không cho phép anh kiêu ngạo, Sass cười lạnh, sau đó chậm rãi tiến về phía Trần Triệu Dương. Đại ca, em đến đây, hình như em vừa nghe thấy trong này có người đang khoác lác. Tới, là ai thì đứng ra đây, xem em có đánh chết ông ta không, Giang Tử Phong khịt mũi, từ bên ngoài đi vào. Lão già kia, ông nói đúng không, tôi cứ thích kiêu ngạo như thế này đấy, ông tới đây đánh tôi đi. Sau khi đi vào trong phòng họp, Giang Tử Phong trực tiếp đi đến trước mặt ông lão vừa nói chuyện. Dáng vẻ kiêu ngạo, những giọt nước bọt li tỉ còn phun lên mặt đối phương.
Cậu, thô lỗ, ông lão lùi về sau hai bước, nhanh chóng lau mặt mình rồi buồn bực nói. Thô lỗ, vậy cũng tốt hơn mấy người bị ổi, không biết xấu hổ như các ông, nếu như tôi còn nhẫn nhịn, chắc hẳn là sẽ bị các người làm cho nổ tung bàng quang mất, Giang Tử Phong không chút kiêng nể đáp trả. Trần Triệu Dương không nói gì thêm, anh rất vui vẻ để cho Giang Tử Phong tự xử lý, mặc dù những ông lão ngồi đây cũng có chút thực lực, nhưng mà nếu một đấu một, chắc chắn là Giang Tử Phong sẽ không phải chịu thiệt, cho dù tình huống có gì đó không đúng, thì vẫn còn có anh ở bên cạnh. Nhóc con, nơi này là trụ sở chính của công ty Ti, các người phá hủy cánh cửa của chúng tôi, có phải là nên cho chúng tôi một lời giải thích hay không? Lion vươn tay ngăn cản ông lão đang định nói chuyện, anh ta trực tiếp gây khó dễ cho bọn họ. Cửa phòng này bị hỏng, các người phải tu sửa nó, chúng tôi vừa mới giúp các người tháo dỡ xuống, đáng gì gạch dưới lẽ ra các người nên cảm ơn chúng tôi mới phải, chúng tôi không đòi tiền công của các người đã là tốt lắm rồi đấy. Nếu như bàn về việc cãi chảy cãi cối, Giang Tử Phong còn chưa phải sợ người nào, không phải chỉ là quấy rối gạch dưới thôi sao, ai mà chả làm được. Nghe được lời nói của Giang Tử Phong, mọi người ở đây lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt lạnh lùng bắn thẳng về phía cậu ấy. Nhất là ông lão vừa bị cậu phun nước bọt kia, tất cả đều đã nhịn không được mà muốn xông lên đánh đấm. Vừa mở miệng ra đã không nói lý, cậu cho rằng những người ở đây phải giảng đạo lý với cậu sao? Ông Mori, làm phiền ông ra tay, Lion cũng lười tranh cãi với đối phương, anh ta trực tiếp nhìn về phía ông lão bên cạnh, cung kính nói. Nhóc con, cậu nghĩ bản thân biết cãi lý thì có thể tung hoành khắp thế giới sao? Nơi này cũng không phải là hoa hạ của các cậu, ở đây... Người có nắm đấm to mới là người có thể tung hoành khắp thế giới. Ân lão cười lạnh, sau đó từ từ bước ra, chuẩn bị đấu một trận với Giang Tử Phong. Chờ một chút, ngay khi ông lão chuẩn bị ra tay, Giang Tử Phong đột nhiên giơ tay lên nói. Thế nào, cậu muốn đầu hàng sao? Cũng được thôi, chỉ cần cậu quỳ xuống, dập đầu với chúng tôi mấy cái, tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Ông lão sửng sốt, sau đó ngạo nghễ nói. Lão già này, có phải là ông còn chưa tỉnh ngủ hay không? Ông đang mơ mộng hão huyền cái gì vậy? Nếu như muốn đánh nhau thì trước đó phải hoạt động thân thể một chút để làm nóng người, nếu không sẽ khiến cho thân thể bị thương, lúc đó biết làm sao bây giờ, Giang Tử Phong liếc mắt xem thường, khinh bỉ nói với ông ta. Nói xong, cậu ấy không coi ai ra gì mà tập bài khởi động cơ bản theo nhạc của đài ở ngay giữa phòng họp, thậm chí còn vừa tập vừa đếm rất nghiêm túc. Thấy một màn như vậy, sắc mặt của đám con ông cháu cha xung quanh lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Dù sao bọn họ cũng là những nhân vật lớn, vậy mà giờ đây lại phải ở đây chờ đợi cái người không biết tên này, nhưng mà cũng không còn cách nào khác, bọn họ cũng không biết những quy tắc của giới tu luyện. Ước chừng khoảng 5 phút sau, Giang Tử Phong mới tập xong, sau đó cậu ấy nghiêm túc nhìn ông lão kia, trong mắt tràn ngập ý chí chiến đấu, đương nhiên, Giang Tử Phong cũng không biết cái gọi là ý chỉ chiến đấu là như thế nào, chỉ là trong mắt anh mang theo tia lửa. Ông lão thấy vậy liền hừ lạnh, lúc này... Khí thế trên người ông ta bắt đầu ngưng tụ lại, giống như một mũi tên nhọn hoắt, tràn ngập cảm giác nguy hiểm. Thời điểm ông lão đã ngưng tụ gần xong, ngay khi muốn tung ra một kích xé trời, Giang Tử Phong lại đột nhiên giơ tay lên. Chờ một chút, vẻ mặt của Giang Tử Phong có chút kỳ lạ, cậu nói ông lão đang chuẩn bị ra tay ngừng lại. Lại có chuyện gì, hơi thở của ông lão nhất thời bị gián đoạn, luồng khí đã ngưng tụ đến đỉnh điểm cứ thế tan biến, ánh mắt ông ta mang theo điên cuồng, tức giận quát lên. Quát cái gì mà quát, khoe giọng ông lớn hay sao? Lúc nãy tôi uống nhiều nước, bây giờ buồn đi WC, ông chờ tôi một chút, sau khi đi WC xong, tôi sẽ quyết đấu sống chết với ông, tôi nhất định sẽ cho ông biết vì sao tôi lại kiêu ngạo như vậy. Giang Tử Phong kẹp chặt hai chân, vẻ mặt quái dị nói. Khốn kiếp, tôi không cho cậu đi, bây giờ cậu phải đánh với tôi. Ông lão bị làm cho tức đến điên người, ông A như người bị bệnh tâm thần điên cuồng gào lên. Mà đánh với ông trong trạng thái này thì cho dù ông có thăng thì chiến thắng đó cũng thật đáng xấu hổ, có bản lĩnh thì đợi tôi đi WC về rồi đánh. Giang Tử Phong là người vô lý nhưng lại muốn cãi ra ba phần lý nói. Đó là chuyện của cậu, có liên quan gì đến tôi, ông lão cũng không mắc bẫy, nhanh chóng phản bác lại. Để tôi xem nào, chắc chắn là ông sợ lúc tôi đi WC xong sẽ khôi phục trạng thái tốt nhất, ông không phải là đối thủ của tôi, cho nên mới dùng mọi cách để ngăn cản tôi đi WC. Giang Tử Phong dùng dáng vẻ như là đã sớm nhìn thấu ý đồ của đối phương nói với ông ta. Chết tiệt, cậu đi WC đi, nhanh lên, ông lão sắp điên rồi, hai mắt đỏ ngầu nhìn Giang Tử Phong, giận dữ hét lớn. Hét cái gì mà hét, ở đây chờ tôi trở về,
tôi sẽ bẻ đầu ông xuống rồi đá giống như một quả bóng. Giang Tử Phong khinh thường nói với ông lão một câu, sau đó chạy luôn ra ngoài. Trần Triệu Dương mỉm cười nhìn Giang Tử Phong làm loạn, nhưng trong lòng lại vô cùng tán thưởng sự lý trí của cậu ấy. Phải biết rằng, thực lực của ông lão trước mắt là mạnh nhất trong nhóm người ở đây, với thực lực của Giang Tử Phong, nếu muốn chiến thẳng ông ta thì khó khăn là rất lớn, cho nên, Giang Tử Phong sử dụng chiến thuật đánh một tiếng trống dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn, làm cho khí thế mà ông lão kia vất vả ngưng tụ được tan biến, có thể nói đây là phương pháp rất thông minh. Lần này, tốc độ của Giang Tử Phong cũng không chậm chạp như vừa nãy, rất nhanh sau đó, cậu ấy đã trở lại, cậu sợ nếu như đi lâu hơn, lão già kia sẽ tỉnh táo trở lại. Lão già, đến đây đi, cho ông xem thực lực của tôi, sau khi bước vào phòng, Giang Tử Phong ngoách ngoác ngón tay với ông lão, vẻ mặt khiêu khích nói. Cậu chết đi cho tôi, lúc này, ông lão đâu còn có thể duy trì sự bình tĩnh. Nghe xong, ông ta trực tiếp vung tay, lên, chuẩn bị dùng một đấm đấm chết cái tên đáng ghét này. Ngay sau đó, Giang Tử Phong lại đột nhiên làm ra một động tác giống như vừa nãy kêu ông ta ngừng lại. Nhìn thấy động tác này, theo bản năng, ông lão dừng lại, khí kình được ngừng tụ cũng theo đó tan biến. Lão già kia khựng lại, nhưng Giang Tử Phong vẫn tiếp tục đấm tới làm cho ông ta ngã xuống đất. Phích, tiếng va đập xuống mặt đất vang lên, lão già kia ngã chổng vó, tiếng kêu lớn đến nỗi những người khác nghe mà thấy xót thay, chắc là đau lắm. May mà lão già vừa ngã xuống là ngất đi ngay, nếu không thì e là không chịu nổi sự nhục nhã này mất. Chậc, người gì mà yếu ớt quá, tôi còn chưa dùng sức nữa, yếu thế kia mà còn dám kêu gào đàn ông Phương Đông bị bất lực. Tôi thấy người bị bất lực phải là mấy người mới đúng, nhìn thì cao to cường tráng mà chẳng dùng được, nhìn lão già bị mình đấm một phát ngã sóng xoài, Giang Tử Phong lắc đầu, khinh bỉ chê bai. Nghe thấy những lời này của cậu, những người xung quanh lập tức đỏ mặt. Cậu giở trò bịp bợm, nếu cậu không làm động tác vừa rồi thì sao ông ấy khựng lại rồi bị cậu đánh ngã xuống đất được, sắc mặt sát vô cùng khó coi, giận dữ chất vấn Giang Tử Phong. Tôi nói này người anh em, anh có bị ngớ ngẩn không đấy? Tôi đã nói bắt đầu rồi mà ông ta còn tự khựng lại, sao lại trách tôi được? Chưa kể động tác tay vừa rồi chỉ là thói quen chuẩy trước khi cuộc chiến bắt đầu của tôi mà thôi, ai mà ngờ được ông ta nhát gan thế chứ, cậu ấy giang hai tay, ra chiều bất đắc dĩ. Để tôi, lúc này lại có một ông lão khác muốn ra mặt. Đúng là không biết xấu hổ, đánh xong không chịu chấp nhận lại còn muốn chơi đánh luân phiên, được đấy, mấy người tưởng tôi sợ à? Nếu đánh luân phiên không được thì mấy người chơi hội đồng luôn đi, tôi không sợ đâu, Giang Tử Phong nghe vậy thì nổi đóa, kích động nói. Mặt lão già kia tức khắc đỏ như gấc, vừa rồi lão ta không nghĩ đến điều này, giờ thì bị người ta cười chê rồi. Ngay lúc đó, Giang Tử Phong đột nhiên tiến về phía trước, dùng chiêu cũ nện một quyền vào mặt lão già kia, lão ta chưa kịp phát ra tiếng thì đã ngã xuống đất, ngất xỉu. Thấy cảnh tượng này, những người đứng xem đều sững sờ. Khó tin nhìn cậu ấy, ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa khinh thường. Chết tiệt, cậu lại đánh lén nữa, quá hèn hạt, cậu ấn được ông già vừa ngất xỉu bảo vệ tức giận hét lên, chỉ thẳng vào mặt Giang Tử Phong. Không chỉ anh ta mà những người đi theo cùng cũng bị bế mặt hết rồi. Sao mà mất cảnh giác thế? Tôi đã nói mấy người không chỉ có thể đánh luân phiên mà chơi hội đồng luôn cũng được rồi cơ mà, do lão ta đứng yên thôi, trách tôi làm gì, cậu ấy giang hai tay làm vẻ mặt ngây thơ vô tội như vừa rồi. Đủ rồi, nói đi, mấy người muốn thế nào, Lion hít sâu một hơi, biết nếu tiếp tục để đối phương làm mình làm mẩy như thế nữa thì đám cậu ấm cô chiêu mình dẫn tới sẽ tức chết mất. Sao, anh nói gì cơ, tức là anh muốn hòa giải với chúng tôi à, Giang Tử Phong đưa mắt nhìn Lion châm biếm. Hừ, cậu thích nói gì cũng được, chuyện này rất đơn giản, chúng tôi đã tìm được các công ty khác để thay thế rồi, công ty của cậu không phù hợp yêu cầu của chúng tôi nên đàm phán không thành công. Hiểu chưa, Lion khó chịu nói thẳng. Vậy là nắm đấm không đủ cứng, không đủ lớn nên chuyển sang nói lý có phải không? Trần Triệu Dương đứng dậy, đôi mắt lạnh lùng liếc qua những người kia rồi dừng lại ở anh ta. Khi chúng tôi muốn nói lý với các anh thì các anh giở trò đấm đá, thấy chúng tôi mạnh hơn thì các anh lại muốn nói giảng đạo, đúng là chuyện gì cũng làm được. Tưởng Trần Triệu Dương này dễ bắt nạt thế à, anh hừ lạnh. Hừ, làm ăn buôn bán thì hai bên phải thống nhất mới được, sao? Chẳng lẽ anh muốn dùng vũ lực để ép tôi nghe lời, Lion kênh kiệu nói. Vũ lực, các anh xứng không, yên tâm, tôi không biết võ đâu, dùng võ thì bắt nạt các anh quá,
Trần Triệu Dương phất tay ra hiệu Giang Tử Phong quay lại. Lúc này cậu ấy như tướng quân chiến thắng trở về vậy, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đi tới ngạo nghễ nhìn mấy ông già kia, rõ ràng mục tiêu của cậu ấy chưa bao giờ là những người đồng lứa đấy. Làm tốt lắm, Trần Triệu Dương không tiếc lời khen ngợi. Há há, sách binh pháp em đâu có đọc cho vui, Giang Tử Phong cười tươi rói, không khiêm tốn chút nào. Ồ, tôi rất muốn biết không dùng võ lực thì mấy, người còn gì, Khuynh Thành quốc tế à? Ha ha, không phải tôi khinh thường chứ công ty của các anh còn không bằng một công ty chi nhánh của chúng tôi nữa là. Ngon thì nhào lên, tôi muốn xem các anh lấy cái gì làm chỗ dựa. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Lion cười phá lên, không hề che giấu sự trào phúng và trịch thượng của mình. Bây giờ tôi có thể cho anh thêm một cơ hội để ký hợp đồng lại lần nữa, Trần Triệu Dương suy nghĩ một lúc rồi nói. Chuyện anh cần làm chỉ là giúp công ty của bà xã đàm phán thành công nên nếu có thể bớt chuyện được chừng nào hay chừng đấy, anh cực kỳ ghét rắc rối. Gì cơ, anh mới nói là cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa à? Còn mơ ngủ sao, tôi không cần cái cơ hội đấy đâu, tới đi, có thủ đoạn gì cứ dùng hết ra, Lion vừa nghe anh nói vậy thì cười nức nẻ, nhạo báng đáp trả. Chậc, có một số người cứ phải bể đầu chảy máu mới nhận thức được thực tế, Trần Triệu Dương bất lực lắc đầu. Những người này muốn chết đến thế thì anh cũng không ngại cho họ một bài học. Lion và những người khác không quan tâm, ai nấy đều gọi người lấy ghế tới để ngồi trong phòng họp, muốn nhìn xem rốt cuộc người của Khuynh Thành quốc tế còn bày trò nào được nữa không. Trần Triệu Dương không nổi giận mà cầm điện thoại lên nhắn tin. 10 phút, gần như anh vừa gửi là có phản hồi ngay. Sau khi đọc lướt qua tin nhắn, Trần Triệu Dương ngẩng đầu lên, thản nhiên nói với những người kia. Được thôi. 10 phút không thành vấn đề, tôi sẽ chờ anh 10 phút, để xem anh mang được cứu tinh nào tới, Lion cười nhạo, không thèm để ý chút nào. Tốt nhất là cứu tinh của anh tới được, tôi muốn nhìn xem ở vụ đô này có thế lực nào dám đối đầu với chúng tôi. Mong là cứu tinh của anh đừng vừa thấy chúng tôi là quay xe, thế thì hài hước quá rồi. Sass không còn tỏ ra chán trường như vừa rồi, tự tin nói. Ai cũng biết họ nổi tiếng khắp vụ đô, anh ta không tin ai gặp mình rồi vẫn dám đối đầu. Trần Triệu Dương không nói gì thêm, mà nhắm mắt ính dưỡng, còn Giang Tử Phong thì đứng đằng sau anh giống như vệ sĩ, ngồi xuống một cách sắc sược, dẫu sao, vào những lúc như này, cậu ấy phải phô bày một chút thể diện cho đại ca nhà mình. Theo dòng thời gian thấm thoát thoi đưa, 10 phút trôi qua chóng vánh, trong 10 phút này, Giang Tử Phong cảm thấy mình sắp không trụ nổi, lỡ như đại ca không gọi quân cứu viện đến thì chẳng phải rất bẽ mặt à. Hai anh, 10 phút sắp hết rồi đấy, thế nhưng... Hình như quân cứu viện hai anh gọi vẫn chưa tới, Lion không thèm che giấu lời giễu cợt, anh ta nói thẳng. Lẽ nào vốn dĩ không có quân cứu viện gì hết phải không? Tất cả đều là do các anh tự biên tự diễn à, lúc này Sass đương nhiên muốn nắm bắt thời cơ mà dậu đổ bìm leo. Chúng ta không nên vạch trần người ta sớm như vậy, phải để họ diễn một lúc nữa chứ, dù sao có khá ít khán giả xem mà, nói ra, có thể biểu diễn cho chúng ta xem, thì cả đời này lấy ra khoe khoang cũng được đấy. Đúng đấy, chúng ta cứ bình tĩnh chờ đợi một lát xem sao, biết đâu, quân cứu viện của người ta đã đến trước cửa rồi. Bây giờ, bọn họ có gì muốn nói cũng tuôn hết ra, từng câu đều rất chướng tai. Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Lion vang lên. Giờ anh ta còn đang ung dung, sau khi nghe tiếng chuông điện thoại cũng không vội vã bắt máy. Tôi khuyên anh nên nghe điện thoại đi, Trần Triệu Dương nhìn Lion, mở lời nói thẳng. Anh bảo tôi bắt máy thì tôi bắt máy sao? Vậy thì tôi chẳng có tí thể diện nào hết à. Giờ tôi cứ không bắt máy. Đấy, làm sao, Linus nghe Trần Triệu Dương nói, anh ta cúp điện thoại tựa như nhìn thấu hết mọi sự đời. Không lẽ là viện quân của anh gọi điện thoại cho tôi ư, tôi không bắt máy đấy, tôi muốn coi thử quân cứu viện của anh còn có cách gì. Lion nhếch môi cười vênh váo, tự cho mình đúng, nói. Ôi đồi ôi, thuyết phục mấy cái thằng quỷ chó chết này thật là khó khăn mà, Trần Triệu Dương khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Vừa rồi, anh có liếc mắt nhìn sơ qua, có thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình điện thoại của Lion là của nhân viên lễ tân, giờ bên đó gọi điện tới, chắc chắn là do có chuyện gì xảy ra, nhưng tiếc là Lion không thèm nghe điện thoại. Tốt lắm, tấu hài xong rồi thì cứ đi được chưa? Ở đây không chào đón các anh, Lion giờ chả còn hứng thú để đối phương ở lại đây, đánh thì đánh không lại, bọn họ chỉ đành phải dùng cách này thôi. Bằng không lỡ như hai kẻ này nổi máu chiến lên rồi đánh bọn họ một trận thì không lẽ họ phải chết oan chết uổng à. Đúng đó, cút nhanh lên, đây không phải là Phương Đông,
tốt nhất là mấy tên phương Đông Bây biết thân biết phận mà làm người đi. Ha ha, nói thế có tổn thương họ quá không vậy? Làm vậy hình như không thân thiện cho lắm. Giờ đây, cả đám người này chế nhạo không nể nang gì, dẫu sao, họ cứ không tin đấy, đối phương có thể làm gì mình chứ? Trần Triệu Dương không nói năng gì, anh chỉ bình tĩnh nhìn lũ hề nhảy nhót ấy. Còn ăn vạ không đi phải không? Nếu như hai người còn ăn vạ không chịu đi thì tôi sẽ báo cảnh sát, tôi muốn. Coi thử các người có dám chống đối người thi hành công vụ không? Lion thấy họ không thèm để tâm gì, anh ta chợt cảm thấy hơi đau đầu, nên đành phải dùng cách này. Dầm. Đúng lúc ấy, bỗng nhiên có một tiếng cãi vã ầm truyền đến, ngay sau đó, có vài bóng người xông vào phòng họp, hung hăng đập bàn họp trong phòng. Mấy thằng oát này làm gì thế? Sao dám đến gây rối ở công ty ti chúng tôi? Các người không muốn sống cũng được thôi, nhưng đừng có làm liên lụy đến những người có thân quen đến mình. Tâm trạng Lion giờ rất không tốt, sau khi thấy mấy tên bảo vệ không ngăn nổi người lạ xông vào phòng họp, anh ta gầm lên, chỉ tay ra ngoài cửa rồi mắng to. Ai ở ngoài đó? Lăn vào đây nhanh lên. Sao có thể lăn vào chứ? Phải bò vào mới đúng. Tôi cho rằng quỳ đi vào tốt hơn, nếu không sao có thể thể hiện hết sự hổ thẹn của người ta chứ? Sass và mấy kẻ khác mở miệng cười cợt. Hay lắm, cho dù có là bậc cha chú các người đến cũng không dám nói vậy đâu. Hôm nay, tôi muốn xem thử mấy thằng danh con tụi bây có thể lật đổ gia tộc của tôi không đấy. Đúng lúc đó, có một bóng người lững thững bước từng bước vào. Này, ông vừa nói gì đó? Lẽ nào ông không biết lời nói ấy sẽ mang tai họa gì cho và những người bên cạnh ông à? Sass có thể coi là người có địa vị cao nhất trong nhóm người này, anh ta hiên ngang ngạo mạn đứng ra nói. Cậu Trần, ngại quá, tôi đến trễ rồi, lúc nãy bị tắc đường, cả đoạn đường còn lại là tôi vội vàng chạy tới. Mặc dù mấy lời của lũ con cháu này rất chướng tai, nhưng Misot vẫn biết rõ ai là chủ ai là phụ. Ông ta đi thẳng đến trước mặt Trần Triệu Dương, rồi trịnh trọng nói. Đừng nói nữa, lúc này, sắc mặt của Lion vô cùng xấu, mấy người trẻ tuổi này có thể không biết nhưng bản thân là tổng giám đốc của ti, đã từng đi theo ông chủ gặp qua không ít nhân lớn của vụ đô, anh ta đã từng thoáng thấy một nhân vật lớn, người ấy chính là ông lão. Trước mặt mình, mặc dù, Lion chỉ nhìn thoáng qua, nhưng anh ta là một người hay để ý vụn vặt nên nhớ rất rõ. Anh ta tin chắc 60% rằng người trước mặt mình này chính là nhân vật lớn kia. Đối với những kẻ như Lion, cho dù chỉ có 10% nguy cơ thất bại thì bọn họ cũng không dám đặt cược, bởi lẽ, nếu thua, bọn họ sẽ mất trắng tay. Thế nên, khi anh ta tin tưởng 60% người ấy chính là vị nhân vật lớn kia, trong đầu anh ta vang lên câu nói hối hận, không phải chỉ là một cái hợp. Đồng thôi à, mắc gì mình phải mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường với cái đám đần độn Sass này chứ? Nếu đối phương có thể mời nhân vật lớn này tới thì đối phương cũng chẳng phải là một người đơn giản, rốt cuộc lần này mình đã mạo phạm dạng tồn tại nào thế? Đại nhân, Lion mở miệng nói một câu, im miệng cho tôi bảo cậu nói chuyện hả? Ở đây có chỗ cho cậu lên tiếng à? Misot bỗng nhiên quay. Đầu lại, quát lớn khiến Lion câm miệng. Anh sợ ông ta làm gì? Lão cũng chỉ là một lão già lũ khụ thôi, anh cho là ông ta có võ thật à? Lúc này Sass không sợ hãi. Bởi vì đối phương cũng giống mình, cả hai đều là người phương Tây, nếu người đó là người phương Tây, còn có thể đến nhanh như vậy, ắt hẳn là dân bản xứ ở Vũ Đô. Nếu đó là người Vũ Đô, vậy thì thiếu gia Sass của gia tộc Kemit đây sẽ không sợ bất kỳ ai, dẫu cho người nọ là người của thế hệ trước. Hơn nữa, cứ coi là đối phương có võ đi, người bên cạnh mình cũng không sợ thất bại, thế nên, anh ta không hề hoảng sợ. Thật là một lũ ngu si đần đột. Giang Tử Phong vốn đĩ còn đang lo âu, nhưng sau khi người đến là Misot, cậu ấy lập tức thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng, cậu có biết sơ về thân phận của lão già này, nếu bảo đại ca tìm người khác, cậu ấy có lẽ còn hơi bận tâm người nọ có thể vững vàng đáp trả hay không, nhưng nếu đổi thành Misot thì cậu không còn gì lo lắng nữa. Cậu Trần, cậu dự định xử lý mấy tên đần độn này ra sao? Misot sau khi gào với Sass xong, bèn quay đầu nhìn Trần Triệu Dương, rồi cung kính thưa hỏi. Đây là sân nhà của ông, cớ gì lại hỏi tô, Trần Triệu Dương còn chưa nhấc mí mắt, anh khịt mũi hỏi. Vâng, cậu đợi đây một lát nhé, mồ hôi Misot tuôn trào như mưa, ông hỏi thế không vì gì cả, mà bởi lẽ, ở đó có một người là con cháu gia tộc Rider bọn họ, mặc dù gia tộc Rider có rất nhiều thành viên, mà ông cũng đã lâu không quan tâm đến chuyện tình của gia tộc, nhưng vẫn nhận ra huy hiệu gia tộc ở trước ngực đối phương. Lại đây nói chuyện chút. Các cậu là con cháu nhà ai? Misot đứng thẳng lưng, rồi nhìn về đám nam nữ trẻ tuổi kia,
còn về phần Lion thì ông ta không mấy đếm xỉa đến, anh ta cũng chỉ là một tổng giám đốc công ty thôi, không đáng để ông ta đặt trong mắt. Cái lão già này, ông là cái thá gì chứ? Có tư cách gì hỏi lai lịch nhà tôi? Tôi sợ nói ra làm ông hết hồn đấy, Sass cười khẩy, rồi nhìn vào Misot nói. Miguel lại đây, nói một chút về gia tộc của cậu để cho. Lão già này biết gì là khiếp sợ đi, hiển nhiên là Sass biết rõ nếu chỉ nói như vậy thì chắc chắn sẽ không hù dọa được đối phương, nhưng trong đám bọn họ có một kẻ có thân phận rất đặc biệt. Đó chính là người anh ta vừa sai bảo, Miguel, nói đúng ra, Miguel không thuộc hội bọn họ, nhưng người nọ là thành viên chỉ ngoài của gia tộc Ryder, khi bọn họ gặp vài vấn đề không giải quyết được thì họ sẽ nhờ Miguel ra mặt. Mà ông lão đang đứng trước mặt họ lúc này có phong thái không giống người bình thường, vì vậy, anh ta mới định dùng tiếng tăm của gia tộc Ryder để hù dọa ông ta. Ông già kia, tôi là Miguel của gia tộc Ryder, ông có nghe nói đến gia tộc Ryder không? Miguel cười khinh khỉnh, từ tốn đứng lên, bộc lộ rõ phong thái vô cùng kiêu ngạo của mình. Tất nhiên, Miguel đi theo đám cậu ấm cô chiêu này đã lâu nên đã tạo thành thói quen, đồng thời nuôi nấng ra một tính cách hách dịch. Thậm chí, anh ta còn tự cho rằng bản thân mình là cậu chủ của gia tộc Ryder nữa. Dĩ nhiên là có nghe nói đến gia tộc Ryder rồi, chỉ là, trước giờ tôi chưa từng nghe nói gia tộc Ryder có một người gọi là cậu chủ Miguel, nên tôi không biết cậu chủ Miguel này từ đâu ra vậy. Misot nghe lời nói của Miguel, trong mắt ông ta chợt lóe lên tia sáng lãnh bạc, lại có người dám dùng danh tiếng gia tộc Ryder họ hung hăng phách lối ở bên ngoài. Chưa từng nghe nói đến à? Hừ! Đó là do vốn hiểu biết của ông nông cạn thôi, tên tuổi của Miguel tôi không phải ai cũng nghe được đâu, ông chưa nghe qua cũng là điều thường tình. Miguel âm thầm hốt hoảng, nhưng nhanh chóng tỉnh táo trong chốc lát, vào thời điểm như thế này, cứ cho là miễn cưỡng chống đỡ thì cũng phải giữ vững đến cùng, nếu không người xui xẻo chắc chắn là mình. Phải vậy không? Misot cười khẩy, thân thể ông ta chợt lóe, sau đó bỗng xuất hiện trước mắt Miguel, rồi quăng cho anh ta một cái tát không hề do dự. Khi ấy, Miguel vốn đang chìm đắm trong mộng tưởng cậu chủ của gia tộc siêu cấp của mình, thì bỗng bị Misot tát bay ra ngoài. Ông! Khi thấy ông lão này ra tay quyết đoán như vậy, những người ở đây đầu trợn mắt há hốc mồm, tuy họ có vài cậu ấm cô chiêu không tệ lắm, nhưng cũng phải phụ thuộc vào việc đối mặt với ai. Cậu mà là cậu chủ gia tộc Ryder à, cậu xứng sao? Lại đây, bây giờ tôi đánh cậu, cậu bảo người sau lưng mày. Misot tái xanh, bước đến xử tội lên trước một bước. Rồi nhấc chân dẫm mạnh vào ngực Miguel, ông ta lạnh lùng nói. Miguel khiếp sợ trước hành động của Misot, dĩ vãng anh ta nào gặp phải chuyện này. Trước giờ, anh ta chỉ cần nói tên gia tộc Ryder ra thì họ đều sẽ bị dọa sảng hồn. Ông già này, ông tiêu đời rồi, ông dám đánh người thừa kế tương lai của gia tộc Ryder à? Ông không chỉ xong đời đâu, mà cả gia tộc của ông cũng theo đó tiêu đời luôn đấy. Sass thấy cảnh đó, tức sôi máu. Thêm vào đó, anh ta sợ hãi chuyện hôm nay sẽ làm mình lâm vào thế bí, vì vậy hung hăng lên tiếng trước để đánh đòn phủ đầu. Cậu là ai? Misot nhướng mày, sau đó nhìn về Sass, rồi cất giọng vô cùng thản nhiên nói. Tôi là, Sass ưỡn ngực, mở miệng nói, nhưng chẳng đợi anh ta dứt lời, Misot đã cắt ngang. Cậu thuộc gia tộc nào không quan trọng, tôi cho các cậu một cơ hội, gọi gia chủ nhà các người tới đây, tôi chỉ cho các cậu 10 phút. Nếu gia chủ nhà các cậu không đến thì cả lũ chết hết đi. Misot cắt ngang lời nói của Sass, sau đó mặt đầy sát ý quát cả đám người ở đây. Ông nói gì thế? Cả lũ Sass ngơ ngác khó hiểu, sau đó từng người trong họ tức điên, cứ cho là ông ta có quyền có thế, nhưng cũng không thể nào mở miệng đòi tính mạng người khác chứ. Đương nhiên là các cô cậu cũng có thể coi lời tôi là gió thoáng bên tai, tôi không để ý đâu, chúng tôi chỉ cho 10 phút thôi đấy. Trong vòng 10 phút, nếu gia chủ nhà các cô cậu không ai tới, vậy cứ hy sinh một người, cách 10 phút thì phải có một người ra đi, Misot lạnh nhạt nói. Sau khi dứt lời, ông ta đi đến trước mặt Trần Chi Dương, rồi kính cẩn nghiêng mình thưa, cậu Trần, liệu tôi xử lý như vậy, cậu có hài lòng không? Ông cứ liệu mà làm, tôi không có nhiều thời gian dây dưa ở đây đâu, giải quyết gọn lẹ đi, hai mắt Trần Triệu Dương khép hờ, không cho ông ta một ánh mắt. Misot âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù ông A vô cùng khó chịu với thái độ của Trần Triệu Dương, nhưng ông ta không dám lắm lời, càng không dám bất mãn. Ông ta không mấy quan tâm đến lũ trẻ con này, ngày nào chúng cũng lang thang khắp trốn, tự tung tự tác gây chuyện khắp nơi, còn dây vào thằng điên này làm gì. Để cậu ta nhanh chóng về nước càng sớm càng tốt là được, giờ thì hay rồi, xảy ra chuyện này,
e là cái tên khốn mạnh mẽ chết tiệt này phải ở đây ít lâu rồi. Hình như trong lòng ông thấy hơi khó chịu, phải không? Ngay khi Misot vừa mới đứng thẳng lưng, Trần Triệu Dương chợt hỏi một câu như vậy. Sắc mặt ông ta xám ngoét, dùng ánh mắt đầy kinh hoàng nhìn Trần Triệu Dương, sau đó, ông ta quỳ rạp xuống đất. Cậu Trần, lão nô nào dám, trong lòng lão nô tuyệt đối là can tâm tình nguyện, không chút bấn mãn ạ. Misot cúi đầu trên mặt đất, suy sụp tâm lý, lẽ nào người kia đi guốc trong bụng mình à? Sao mình nghĩ gì cũng biết thế? Đứng dậy đi, đừng có động tí là quỳ. Trần Triệu Dương lắc đầu không để ý lắm, với thực lực của Misot, anh không quan tâm mấy, cứ cho đối phương phản bội mình thì sao chứ? Chỉ cần đập chết là được thôi. Vâng ạ, cảm ơn cậu Trần, Misot thở phào nhẹ nhõm, sau đó đứng bên cạnh Trần Triệu Dương, không dám hít thở quá mạnh. Lúc này, mấy tên quần áo lụa là kia mới ý thức được một vấn đề, đó là ông lão này nhìn qua rất trâu bò như. Thế, ấy vậy, ông ta vẫn hèn mọn trước người thanh thiên đang ngồi kia, thậm chí, ông ta còn khom lưng khuỵu gối, đây rõ ràng là dáng vẻ của kẻ đây tớ mà. Thời gian tiếp theo, mọi người chỉ im lặng chờ đợi, mà lúc này, đám người trẻ tuổi cũng không nói thêm gì nữa, một đám người ôm tâm trạng không yên cùng chờ đợi, hiện tại, bọn họ cảm thấy tình hình có chút không thích hợp. Ai dám đụng đến người của gia tộc Kemit chúng ta? Không muốn sống nữa phải không? Chưa đến 10 phút, một âm thanh phẫn nộ truyền đến, chỉ thấy một ông lão ước chừng 5-10 tuổi từ bên ngoài bước. Nhanh vào! Chú Sandy, cuối cùng chú cũng tới rồi, nhìn thấy người vừa đến, Sass lập tức mừng như điên, nhanh chóng bước đến chào đón. Cậu Sass, cậu có sao không? Người tên Sandy nhìn kỹ Sass, kiểm tra một lượt xong thấy anh ta không? Bị thương chỗ nào, hắn ta mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. May mà cậu không sao, lúc nãy gia chủ gọi điện thoại bảo tôi đến đây, sợ cậu bị người ta bắt nạt, hừ, không ngờ ở Vũ Đô lại có người dám ra tay với gia tộc Kemit chúng ta. Thật sự là không biết sống chết là gì mà, Sandy hừ lạnh, rõ ràng là rất bất mãn với người dám khiêu khích nhà bọn họ. Hừ, Sandy, ông nói ai không muốn sống nữa, ngay ại thời điểm ông lão này xông vào, nói sang nói bậy một hồi, đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vang lên. Người tôi nói chính là, Sandy nghe xong những lời này liền mở miệng phản bác, đồng thời quay đầu lại, ngay khi đang muốn nhìn xem người nói chuyện là ai thì sắc mặt hắn ta bỗng nhiên thay đổi. Những lời chuẩn bị nói lập tức nuốt ngược vào trong. Nói đi, tiếp tục nói, người của gia tộc Kemit thì không thể trêu chọc sao? Trêu chọc chính là tìm đường chết, đến đây, tiếp tục nói đi, sắc mặt Misot trở nên u ám, hừ lạnh nói với Sandy. Chú Sandy, đó chính là lão già kia, ông ta nói nếu trong 10 phút người của chúng ta không đến thì cứ cách 10 phút ông ta sẽ giết một người, chú nói xem, có phải là ông ta điên rồi không? Ở Vũ Đô mà dám kiêu ngạo như vậy. Ông ta không thèm để các gia tộc lớn ở đây vào trong mắt hay sao, lúc này, Sass đứng thẳng sống lưng, dù sao, người của gia tộc bọn họ cũng đã đến, anh ta thật muốn nhìn xem đối phương còn có thể kiêu ngạo được hay không. Bịch! Ngay sau đó, ông lão tên Sandy kia hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Lúc này, ngay có tâm tư muốn giết người Sandy cũng có, hẳn ta hiểu được, ở Vũ Đô, vẫn còn có người mà gia tộc Kemit bọn họ không thể nào trêu chọc nổi. Nhưng mà khi nhìn thấy Misot, Sandy chỉ biết, xong rồi, hôm nay hẳn ta xong rồi, chẳng những hẳn ta, mà ngay cả cậu chủ kiêu ngạo bên cạnh cũng xong đời rồi. Nếu như người trước mắt này căn chặt không tha, chỉ sợ gia tộc Kemit bọn họ cũng xong đời luôn. Cho nên, hắn ta mới không chút do dự mà quỳ rạp xuống. Hành động này của Sandy làm cho tất cả mọi người trong phòng họp vô cùng hoảng sợ, đặc biệt là Sass, anh ta hoàn toàn ngây người. Anh ta gọi Sandy đến để chống lưng, bây giờ lại thật mỉa mai, cao thủ đến để chống lưng vậy mà trực tiếp quỳ xuống, như vậy thì còn muốn làm cái lông gà gì nữa. Nhìn Sandy đang quỳ rạp trên mặt đất, nếu như đến nước này rồi mà Lion vẫn chưa nhận biết được tình hình thì cái chức tổng giám đốc này của anh ta cũng không cần nữa. Không chút do dự, anh ta cũng dứt khoát quỳ xuống. Lion biết, anh ta xong rồi, bởi vì một bản hợp đồng mà đắc tội với một nhân vật lớn như thế này. Mà đại ca đang đứng trước mặt đây còn không phải là nhân vật lớn thật sự, nhân vật lớn thực sự chính là cái người trẻ tuổi vẫn luôn ngồi ở chỗ kia, nấy giờ vẫn không nói lời nào. Lúc này, trong lòng anh ta vô cùng hối hận, ánh mắt nhìn về phía đám già trẻ kia tràn đầy oán hận, vốn dĩ anh A muốn hợp tác thật tốt với tập đoàn Khuynh Thành Quốc tế, mà mấy người này lại nói anh ta không nên làm như vậy, bọn họ đều là người có địa vị cao, tất nhiên là anh ta cũng muốn nịnh bợ một chút. Bây giờ thì tốt rồi. Đã không nịnh bợ được người ta, ngược lại còn ôm khó khăn về cho mình.
Chuyện đã đến bước này rồi, anh ta cũng không dám oán trách ai, cho dù là ai thì anh ta cũng không đắc tội nổi, chỉ có thể trách vận may của mình không tốt. Lúc này, sắc mặt của Sass và những người còn lại trở nên tái nhợt, tuy rằng bọn họ là con ông cháu cha, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc, vẫn biết trên đời này có người mà bọn họ không thể nào đắc tội được. Mà vị trước mắt đây, chỉ sợ chính là người mà bọn họ không đắc tội nổi. Nghĩ đến đây, Sass dẫn đầu quỳ rạp xuống đất, mà những người khác cũng không tiếp tục gắng gượng nữa, tất cả đều quỳ xuống. Thấy một màn như vậy, trong lòng Giang Tử Phong cảm thấy cực kỳ vui sướng, tất nhiên là cậu ấy biết, đám già trẻ đang ở trước mặt cậu đây đều là những người có địa vị cao ở Vũ Đô, ít nhất là cao hơn cả nhà họ Giang của cậu ở thành phố Nam Hải. Nhưng mà, ở trước mặt đại ca, vẫn phải quỳ xuống, đây chính là sự chênh lệch. Đối với lựa chọn lúc trước của mình, cậu ấy cảm thấy cực kỳ may mắn cậu ấy kiên trì đến cùng và được trở thành đàn em của đại ca, nếu không làm sao có thể có cậu của ngày hôm nay. Trong khi Giang Tử Phong còn đang suy nghĩ miên man, lại có thêm mấy người nữa của các gia tộc khác đến đây, chỉ là, bọn họ vừa vào cửa đã trực tiếp quỳ xuống. Mấy người này cũng không phải là đồ ngốc, ngay cả Sandy của gia tộc Kemit cũng phải quỳ xuống thì bọn họ sao có thể đứng được. Cho dù dùng chân để nghĩ cũng biết, nhất định là mấy vị con ông cháu cha này lại gây chuyện, hơn nữa, họa này là do bọn họ tự chuốc lấy, mà lần này, người trong gia tộc cũng không thể nào gánh vác. Cho nên, để cho đối phương nhìn thấy thái độ của mình là một điều cực kỳ quan trọng, nếu không, sự việc lần này chỉ sợ không đơn giản là liên lụy đến vài vị con ông cháu cha, mà còn kéo theo cả gia tộc phía sau lưng bọn họ. Đương nhiên, trong số họ có hai người biết được là người nào có tội, cho nên, sau khi quỳ xuống, trong lòng bọn họ cũng không dám có nửa câu oán hận, ngược lại âm thầm cầu nguyện trong chuyện này có thể may mắn một chút. Trong thời gian 10 phút, các người đều đến đúng giờ. Xem ra gia tộc của các người vẫn khá là coi trọng những cậu chủ, cô chủ ở đây. Âm thanh Misot vô cùng bình tĩnh, giống như không hề tức giận. Nếu như các người coi trọng bọn họ như vậy, thì tại sao không dạy cho bọn họ một chút đạo lý? Trên thế giới này có rất nhiều người mà bọn họ không thể nào đắc tội, nếu đắc tội sẽ phải trả giá đắt. Misot cũng không đợi mấy người kia trả lời, ông ta tiếp tục nói. Đại nhân, đều là người của chúng tôi dạy dỗ không nghiêm. Để cho mấy đứa nhóc này trêu chọc đến ông, mong đại nhân rộng lượng, tha thứ cho bọn họ. Lần này, chúng tôi cam đoan, sau khi trở về nhất định sẽ trông coi thật chặt. Đợi Misot nói xong, Sandy mới mở miệng thăm dò. Tha cho bọn họ, hừ, tôi cũng không có cái quyền này. Bọn họ đắc tội với người không nên đắc tội, đây không phải là chuyện mà tôi có thể quyết định được. Misot lắc đầu, sau đó xoay người đi đến phía sau Trần Triệu Dương, đứng khoanh tay cúi đầu. Thật ra, ông ta cũng cực kỳ bất đắc dĩ, ông ta không muốn đụng vào những người này, nhưng mà, mấy tên này đắc tội ai không đắc tội, lại đi đắc tội với Trần Triệu Dương. Thấy một màn như vậy, tất cả những người đang quỳ đều hít khí lạnh. Cho dù gia tộc của bọn họ đã vô cùng lợi hại, nhưng khi đối mặt với Misot cũng chính là gia tộc Rider, ngay cả tư tưởng phản kháng bọn họ cũng không có. Vậy mà một pho tượng đại thần như thế lại tỏ ra cung kính với một người trẻ tuổi. Điều này chứng minh thân phận của người kia có bao nhiêu cao quý. Thế mà nhóm con cháu ăn chơi trác táng của gia tộc bọn họ lại đắc tội với một nhân vật lớn như thế, bọn họ thật sự muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Vốn dĩ, đây chỉ là một chuyện cực kỳ nhỏ, nhất là đối với các vị, chuyện này nhỏ đến mức chính các người cũng cảm thấy buồn cười. Nhưng chỉ vì một chuyện nhỏ như thế mà khiến cho các vị cao quý đây phải quỳ gối ở nơi này, điều này không thể không nói là một chuyện vô cùng châm chọc. Đến đây, cậu Sass cao quý, anh nói xem, chuyện này rốt cuộc là sao? Trần Triệu Dương hừ lạnh, sau đó bình thản nói với những người kia. Nghe được lời nói của anh, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Sass, có tìm tòi nghiên cứu, có phẫn nộ, có oán hận, và thêm nhiều cảm xúc khác nữa. Sass gấp đến điên rồi, tại sao người này lại nhớ đến anh ta? Tôi, Sass lắp bắp cả nửa này vẫn không nói ra được lý do. Để tôi nói đi. Ngay lúc này, một cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào đột nhiên đứng dậy nói. Nancy không phải là đồ ngốc, cô ta biết, lần này cô ta đã đắc tội với người không nên đắc tội, nhất định là phải trả giá đắt, mà cách duy nhất để làm giảm nhẹ sự trừng phạt chính là lập công chuộc tội. Cho nên, cô ta quyết định đứng dậy. Thứ nhất là muốn lập công chuộc tội, thứ hai là muốn phân rõ giới hạn với đám người Sass ngu ngốc. Đương nhiên, còn có nguyên nhân thứ ba. Cô ta muốn dùng sắc đẹp và dáng người của mình để thu hút sự chú ý của vị nhân vật lớn thực sự kia.
tuy rằng chuyện lần này là một nguy cơ, nhưng không phải nó còn là một thời cơ hay sao? Chỉ cần cô ta có thể nắm chắc được cơ hội này, leo được lên người vị nhân vật lớn đẹp trai trước mắt, như vậy còn không phải là có thể dễ dàng đi lên như diều gặp gió hay sao? Mọi chuyện là như vậy, hít một hơi thật sâu, cô ta đem đầu đuôi mọi chuyện kể ra, không hề giấu giếm một chút nào. Nên y biết, tại thời điểm này, bày trò khôn vặt chỉ là tự chuốc họa vào thân, hơn nữa, bên trong chuyện này, cô ta cũng không làm ra chuyện gì đáng hổ thẹn, cô ta không cần thiết phải tự giải vây cho mình. Cho nên, sau khi cân nhắc mọi chuyện trong nháy mắt, cô ta mới quyết định như vậy. Nghe xong sự việc, tất cả mọi người ở đây đều rơi vào im lặng. Những người đứng đầu gia tộc thầm kêu không ổn, trong đầu như có một vạn con ngựa bùn cỏ điên cồng chạy qua. Nếu như là vì một số việc chính đáng, cho dù có ngã xuống bọn họ cũng cam tâm tình nguyện mà ngã, nhưng mà, vì một người phụ nữ, cụ thể hơn là vì một cái hợp đồng bé tí không đáng kể đến, chỉ vì này, sao bọn họ có thể cam tâm? Trong mắt Trần Triệu Dương đột nhiên bộc phát sát ý, anh không nghĩ tới, sự việc sẽ đến mức này. Thì ra là hai ngày trước, đám người sát lấy được ảnh chụp của Nam Cung Yến, sau đó vô cùng kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô và tìm mọi cách để có được Nam Cung Yến. Sau đó mới có chuyện lần này, bọn họ muốn chặn nguồn cung cấp của công ty Nam Cung Yến, ép buộc đối phương phải tự mình đến Vũ Đô một chuyến, chỉ cần cô vừa đến Vũ Đô, bọn họ có thể nắm chắc Nam Cung Yến trong lòng bàn tay. Là ai đưa ảnh chụp cho các người? Trần Triệu Dương cố nén sát ý trong lòng, vẻ mặt bình tĩnh hỏi Nancy. Là Đỗ Thu, lần này, tất cả mọi người đều nhìn về Sass, đối mặt với áp lực lớn như vậy, anh ta không thể chống đỡ được mà mở miệng. Đỗ Thu, nói rõ lai lịch của hắn ta, Trần Triệu Dương nhíu mày, trong ấn tượng của anh, hình như không có người nào tên là Đỗ Thu, người này chui từ chỗ. Nào ra vậy? Hắn, chính hắn ta nói, hắn ta là người của cái gì mà quyền tông, tôi cũng không hiểu biết nhiều về Hoa Hạ, cho nên cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà theo như, lì hắn ta nói. Có vẻ như thế lực đó của hắn ta rất họ đã đến mức này rồi, Sass cũng không dám che giấu điều gì, thân ai người nấy lo. Quyền tông, hừ, có phải là Thiết Quyền tông? Không, Trần Triệu Dương hừ lạnh, anh không ngờ, ngày trước ở trong nước chọc vào một thế lực, bây giờ bọn họ lại có thể duỗi tay ra đến tận nơi này. Đúng vậy, chính là Thiết Quyền tông, anh biết sao, nghe Trần Triệu Dương nhắc đến cái tên này, Sass lập tức điên cuồng gật đầu. Nếu như sự việc đã sáng tỏ, vậy thì chuyện này cứ như vậy đi, Trần Triệu Dương đứng dậy, lạnh lùng nói. Nếu như là Thiết Quyền tông ra tay, nhất định là không chỉ có chút hành động như thế này, có lẽ ở trong nước cũng đã có hành động nhằm vào anh. Ngay sau đó, điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên, Trần Triệu Dương mở ra xem, nhìn thấy người gọi đến là Tăng Kim Lai, con người của anh bỗng chốc co rụt lại. Phải biết rằng, từ trước tới nay, Tăng Kim Lai chưa từng gọi điện thoại cho anh vì bất cứ chuyện gì. Hiện tại anh ta gọi điện đến, nhất định là có chuyện mà anh ta không thể nào giải quyết được. Sau khi điện thoại được kết nối, Trần Triệu Dương nghe được giọng nói ở đầu dây bên kia, sắc mặt của anh lại càng thêm u ám. Nhìn sắc mặt khó coi của Trần Triệu Dương, tâm tình của mấy người xung quanh lập tức trở nên không tốt, dù sao thì loại chuyện như tính mạng của mình bị người khác nắm trong tay như thế này, thật sự là không dễ chịu chút nào. Trần gia, cậu xem bây giờ phải làm thế nào, đợi Trần Triệu Dương cúp máy. Trong lòng Mi Sót có chút bồn chồn, lúc này ông ta mới cẩn thận hỏi. Đặt giúp tôi hai vé máy bay quay trở về Hoa Hạ, Trần Triệu Dương không trả lời câu hỏi của ông ta, anh cất điện thoại đi rồi nói. Được, nghe xong lời nói của Trần Triệu Dương, trong lòng Mi Sót nhất thời thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nếu đã làm sai thì chắc chắn phải trả giá đắt, lúc này, Trần Triệu Dương đã không còn tâm tư để đi so đo với mấy tên ngốc này, thân thể anh chợt lóe rồi trực tiếp xuất hiện trước mặt Sass. Hung hăng đá anh ta một đá. Sass không ngờ Trần Triệu Dương lại ra tay đột ngột như vậy, không đúng, là ra chân mới phải, mà một đá này đã làm cho phía dưới của anh ta nổ tung, nháy mắt, cả người anh ta giống như một con tôm đã được nấu chín, cả cơ thể cuộn tròn lại, sắc mặt nháy mắt đỏ bừng. Hít hít, nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đàn ông ở đây đều cảm thấy phần dưới của mình đột nhiên tê dần, loại đau đớn này, tuy rằng bọn họ không trực tiếp cảm nhận được, nhưng bọn họ cũng có thể tưởng tượng ra được cảm giác nổ tung ấy đau đớn đến mức nào. Trừ cô gái này ra, đánh gãy một chân của tất cả những người còn lại, Trần Triệu Dương không tiếp tục ra tay, anh bước về phía cửa, sau đó đột nhiên quay đầu lại nói với Mi Sót. Vâng, Trần gia, nghe được lời nói của Trần Triệu Dương, trong lòng Mi Sót không nhịn được mà run lên.
Những người ở đây cũng không phải là người bình thường, họ đều là người nối nghiệp tương lai của các gia tộc lớn, hiện tại bị đánh gãy một chân, món nợ này sẽ được tính trên đầu của gia tộc Rider, chẳng qua, cho dù là phải trở thành kẻ địch với những người này thì ông ta cũng tuyệt đối không dám đắc tội Trần Triệu Dương. Mỗi khi nhớ đến cảnh tượng người đàn ông trước mắt này đắm mình trong mưa to gió lớn mà cả người không dính một giọt nước, ông ta có một cảm giác hãi hùng khiếp vía. Hơn nữa, đối phương còn hạ cổ trùng trong cơ thể ông ta, sau khi trở về điều tra, ông ta biết đó là một thứ đặc biệt thần bí của Hoa Hạ, cực kỳ nguy hiểm. Vậy nên, cho dù không phải là vì gia tộc của mình, ông ta cũng không dám làm trái lời đối phương. Răng rắc, âm thanh xương cốt bị bẻ gãy không ngừng truyền đến, cả phòng họp vang vọng những tiếng kêu la thảm thiết. Sương mù vây lấy sân bay, Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong chờ máy bay ở phòng chờ dành cho khách VIP, mà Misot thì đang đi làm thủ tục cho bọn họ. Thật ra thì gia tộc Rider của Misot cũng có máy bay riêng nhưng quy trình xin giấy phép cũng không dễ được thông qua, mà Trần Triệu Dương lại không có nhiều thời gian, không thể chờ được. Đại ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Ngồi ở phòng chờ VIP, rốt cuộc Giang Tử Phong mở miệng hỏi ra thắc mắc trong lòng mình. Có người muốn động đến Hồ Lộc Minh của chúng a, nghe Giang Tử Phong hỏi vậy, ý lạnh trong mắt Trần Triệu Dương đột nhiên lóe lên, sau đó nghiêm túc nói. Là Thiết Quyền Tông sao? Đột nhiên Giang Tử Phong nghĩ đến Thiết Quyền Tông mà trước kia Sass từng nhắc tới nên hỏi. Đúng vậy, chính là Thiết Quyền Tông. Vốn dĩ tôi chưa từng muốn đối phó những người này, không ngờ bọn họ lại lên mặt. Nếu bọn họ muốn gây chuyện thì nhổ cỏ tận gốc đi, Trần Triệu Dương lạnh nhạt nói, nhưng anh lại không hề che giấu sát ý trên người. Thiết Quyền Tông này đúng là ngu ngốc, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Giang Tử Phong cũng đau lòng thay Thiết Quyền Tông. Rất nhanh, Misot đã làm thủ tục lên máy bay cho. Bọn họ xong, Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong không chần chờ nữa, trực tiếp leo lên máy bay. Misot vẫn luôn chờ ở bên ngoài, cho đến khi máy bay cất cánh. Ông ta mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, ông ta lại bắt đầu đau đầu, bởi vì điện thoại của ông ta sắp bị gọi cho cháy máy luôn rồi. Ông A biết, nhất định là mấy gia tộc kia tạo áp lực lên gia tộc Rider nên người trong họ mới tìm ông ta. Tốt nhất các người cứ nuốt cục tức này xuống đi, nếu không các người sẽ không chỉ bị trừng phạt nhẹ nhàng như hôm nay đâu. Misot đứng dậy, trong mắt lộ ra vẻ lạnh nhạt, xoay người rời khỏi sân bay. Trên máy bay, Trần Triệu Dương đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Bởi vì mua vé khá vội nên bọn họ đã mua vị trí chính giữa khoang hạng nhất. Mà chỗ này, ngoài anh và Giang Tử Phong thì còn có một cô gái phong cách nhẹ nhàng, vẻ mặt vui tươi. Suốt hành trình, Trần Triệu Dương không mở mắt ra, mà Giang Tử Phong lại trò chuyện rất vui với cô gái kia. Trần Triệu Dương vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên cảm thấy tim đập mạnh. Đây là bản lĩnh anh luyện được qua nhiều năm trên chiến trường. Khi có cảm giác này có nghĩa là sắp có nguy hiểm rồi. Đột nhiên anh mở mắt ra, không đứng dậy, mà dùng đôi mắt xuyên thấu quan sát khắp máy bay một lần. Trần Triệu Dương không ngờ trên máy bay này lại gắn bom, hơn nữa không chỉ có một quả. Hai bên cánh máy bay, mỗi bên có hai quả, tổng cộng là bốn quả. Ngoài bốn quả bom này ra, bên dưới thùng xăng máy bay cũng bị gắn hai quả, hơn nữa, tất cả các bộ phận quan trọng của máy bay đều bị gắn lựu đạn. Nhìn xong, Trần Triệu Dương nổi cả da gà, tính cảnh giác của mình lại thấp như vậy, trước khi lên máy bay lại không nhìn xuyên thấu tình trạng của chiếc máy bay này. Xem ra cuộc sống đô thị thời gian gần đây khiến anh càng ngày càng an nhàn rồi. Dĩ nhiên, trong lòng anh cũng không yên, nên mới không kiểm tra máy bay. Nghĩ tới đây, Trần Triệu Dương bắt đầu quét qua từng hành khách trên máy bay. Nếu đối phương gắn nhiều bom như vậy, nếu không phải tấn công khủng bố thì bọn họ nhất định sẽ có yêu cầu gì đó. Vậy nên điều khiển bom nổ từ xa là chuyện bọn họ phải làm. Những người này thông qua kiểm tra an ninh thế nào chứ? Xem ra ở sân bay có người của bọn họ, lại còn là nhân viên an ninh nữa, Trần Triệu Dương cảm nhận được trên máy bay có 5 người mang vũ khí, hơn nữa, trong này còn là nhân viên an ninh trên máy bay nữa. Phải biết, dù có là nhân viên an ninh cũng không thể mang súng lên máy bay. Chuyện này không tuân theo luật hàng không. Vậy nên, cộng thêm cả nhân viên an ninh này nữa, tổng cộng trên máy bay có 6 phần tử vũ trang. Dĩ nhiên Trần Triệu Dương sẽ không ngây thơ cho rằng tất cả phần tử khủng bố đều ở đây, có lẽ còn đang ẩn nấp ở đâu đó mà anh chưa phát hiện thôi. Quan trọng nhất là Trần Triệu Dương không tìm ra được điều khiển từ xa ở đâu. Nói cách khác, chiếc điều khiển từ xa mà đối phương chế tạo rất có thể không phải là điều khiển từ xa như bình thường. Tử Phong, tôi nói chuyện này, cậu nghe cho kỹ.
không được hành động thiếu suy nghĩ, tạm thời xác định được 6 phần tử vũ trang, Trần Triệu Dương không vội ra tay. Dù sao thì những người này phân bố rải rác, lỡ như kinh động đến bọn họ thì sẽ làm đối phương cảnh giác. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Giang Tử Phong vốn đã trò chuyện với người đẹp lập tức tỉnh táo lại, nhìn xung quanh. Thấy không có ai phát hiện Trần Triệu Dương đang nói chuyện, cậu ấy lập tức hiểu ra, đại ca đang truyền âm cho mình, xem ra là có chuyện rồi. Hàng thứ ba phía trước cậu, hàng thứ hai bên phải, có hai người đàn ông, một người tóc vàng, một người da đen. Lát nữa tôi truyền tín hiệu cho cậu, cậu phải lập tức chế ngự hai người họ, có nắm chắc không? Trần Triệu Dương truyền thanh cho Giang Tử Phong. Nghe xong, cậu ấy âm thầm giật mình, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Có người chuẩn bị cướp máy bay, may mắn chúng a bắt gặp. Nhưng nhất định phải làm tốt, không thì dù năng lực của đại ca của cậu có mạnh hơn nữa, cũng không thể nào tìm được đường sống giữa trời cao nghìn mét này được, Trần Triệu Dương nói đùa. Giang Tử Phong không thể nói đùa, chỉ có thể âm thầm gật đầu, cho như là đáp lại lời của Trần Triệu Dương. Nhớ kỹ, cho dù trực tiếp giết đối phương cũng không thể để đối phương có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Tôi biết trước nay cậu chưa từng giết người, nhưng mà cậu nghĩ xem, nếu cậu không giết bọn họ thì người rơi vào nguy hiểm sẽ là tất cả các hành khách trên máy bay. Cậu nghĩ kỹ đi. Trần Triệu Dương biết chỗ khúc mắc trong lòng cậu ấy, nên lúc cuối cùng, anh đã nói như vậy. Nghe xong, Giang Tử Phong vốn đang căng thẳng lại càng thêm căng thẳng. Cậu bình tĩnh lại đi, đối phương còn chưa bắt đầu, cậu còn chút thời gian, đương nhiên Trần Triệu Dương thấy được sự căng thẳng và sợ hãi trong mắt Giang Tử Phong. Dù sao cũng là lần đầu tiên giết người, ai cũng sợ. Vậy nên, Trần Triệu Dương không ép cậu ấy, mà cho cậu thời gian để bình ổn lại tâm trạng. Qua khoảng 5 phút, rốt cuộc Giang Tử Phong tỉnh táo lại, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Đúng vậy, lúc này không giết người thì sẽ bị giết dù là ai thì cũng biết phải lựa chọn thế nào. Khát vọng sống chiến thắng sự sợ hãi, Giang Tử Phong đã quyết định rồi. Đúng lúc đó, một người đàn ông đứng lên, trong tay cầm một khẩu súng, bắn một phát lên cái ghế hắn ta vừa ngồi. Cướp máy bay đây, cài dây an toàn hết cho tôi, rồi ngoan ngoãn ngồi tại chỗ cho ông, đừng cựa quậy. Trong mắt người đàn ông kia lộ ra vẻ độc ác, lạnh lùng nhìn tất cả mọi người trong khoang hạng nhất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc tiếng súng vang lên, những tiếng thét chói tai, tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ cũng vang lên không dứt bên trong khoang thương gia. Câm miệng hết cho ông đây, ai dám động đậy, ông đây nổ súng bản chết người đớ. Trên mặt tên phần tử khủng bố kia lộ ra vẻ hung ác, nhắm vào một người trong đó, nổ súng không chút do dự. Đoàng! Tiếng súng vang lên, người đàn ông ngồi gần phần tử khủng bố nhất bị trúng đạn vào đùi, chỉ là, người đàn ông đó chỉ dám kêu thảm một tiếng, đối mặt với họng súng đen ngòm, anh ta liền ngậm miệng lại, cho dù vết thương bị đạn bản trên đùi khiến anh ta đau đớn, cũng đỡ hơn là mất mạng. Mà người bị lôi ra làm mẫu này đã khiến tất cả mọi người xung quanh ngậm miệng lại, đôi mắt sợ hãi nhìn người đàn ông kia chảy máu tươi ròng ròng, nhưng không có ai dám giúp anh ta cầm máu. Như vậy mới đúng chứ? Thật ra, chuyện này không liên quan lắm đến mọi người, chúng tôi chỉ cần lấy được thứ chúng tôi muốn rồi sẽ rời đi, sẽ không làm tổn thương đến mọi người. Phần tử khủng bố kia đắc chí hài lòng nói, hiển nhiên, rất hài lòng với kết quả của hành động vừa rồi. Giang Tử Phong không ngờ thế mà những người này lại ra tay nhanh như vậy, cậu ấy còn chưa kịp làm gì, điều này khiến cậu ấy cảm thấy tự trách, đều do tính cách lằng nhằng của mình, nếu không sẽ không trở thành như thế này. Tỉnh lại đi! Nếu phần tử khủng bố ở khoang này đã bắt đầu hành động, như vậy chắc chắn bên phía khoang phổ thông cũng đã có bọn khủng bố khác ra tay rồi, cho nên, chúng ta phải nhanh lên, tiếp theo cậu phải nghe lệnh tôi mà làm, Trần Triệu Dương cũng không nghĩ tới đối phương ra tay nhanh như vậy, khiến anh không kịp. Trở tay, Giang Tử Phong chấn động, lúc này mới lặng lẽ gật đầu. Mà người phụ nữ bên cạnh cậu ấy lập tức tựa vào ngực cậu, hiển nhiên là quá mức sợ hãi. Đừng sợ, có tôi ở đây. Tôi sẽ bảo vệ cô, Giang Tử Phong cực kỳ dũng cảm, nhỏ giọng nói bên tai cô ta. Người phụ nữ kia khẽ gật đầu, sau đó nhỏ giọng đáp. Ngay lúc này, Trần Triệu Dương lại giơ tay lên. Hả, còn có người không sợ chết sao? Nào, bạn học sinh kia, nói xem, anh có chuyện gì không? Tốt nhất là hãy cho tôi một lý do hẳn hoi, nếu không đạn trong súng của tôi không có mắt đâu. Phần tử khủng bố kia cười lạnh một tiếng, khẩu súng trong tay nhắm ngay vào Trần Triệu Dương. Cong khóe miệng nở một nụ cười độc ác rồi nói. Tôi, mấy người vì tiền tài, nhưng mà nếu thật sự không cầm máu, chỉ sợ người này sẽ mất máu mà chết. Tôi là một bác sĩ,
tôi có thể giúp anh ta cầm máu trước. Trần Triệu Dương giả vờ như rất sợ hãi, nhưng vẻ mặt vẫn kiên định, nói. À, hóa ra là bác sĩ sao, anh nói đúng, đúng là chúng tôi vì tiền, chỉ cần mấy người ngoan ngoãn phối hợp, yên tâm, sẽ không chết ai đâu. Người đàn ông kia nghe Trần Triệu Dương nói xong lý do, sắc mặt khẽ đổi, sau đó lại bình thản nói. Được rồi, anh qua đây, giơ tay lên trên đỉnh đầu, người đàn ông kia ra hiệu cho anh đi tới, nhưng mà vẫn không buông lỏng cảnh giác. Trần Triệu Dương giơ hai tay lên trên đỉnh đầu, ra hiệu mình cũng không có cầm theo cái gì. Tôi là một bác sĩ trung y, tôi có thể cầm một hộp ngân châm không? Trần Triệu Dương chỉ vào vali bên cạnh mình, hỏi. Ngân châm, là cái gì? Dùng để làm gì? Người đàn ông kia nghe xong, lập tức hơi khẩn trương, sau đó hỏi. Chính là thứ dùng để cầm máu, cực kỳ nhỏ, dày hơn sợi tóc một chút, Trần Triệu Dương vội vàng khoát tay, mở miệng giải thích. Anh lấy ra đây, tôi xem một chút, người đàn ông kia lại không hề buông lỏng chút nào, vẫn cảnh giác nói. Trần Triệu Dương không nói thêm gì, mà cẩn thận mở vali của mình ra, mỗi một động tác đều cực kỳ chậm rãi, hiển nhiên là vì để cho đối phương bình tĩnh lại, nếu không một khi đối phương bắn trúng một nơi nào đó. Trong máy bay, chỉ sợ toàn bộ người trong máy bay đều phải chết. Đây cũng là nguyên nhân chính mà Trần Triệu Dương không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù anh nắm chắc có thể khống chế được đối phương ở khoảng cách xa, nhưng mà trên máy bay cũng không chỉ có một người này, chỉ cần có một tên lọt lưới, như vậy vẫn sẽ gây nguy hiểm làm máy bay rơi. Cho nên, Trần Triệu Dương không dám mạo hiểm, dù sao nơi này cũng là trên không trung hàng chục nghìn mét, nhỡ may thật sự khiến đối phương kích hoạt bom, cho dù thực lực của anh có mạnh, chỉ sợ cũng không chống đỡ được loại chuyện với mức độ này. Chính là thứ này, Trần Triệu Dương lấy hộp ngân châm giả ra, để lộ ngân châm đúng là chỉ dày hơn sợi tóc một chút ở bên trong. Nhìn thấy hộp ngân châm này, phần tử khủng bố kia thở dài một hơi, cảnh giác trong lòng đã hơi thả lỏng một chút. Dù sao, chỉ là một đồ vật nhỏ, cho dù để đối phương tùy tiện dùng, có thể gây ra được chuyện gì chứ? Đến đây đi, phần tử khủng bố kia ra hiệu cho Trần Triệu Dương đi qua. Anh sắp xếp ngân châm một chút, chậm rãi đi đến. Mặc dù Trần Triệu Dương hành động ở chỗ này, nhưng đôi mắt xuyên thấu của anh đã thu hết toàn bộ tình hình trên máy bay lại, trong lòng anh vẫn đang lên kế hoạch dựa theo mọi chuyện xảy ra. Trần Triệu Dương diễn rất giống, hoàn toàn là một bác sĩ nhát gan mà cố chấp, không để đối phương phải nghi ngờ. Ôi, bác sĩ, bụng của tôi đau quá, ngay lúc Trần Triệu Dương giúp tên xui xẻo kia châm cứu, Giang Tử Phong nhận được tín hiệu của Trần Triệu Dương đột nhiên mở miệng hô lên. Chỉ là, kỹ xảo của cậu ấy thật sự quá dở, nhưng mà điều Trần Triệu Dương muốn cũng không phải là Giang Tử Phong diễn tốt bao nhiêu, mà là muốn hấp dẫn sự chú ý của người khác. Quả nhiên, tiếng kêu thảm của Giang Tử Phong đã thu hút sự chú ý của tên cướp kia, đương nhiên, ngoại trừ tên phần tử khủng bố này ra, gần như tất cả mọi người trong khoang đều bị thu hút. Nhìn đến đây, trong mắt Trần Triệu Dương hiện lên một vẻ lạnh lẽo, không chờ Giang Tử Phong lộ tẩy, hai tay của anh đột nhiên cầm lấy những ngân châm kia, sau đó ném mạnh về hướng ba tên cướp đó. Anh! Ba tên phần tử khủng bố kia đều ngây dại, ngay sau đó ngã rầm xuống mặt đất. Mọi người, xin đừng phát ra âm thanh gì, nếu không rất dễ thu hút sự chú ý của đám cướp ở khoang khác, chắc chắn trên máy bay của chúng ta vẫn còn cướp, cho. Nên, mong mọi người tiếp tục giữ yên lặng. Ngay sau khi Trần Triệu Dương khống chế được ba tên cướp này, anh không chút do dự mà mở miệng hô lên với tất cả hành khách trong khoang thương gia. Quả nhiên, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, các hành khách vốn định gieo hò đều ngậm miệng lại, tràn ngập hy vọng nhìn anh. Mời mọi người ở yên vị trí không nên di chuyển, tôi sẽ đến một khoang khác để xem thế nào. Trần Triệu Dương vốn còn muốn nghĩ biện pháp khác, thế nhưng tình huống ở khoang phổ thông đã không cho phép anh do dự nữa. Lúc này Trần Triệu Dương nhanh chóng cầm máu cho người đàn ông bị thương kia, nói với Giang Tử Phong một tiếng rồi đi thẳng đến khoang phổ thông. Nhìn bóng lưng của Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong, tất cả hành khách và các tiếp viên hàng không đều thấy rất cảm động. Mặc dù những tên cướp này nói không giết người, chỉ vì tiền thôi, thế nhưng bọn họ cũng không phải đồ ngốc, nếu đối phương đã tạo ra một vụ lớn như thế, chắc chắn không đơn giản là vì tiền, nếu không, bất kỳ một cách cướp bóc nào cũng sẽ dễ dàng hơn cướp máy bay nhiều. Chỉ có bên trong đôi mắt lạnh lẽo của người phụ nữ nói chuyện với Giang Tử Phong cả một đường là có vẻ tàn nhẫn. Đương nhiên, đối với điều này, Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong lại không hề hay biết. Đại ca, tình huống bên trong như thế nào, ngay lúc hai người đi tới khoang phổ thông, Giang Tử Phong nhỏ giọng hỏi. Còn chưa biết tình huống bên trong như thế nào,
nhưng mà cho dù có tình huống ra sao, tiếp theo chúng ta vẫn phải tiếp tục phối hợp. Lúc này Trần Triệu Dương không dám có bất kỳ tâm lý may mắn nào, cho nên, anh mới bảo Giang Tử Phong đánh yểm hộ thay anh. Thật ra đám cướp ở bên trong đã khống chế toàn bộ khoang điều khiển dưới sự trợ giúp của tên nhân viên an ninh kia rồi, cơ trưởng cơ phó đều đã bị khống chế lại, bây giờ còn không biết tình trạng của hai người đó, máy bay đã được bọn họ cài đặt thành hình thức lái tự động. Cho nên, Trần Triệu Dương mới gấp gáp như vậy, anh biết, đối phương bắt cóc chiếc máy bay này chắc chắn là có mục đích khác, tuyệt đối không có khả năng chỉ vì để khủng bố. Cho nên, nhất định anh phải nhân lúc máy bay còn chưa tới địa chỉ hàng không mà đối phương chỉ định trước đó để khống chế lại máy bay. Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong cũng không vội đi vào khoang phổ thông, mà kiên nhẫn chờ đợi, anh dùng ngón tay vén một góc rèm lên, dùng đôi mắt xuyên thấu nhìn thấy hết khung cảnh trong cả khoang. Ngay lúc này, Trần Triệu Dương vẫn đang quan sát, tìm kiếm thời cơ, cuối cùng anh đã tìm được một cơ hội khá tốt. Vì thế anh liền vọt thẳng vào. Giang Tử Phong phản ứng cũng không chậm, vọt vào ngay sau Trần Triệu Dương. Lúc đi vào, anh đã bảo, cậu ấy biết cần đối phó với vị trí nào rồi. Cho nên, Giang Tử Phong vừa vào trong, còn không thèm nhìn đã lao thẳng tới bên phải, trong nháy mắt, cậu ấy cũng đã nhìn thấy mục tiêu của mình. Lúc này có thể nói bên trong cả khoang đang vô cùng bi thương. Lúc hai người Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong xông vào, bọn họ đều trợn tròn mắt, căn bản không ngờ được sẽ có người đến cứu bọn họ. Dù sao, đây chính là phần tử khủng bố cực kỳ hung ác, đấu tranh với loại người này sẽ có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng lại có người nhảy ra, gánh chịu trách nhiệm như vậy, trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên một hy vọng. Tên phần tử khủng bố kia sao có thể ngờ được lúc này lại có người xông từ khoang đầu đến chứ? Căn bản là không kịp phản ứng chút nào. Tốc độ của Giang Tử Phong rất nhanh, trong nháy mắt nhìn thấy mục tiêu, cậu ấy đã đập mạnh hai nắm đấm xuống, mang theo tất cả sức mạnh của cả người cậu ấy, khiến tên phần tử khủng bố kia phải ngã xuống đất. Giang Tử Phong đã thấy súng trong tay đối phương, sợ súng sẽ nổ, liền không hề do dự nữa mà điên cuồng đấm. Tử Phong, được rồi, mau dừng tay lại, ngay lúc Giang Tử Phong đang điên cuồng vung hai nắm đấm của mình xuống, một bàn tay khác nắm lấy tay cậu ấy, đồng thời ghé sát vào tai cậu nói. Em đã đánh bại người này, lúc này sự sợ hãi trong lòng Giang Tử Phong mới được xả ra, trên mặt lộ ra một nụ cười vui vẻ. Đại ca, hắn ta sao rồi, không phải là bị em đánh chết rồi chứ, cuối cùng Giang Tử Phong mới cúi đầu xuống, nhìn tên phần tử khủng bố máu me be bét trên mặt đất, trong lòng lập tức run lên, trong đôi mắt có vẻ sợ hãi. Không sao đâu, hắn ta không chết, chỉ là trông hơi thảm thôi, Trần Triệu Dương kéo Giang Tử Phong ra, an ủi. Ha ha, vậy thì tốt, Giang Tử Phong thở dài một hơi, nếu như lần đầu tiên cậu ấy giết người là bị cậu tàn nhẫn đập chết, vậy chắc chắn tâm lý của cậu ấy sẽ không chịu được. Trần Triệu Dương kéo cậu sang một bên, đồng thời nhìn về phía cả khoang. Mọi người im lặng một chút, Trần Triệu Dương cao giọng hô lên, lúc này bầu không khí bên trong cả khoang bắt đầu ồn ào, hiển nhiên hành động đột ngột của bọn Trần Triệu Dương đã làm cho tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Nghe thấy lời của anh. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, ai nấy cũng đều nhìn về phía Trần Triệu Dương, hiển nhiên bọn họ vô cùng tin tưởng người đã cứu mình. Mặc dù chúng tôi đã khống chế được những tên cướp này, nhưng bây giờ bơ ông điều khiển máy bay vẫn còn bị đối phương khống chế, cho nên, có nhân viên máy bay nào ở đây không? Vẻ mặt của Trần Triệu Dương rất bình tĩnh, bởi vì anh phát hiện nhân viên an ninh của máy bay kia đã khóa trái buồng điều khiển lại, hiển nhiên đối phương đã biết chuyện xảy ra bên này rồi. Tôi là nhân viên an ninh. Lúc này một người đàn ông có vóc người cao lớn đứng dậy. Nói cho tôi, làm sao để mở bơ ông điều khiển ra, Trần Triệu Dương dẫn nhân viên an ninh đó đi đến cửa bơ ông điều khiển, sau đó hỏi. Một khi buồng điều khiển này đã bị khóa lại, trừ khi có chìa khóa của cơ trưởng trong tay, nếu không sẽ không có cách nào mở ra từ bên ngoài, nhìn thoáng qua cửa bơ ông điều khiển, nhân viên an ninh kia lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Đáng chết, lúc này sắc mặt của Trần Triệu Dương cực kỳ khó coi. Bây giờ đang có hai tai họa ngầm không rõ, một cái là bom điều khiển từ xa kia vẫn chưa tìm thấy được, một cái khác chính là bên trong cái khoang điều khiển này còn có một tên nhân viên an ninh phản bội, máy bay trước mắt còn bị đối phương ở trong khống chế. Thông qua đôi mắt xuyên thấu, Trần Triệu Dương đã phát hiện đối phương đang lạnh lùng ngồi trên ghế điều khiển, trong tay cầm một khẩu súng lục, mà hai người điều khiển thì đầm đìa máu me, hai tay hai chân bị đánh gãy, với vết thương như vậy, căn bản là không có cách nào điều khiển được máy bay nữa. Xong rồi, làm sao bây giờ? Vừa rồi hai tên cướp kia đã đánh chết phi công,
bây giờ máy bay của chúng tôi không có người điều khiển. Euro ó người không nhịn được sợ hãi, mở miệng hô lên. Khi người này vừa dứt lời, tâm trạng sợ hãi lan tràn ra cả khoang trong nháy mắt. Hu hu, tôi không muốn chết, tôi còn trẻ. Tôi cũng không muốn chết, tôi còn chưa được thưởng thức hương vị tình yêu. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Cả khoang biến thành chỗ bi thương sợ hãi, cho dù là người trời sinh lạc quan, lúc này cũng khó tránh khỏi bị bầu không khí như thế này ảnh hưởng. Tất cả im miệng lại cho tôi, Trần Triệu Dương biết, bây giờ nhất định phải cho bọn họ hy vọng sống sót, nếu không sợ rằng sẽ có một số người làm ra chuyện cực đoan khó mà khống chế được dưới sự sợ hãi. Tôi là người của ngành bí mật Hoa Hạ, chỉ cần có tôi ở đây, mọi người không cần phải lo lắng, nhất định tôi sẽ đưa mọi người trở về Hoa Hạ an toàn. Trong mắt Trần Triệu Dương có vẻ kiên định, giọng nói vang dội. Nghe anh nói vậy, tất cả mọi người trên máy bay đều dừng lại, có thể nói, 80% trở lên mọi người trên máy bay này là người Hoa, cực kỳ tin tưởng Trần Triệu Dương. Sau khi Trần Triệu Dương trấn an được cảm xúc của hành khách trong khoang, anh bắt đầu nghĩ biện pháp mở cửa buồng ra. Chỉ là, lúc Trần Triệu Dương dùng đôi mắt xuyên thấu đảo qua cửa buồng này, anh phát hiện, nếu như... muốn dùng chân khí để mở cửa bưa ông ra thì hoàn toàn là không có khả năng, bởi vì đây là cửa điện tử. Hơn nữa lưới khóa cửa lại được làm từ hợp kim nhôm nặng, cho dù là dùng bạo lực, chỉ sợ cũng khó mà giải quyết được lưới khóa này. Trần Triệu Dương không hề gấp gáp, bây giờ máy bay đang bay rất yên ổn, ít ra trước mắt còn chưa đến giới hạn cực kỳ nguy hiểm. Đôi mắt xuyên thấu bắt đầu xem xét điểm yếu của cửa bưa ông này lần nữa, không có chìa khóa, cho dù là thông qua lưới khóa. Cũng không có cách nào dùng bạo lực để mở cánh cửa này ra được. Hơn nữa tên nhân viên an ninh kia cũng đang ở trong buồng điều khiển, nếu như dùng bạo lực phá cửa, chỉ sợ sẽ gây ra tiếng động rất lớn, nhỡ may đối phương nghe được mà cá chết lưới rách, anh sẽ không thể gánh chịu được hậu quả. Nhìn cửa buồng từng chút một, Trần Triệu Dương phát hiện, cánh cửa này đúng là vô cùng rắn chắc, muốn dùng sức mạnh phá cửa, chỉ sợ là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng mà bức tường bên cạnh cửa buồng lại chỉ được làm bằng vật liệu bình thường, nói cách khác, nó cũng không được gia cố cho dày thêm. Có thể cho rằng như thế, vật liệu kiểu này đều là hợp kim nhôm hàng không, độ dẻo, còn có năng lực chịu đựng đều rất mạnh. Đương nhiên, hợp kim hàng không có độ cứng không khác thép là bao, chủ yếu là khả năng chống chịu cao. Hơn thôi. Trần Triệu Dương biết, anh chỉ có một cơ hội, cho nên anh cũng không vội phá vỡ tường buồng điều khiển, mà để tay lên trên tường. Chậm rãi vận chuyển chân khí trong cơ thể, ngón tay bắt đầu móc tường từng chút. Lúc Trần Triệu Dương bắt đầu làm hành động này, tất cả mọi người đều sợ ngây ra. Chuyện này điên cuồng quá, thật đáng sợ. Hợp kim hàng không này làm từ giấy sao? Thật hay giả, tay của con người có thể làm được như vậy sao? Đẹp trai quá, tôi thề sẽ gả cho anh ấy. Lúc này các hành khách trong khoang đều điên cuồng cả lên, ngay cả hành khách khoang thương gia. Và những tiếp viên hàng không cũng đều chạy tới bên này, ánh mắt nhìn về phía Trần Triệu Dương đầy vẻ kinh ngạc. Người phụ nữ nói chuyện với Giang Tử Phong cả một đường thấy cảnh này lại không có vẻ sợ hãi thán phục như người bình thường, mà có vẻ nghiêm túc. Trần Triệu Dương cũng không xuyên thủng bức tường này, mà vẫn để lại một lớp tường mỏng, bởi vì anh dùng ngón tay để đục, cho nên cũng không gây ra tiếng động gì quá lớn. Chỉ là, Trần Triệu Dương đã đánh giá độ cứng và năng lực chống nén của hợp kim hàng không rồi. Nếu như là thép tấm, với thực lực bây giờ của Trần Triệu Dương, lại thêm chân khí gia tăng, căn bản sẽ không phải tốn sức gì cả. Thế nhưng hợp kim hàng không này chẳng những khiến động tác của anh trở nên chậm chạp, hơn nữa ngón tay của anh đã bắt đầu xuất hiện cảm giác đau đớn. Phải biết, cường độ cơ thể của anh đã cực kỳ khủng bố rồi, vậy mà dưới sự ảnh hưởng của hợp kim hàng không này lại xuất hiện tình huống đau đớn, đủ để thấy hợp kim hàng không khủng bố đến mức nào. Nếu như Trần Triệu Dương dùng nắm đấm đánh, căn bản sẽ không xảy ra chuyện như vậy, bởi vì anh dùng ngón tay đục, đương nhiên sẽ càng dồn lực vào một chỗ, lại thêm tính đặc biệt của hợp kim hàng không, nếu như không phải anh dùng chân khí bao. Chùm lấy ngón tay của mình, cho dù lấy cường độ cơ thể bây giờ của anh, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Theo hành động của Trần Triệu Dương, bên trên bức tường kia đã xuất hiện một cái lỗ tròn dài khoảng chừng nửa mét. Chỉ là, Trần Triệu Dương dùng tay cảm nhận cường độ của cái lỗ tròn này. Cuối cùng vẫn lắc đầu, hiển nhiên không hài lòng lắm. Lúc này, Trần Triệu Dương không do dự nữa mà dùng móng tay đào từng chút, lúc đầu dùng ngón tay đục, điểm dùng lực đã cực kỳ nhỏ, dùng đầu ngón tay đào từng chút một thế kia, điểm dùng lực lại càng nhỏ hơn. Đại ca, anh chảy máu rồi,
Giang Tử Phong bên cạnh nhìn Trần Triệu Dương làm ra hành động như vậy, mặc dù cũng cảm thấy rất lợi hại, nhưng lại thấy cảm động nhiều hơn. Lúc đại ca dùng đầu ngón tay để đào, ngón tay của Trần Triệu Dương đã bắt đầu chảy máu. Giữ yên lặng, bức tường này quá mỏng, sẽ dễ bị người bên trong nghe thấy. Trần Triệu Dương lại lắc đầu, nhỏ giọng nói một câu với bọn họ. Mặc dù Trần Triệu Dương nói rất nhỏ, nhưng lại thông qua chân khí để truyền ra ngoài, cho nên, ai nấy cũng đều có thể nghe thấy lời của Trần Triệu Dương, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, khẩn trương nhìn hành động của anh. Bọn họ đều thấy được, người trẻ tuổi này dùng cơ thể máu thịt của mình để đục bức tường ra một cái lỗ tròn, ngón tay đã bắt đầu chảy máu. Một vài người dễ khóc đã bắt đầu rơi lệ, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Trần Triệu Dương tràn đầy vẻ kính nể. Mọi người hãy nằm nhoài ra sau ghế, chờ đến lúc tôi phá vỡ cửa khoang, chỉ sợ đối phương sẽ bản đạn ra bên ngoài, xin hãy cố gắng đừng đến gần cửa khoang. Trần Triệu Dương đột nhiên nghĩ đến điều này, liền mở miệng nhắc nhở đám người đang quan sát. Đại ca, có cần em làm gì không? Giang Tử Phong nhìn thấy tường sắp bị đục xuyên qua, lúc này mở miệng. Hỏi. Đợi chút nữa cậu hãy phá hủy bức tường này, tôi sẽ ra tay, nhớ là phải dùng hết sức, đừng nương tay đấy. Trần Triệu Dương khẽ gật đầu, nói suy nghĩ của mình cho Giang Tử Phong. Vâng, đại ca, không thành vấn đề. Giang Tử Phong nghiêm túc gật đầu, cậu ấy biết, nếu như mình không thể phá được bức tường này, chỉ sợ người ở bên trong sẽ cảnh giác, đến lúc đó có chuẩn bị sẵn, bọn họ muốn làm gì nữa, chỉ sợ cũng sẽ rất khó khăn. Lúc này, Giang Tử Phong đã chuẩn bị sẵn sàng, mà Trần Triệu Dương cũng đã cầm mấy cái ngân châm trong tay, chỉ chờ cậu ấy phá vỡ bức tường kia thôi. Nhưng mà Trần Triệu Dương sợ Giang Tử Phong không thành công trong một lần, cho nên đã chuẩn bị sẵn rồi, một khi cậu ấy thất bại, anh sẽ phá bức tường này ra trước, chỉ là, sợ rằng đến lúc đó anh sẽ không kịp khống chế nhân viên an ninh kia ngay, còn không biết sẽ có biến cố gì. Ngay lúc hai người đã chuẩn bị sẵn sàng, người phụ nữ trong đám người cũng chậm rãi đi đến phía sau mọi người. Hai người, xin hãy dừng tay, lúc Trần Triệu Dương đang đếm ngược, người phụ nữ kia đột nhiên mở miệng nói. Ở trong hoàn cảnh khẩn trương này, giọng nói của cô ta cực kỳ rõ ràng, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy âm thanh này. Hành động của Trần Triệu Dương và Giang Tử Phong lập tức khựng lại, sau đó hai người quay đầu nhìn sang. Yati, sao vậy? Giang Tử Phong ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Yati, nghi ngờ hỏi. Có biết thứ ở trên tay tôi không? Yati không trả lời câu hỏi của Giang Tử Phong, mà lạnh lùng nhìn cậu ấy và Trần Triệu Dương, giơ một thứ hình son môi trong tay lên. Yati, rốt cuộc cô muốn nói điều gì? Mặc dù Giang Tử Phong có chút mê mẩn người phụ này, nhưng bây giờ bản năng của cậu ấy lại cảm thấy không đúng lắm, sắc. Mặt trầm xuống, hỏi. Cậu đúng là ngu dốt, đến bây giờ còn chưa biết có chuyện gì xảy ra ư, nghe Giang Tử Phong nói vậy, Yati cười lạnh một tiếng, ánh mắt có vẻ trào phúng. Mặt mày Trần Triệu Dương giờ rất u ám, anh đã đoán ra tên Yati này là ai rồi. Đúng thế, tên Yati này chính là người cầm thiết bị điều khiển từ xa của quả bom. Thật nực cười khi anh quan sát kỹ càng hết tất cả hành khách trong khoang máy bay, nhưng lại không sinh lòng nghi ngờ đối với người bên cạnh anh và Giang Tử Phong là Yati. Đây là sai lầm của anh, mà phạm phải sai lầm như vậy rất có khả năng khiến anh và các hành khách lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này, đáy lòng Trần Triệu Dương nảy cơn hối hận, ấy thế, trong nháy mắt, anh đã sắp xếp ổn thỏa tâm trạng của mình, rồi lạnh lùng nhìn Yati. Cậu nhìn đi, đại ca của cậu ắt hẳn đã biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ số IQ hơi tệ đấy, Yati không hề có vẻ căng thẳng, mà cô ta còn bình tĩnh cười nhạo cậu ấy. Giang Tử Phong nghe Yati nói vậy, lòng cậu chĩu nặng, cậu ấy cứ ngỡ mình với cô ta hiểu ý nhau lắm, ai ngờ rằng người ta lại lật mặt không coi cậu ra gì. Tôi giới thiệu vật trên tay tôi nhé, Yati cười khinh, không lãng phí thời gian với Giang Tử Phong nữa, mà giơ thỏi son trong tay mình lên, rồi nhìn lướt qua Trần Triệu Dương. Vật này gọi là thiết bị điều khiển từ xa. Cũng có thể gọi bằng một cái tên khác là thiết bị kích nổ. Thiết bị kích nổ, mấy chữ này có khiến các anh sởn gai ốc không? Gương mặt vốn xinh đẹp của Yati trở nên điên cuồng, u ám nói. Những vị trí quan trọng trên máy bay đều đã trang bị rất nhiều bom, chỉ cần một quả bom nổ thì cả chiếc máy bay này sẽ nổ tan tác trong nháy mắt thôi, đùng. Gương mặt Yati cường điệu hóa, bắt chước tiếng bom nổ. Á! Giờ đây, tất cả các hành khách đều sợ khiếp hồn khiếp vía. Bọn họ cứ cho rằng bản thân mình gặp phải không tặc, nên ngỡ là chỉ cần khống chế được mấy tên này thì mình sẽ an toàn. Thế nhưng, bọn họ ngàn lần không ngờ đến việc trên chiếc máy bay này đã gắn đầy bom đạn,
đến cả những người có tố chất tâm lý tốt giờ cũng không còn bình tĩnh nữa. Lỡ như nó nổ thật thì sao, vậy dẫu có bản lĩnh lớn đến đâu cũng đều không thể thi triển được. Tốt nhất là anh đừng nhúc nhích, tôi biết anh rất lợi hại, có thể nói rằng, nếu không có anh thì tôi sẽ không bị bại lộ, tất cả đều do anh mà ra, anh đã phá hủy kế hoạch hoàn mỹ của chúng tôi, anh thật đáng chết, Yati lạnh lùng nhìn Trân Triệu Dương rồi nói. Tôi đứng xa anh như vậy chính là để nói cho anh biết, chứ có ảo tưởng trở thành anh hùng, nếu không, chúng ta cứ lấy một mạng đổi một mạng vậy. Có lẽ, anh cho rằng tốc độ của mình rất nhanh, thế nhưng, tốc độ anh có nhanh đi chăng nữa cũng vô ích mà thôi, tôi đè tay lên nút điều khiển, lỡ như tôi trượt tay, vậy thì chiếc máy bay này sẽ đùng. Rồi tan thành cho bụi, chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau rời khỏi thế gian này. Yati lắc lư thiết bị điều khiển từ xa hình son môi trong tay, cô ta vô cùng vinh váo nói. Lúc này, tất cả hành khách đều tránh xa Yati, họ sợ cô ta sẽ làm ra chuyện điên khùng. Trần Triệu Dương rất bực bội, giờ thì chuyện đã phát triển theo phương hướng anh không tài nào khống chế nổi. Trước tình hình này, dẫu cho anh có dùng ngân châm đâm trúng cánh tay của đối phương cũng vô dụng, nếu làm thế, cô ta sẽ thả tay, vậy thì bom sẽ nổ. Thêm vào đó, anh nhận thấy các phi công trong khoang lái đang chú ý đến hành động của bọn họ. Trong khoang lái chắc là có máy theo dõi, anh chỉ liếc nhìn qua một lượt rồi đứng dậy, cầm lấy bình cứu hỏa bên cạnh, ném nó va mạnh vào trên bàn điều khiển máy bay. Trần Triệu Dương thở dài, anh biết rằng mọi chuyện sẽ càng lúc càng tệ hơn, Yati đang giữ thiết bị điều khiển ở xa, còn có phi công đã thiết lập xong đường bay tự động, sợ là chiếc máy bay này sẽ thật sự bay theo ý định của bọn họ đến địa điểm định sẵn. Có vẻ như các anh đã ý thức được tình thế giờ không thể xoay chuyển, đã vậy thì, tôi cho các anh một cơ hội, đánh thức đồng bọn của tôi đi, Yati cười khẩy, rồi đưa ra yêu cầu của mình. Đừng hòng mơ tưởng, nếu để đồng bọn của cô tỉnh. E là chúng tôi sẽ là người đầu tiên chịu xui xẻo, nếu như cô đang nắm thế chủ động, vậy thì cô hãy thả thiết bị điều khiển từ xa xuống, cùng lắm thì chúng ta một mạng đổi một mạng thôi, Trần Triệu Dương không thể nào làm theo yêu cầu của đối phương. Hai bên giờ đang giằng co với nhau, nếu thả hết mấy tên kia, e rằng địa vị của bên họ sẽ sụp đổ hoàn toàn. Khi nghe Trần Triệu Dương nói vậy, sắc mặt Yati bỗng thay đổi, hiển nhiên là cô ta biết đối phương đang nghĩ gì, những toan tính trong cô ta cũng vụt tắt. Mục đích chuyến đi này của bọn họ không đơn giản như thế, vì vậy, nếu không rơi vào tình thế nguy cấp không còn cách nào khác thì cô ta không thể kích nổ bom được. Nếu hai ta đã tiến vào giai đoạn căng thẳng, vậy hãy nói sơ lược về mục đích của bọn cô đi, chúng ta không thể nào cứ tiếp tục như thế, Trần Triệu Dương đã nhận thấy đối phương quả thật có mục đích khác, nên anh mở lời. Được thôi, đã thế, tôi cũng không lừa các anh nữa, mục đích của chúng tôi là để yêu cầu Hoa Hạ thả một phạm nhân. Chỉ cần các anh thả tên phạm nhân này thì chiếc máy bay này sẽ an toàn, hơn nữa còn sẽ trở về điểm đến đã được quyết định trước đó. Yati suy nghĩ, rồi lạnh nhạt nói ra mục đích chuyến đi này của họ. Thì ra là thế, vậy nên các cô cướp máy bay, lẽ nào chưa từng liên hệ với phía Hoa Hạ à? Nghe Yati nói vậy, dòng nháy mắt, sắc mặt của Trần Triệu Dương càng trở nên âm u hơn. Kẻ có thể khiến những người vô cùng hung bạo này không màng hậu quả mà lên kế hoạch cho hành động khủng bố này để giải cứu. Chỉ e rằng cũng chẳng phải là loại người hiền lành gì. Người như thế có lẽ là tội phạm nguy hiểm nhất, nếu để kẻ đó ngoài vòng luân lý, sợ rằng người có lòng dạ độc ác kia có thể lên kế hoạch trả thù Hoa Hạ, đất nước bắt giam mình, đến khi đó, bên Hoa Hạ không chỉ tổn thất một vài người như vậy. Vì thế, tuyệt đối không thể thả người này ra, nhưng mà, khi đứng trước sự đe dọa ấy, kèm theo áp lực của truyền thông và chủ nghĩa nhân đạo, e rằng Hoa Hạ sẽ chấp nhận yêu cầu này. Chọn cách nào cũng không xong, biện pháp tốt nhất chính là giải quyết ổn thỏa sự cố cướp máy bay này. Không bao lâu sau, các phi công trên máy bay bắt đầu liên lạc với mặt đất, và tất nhiên là liên lạc với Hoa Hạ. Khi tin tức máy bay bị cướp được truyền tới, những lãnh đạo ở sân bay thủ đô sắp phát điên, họ không ngờ tới việc có kẻ dám cướp máy bay của Hoa Hạ. Ngay sau đó, Hoa Hạ thành lập đội ngũ đối phó với đám không tặc, mà người dẫn đầu đội ngũ chính là Nguyên Thu của Long Tổ. Thông tin này vốn dĩ được giữ kín, thế nhưng, có lẽ những người kia đã lên kế hoạch từ lâu, nên khi phía lãnh đạo Hoa Hạ vừa mới biết sự cố không tặc này xảy ra thì trên mạng đã bắt đầu lan truyền chuyện này. Bộ phận an ninh mạng đáng lẽ phải phong tỏa tin tức này, thế nhưng, sau đó có người nói, thay vì ngăn chặn thì sao không khai thông, dù sao thì có một số người biết đến chuyện này rồi, nếu cứ tiếp tục phong tỏa tin tức, e rằng sẽ dẫn đến cuộc khủng hoảng càng lớn hơn. Vì vậy, tin tức này đã lan truyền khắp mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Hồ Lộc Minh
Đã hai ngày nay, Nam Cung Yến không lo lắng cho Trần Triệu Dương lắm, thế nhưng ngay lúc nấy, trong lòng cô chợt cảm thấy khó chịu, tâm trạng càng trở nên phiền muộn hơn, tựa như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Chị ơi, có chuyện không hay rồi. Ngay khi Nam Cung Yến đang ngồi thơ thẩn bên bờ hồ Lộc Minh thì chợt có một giọng nói cao vút truyền đến. Tuyên Hoàng, có chuyện gì xảy ra? Khi nghe thấy câu nói của Tuyên Hoàng, sắc Nam Cung Yến bỗng thay. Đổi đột ngột, cô hỏi. Người ta nói trên một chiếc máy bay có không tặc, bây giờ trên mạng đang nổi dần dần luôn, Tuyên Hoàng khó hiểu nhìn Nam Cung Yến, rồi đáp. Gì cơ, cướp máy bay ư, mau lấy tin tức tới cho chị xem một lát, sắc mặt Nam Cung Yến tối sầm, nhanh nhẹn lấy máy tính bảng trong tay Tuyên Hoàng. Chuẩn bị xe đến sân bay, sau khi Nam Cung Yến thấy bản tin này, bầu trời trong cô gần như sụp đổ, cô biết Trần Triệu Dương trở về trên chuyến bay này, trước khi lên máy bay. Anh đã từng gọi điện cho cô nói rõ số chuyến bay, đó chính là chuyến bay này. Nam Cung Yến không hề do dự, lập tức chuẩn bị khởi hành đến thủ đô. Trước kia, Trần Triệu Dương từng căn dặn cô, nếu như gặp phải vấn đề bản thân không thể giải quyết thì cứ đến thủ đô tìm Nguyên Thu. Mặc dù Nam Cung Yến không biết Nguyên Thu là ai, nhưng người mà anh bảo mình tìm sự giúp đỡ trong thời khắc nguy nan, ắt hẳn là người đáng tin cậy. Ngay vào lúc Nam Cung Yến đang chuẩn bị lên đường, ba người Tạ Đồ vừa chạy tới, tất nhiên là ba người cũng có mạng thông tin của riêng mình nên đã biết chuyện. Con bé Yến này, cô đừng có vội vàng, Trần Triệu Dương không phải người bình thường, tôi tin cậu ấy sẽ không sao đâu, Tạ Đồ dẫn đầu an ủi Nam Cung Yến. Ba vị tiền bối, tôi định đến thủ đô, Nam Cung Yến lắc đầu, cô biết giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể làm một vài chuyện thông qua người tên Nguyên Thu ấy. Cô đến thủ đô làm gì? Cả ba ngơ ngác khi nghe Nam Cung Yến nói thế. Bọn họ hỏi. Trước khi chúng tôi về nước, Trần Triệu Dương có bảo tôi đến thủ đô tìm một người tên là Nguyên Thu, Nam Cung Yến suy tư trong giây lát, cô rất tin tưởng ba vị tiền bối này, nên không việc gì phải lừa gạt họ. Hả, có mấy lão già chúng tôi ở đây, mắc gì phải tìm cái thằng nhóc chết tiệt đó, Điền Đại Hà nghe vậy, bỗng. Dương cảm thấy hơi buồn bực. Tần bối biết Nguyên Thu ư, Nam Cung Yến nhạy bén nắm lấy thông tin trong lời nói của Điền Đại Hà, đôi mắt cô lập tức sáng ngời. Hỏi ngay. Cái thằng nhóc chết tiệt kia chính là đệ tử của lão già lạnh lùng kia, là người bọn tôi nhìn từ nhỏ đến lớn, Điền Đại Hà chỉ vào Thẩm Thu đang đứng bên cạnh rồi nói thẳng. Thôi được rồi, để tôi gọi điện thoại cho nó, Thẩm Thu khó chịu nói, khi thấy Nam Cung Yến nhìn vào mình, ông ta cũng không tiện buông lời từ chối, dù sao thì mình đã tu luyện ở đây lâu như vậy, chỗ tốt chiếm được thật sự không ít, mình cũng không thể không bỏ ra tí gì được. Lúc này, Thẩm Thu mò mẫm điện thoại di động của mình, gọi điện thoại cho Nguyên Thu, hơn nữa còn ấn mở loa ngoài. Alo, thầy à, thầy có việc gì không? Chuông điện thoại đổ hồi lâu, đến khi sắp tự động ngắt thì Nguyên Thu mới bắt máy. Nam Cung Yến muốn nói chuyện với cậu, Thẩm Thu lạnh lùng nói, rồi vứt điện thoại cho Nam Cung Yến. Bây giờ, Nguyên Thu bận tới nỗi chân không chạm đất, thật vất vả mới có thời gian xả hơi nhận điện thoại của thầy mình, ấy vậy mà thầy lại chuyển điện thoại cho người mình không biết nghe máy. Tôi là Nam Cung Yến. Trần Triệu Dương là chồng tôi, giọng nói của Nam Cung Yến truyền từ trong điện thoại tới, cô không có dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề, tự giới thiệu bản thân. Nguyên Thu còn đang tức giận, nhưng sau khi nghe thấy ba chữ Trần Triệu Dương này, anh ta hơi bất ngờ, rồi nhớ lại chuyện trước kia, hồi đưa ba người thầy của mình đến chỗ Trần Triệu Dương, anh ta quả thật có gặp mặt Nam Cung Yến, khi ấy cả hai cũng không có trao đổi gì, nên anh ta quay đầu là quên luôn người ta. Hóa ra là em dâu à, thật xin lỗi. Tìm tôi có việc gì không? Nguyên Thu suy nghĩ một lát rồi hỏi thẳng. Mặc dù chả hay ho gì khi nói chuyện cá nhân vào thời khắc hiểm nguy này, nhưng anh ta cũng phải nghe xem xảy ra chuyện gì chứ. Tôi biết về vụ cướp máy bay, Trần Triệu Dương ở trên chuyến bay đớ, Nam Cung Yến không năn nỉ Nguyên Thu đi cứu người, bởi cô biết rõ rằng Nguyên Thu không cứu được, dù sao thì máy bay còn bay trên bầu trời cách mặt đất cả ngàn mét cơ mà. Cái gì, Trần Triệu Dương đang ở trên chuyến bay đó à? Có thật không vậy? Nguyên Thu vốn đang bình tĩnh nhưng khi nghe Nam Cung Yến nói thế, anh ta bật dậy ngay lập tức, trong ánh mắt anh lộ rõ những tia sáng hào hứng. Đúng vậy, tôi chỉ muốn biết anh có tin tức của anh ấy không? Nam Cung Yến không hiểu tại sao Nguyên Thu phấn khích như vậy, nên nghi ngờ hỏi. Ha ha, em dâu này, vụ cướp máy bay lần này chính là do tôi phụ trách, nếu Trần Triệu Dương ở trên chiếc máy bay kia thì chuyện này sẽ sớm được giải quyết thôi, thật tội nghiệp mấy tên không tặc kia, thiệt là đen đủi. Gặp ai không gặp lại gặp Trần Triệu Dương trên chuyến bay này.
Giờ đây Nguyên Thu rất khao khát được giống to cho cả thế giới biết, anh ta muốn trút hết những hưng phấn và phấn khích sâu trong nội tâm của mình. Anh Nguyên Thu, anh đừng hưng phấn như vậy, anh có thể nói cho tôi vài thông tin liên quan đến Trần Triệu Dương không? Nam Cung Yến bỗng nhiên chẳng biết làm sao, đành chờ cho Nguyên Thu đang ở đầu dây bên kia bình tĩnh hơn, rồi cô mới từ tốn hỏi lại. Em dâu, đừng gọi tôi là anh Nguyên Thu, quá xa cách rồi, tôi chỉ lớn hơn Trần Triệu Dương có vài ba tuổi thôi, cô cứ gọi tôi là anh cả, không thua thiệt đâu, tâm trạng của Nguyên Thu đang rất sảng khoái, nói tới nói lui không hề ngại ngùng. Thằng oát con này, đừng làm nhảm nữa, cậu có tin tôi cốc đầu không đấy? Thẩm Tu nghe thấy mấy lời nói ngu ngốc của đệ tử mình, sắc mặt ông ta chợt tối sầm, khiển trách nói. Thầy, Nguyên Thu ở đầu dây bên kia nghe thấy câu nói thân quen của thầy mình, anh ta co rụt cổ ngay, rồi vội vã nói. Nếu Trần Triệu Dương ở trên chiếc máy bay kia thì tôi tin vào bản lĩnh của cậu ấy, chắc chắn có thể hóa nguy thành an, Nguyên Thu nói một câu như vậy trước để trấn an bọn họ. Vừa rồi, bọn không tặc mới liên lạc với chúng tôi thông qua điện thoại vệ tinh trên máy bay, tình hình trên máy bay hiện đang rất nguy hiểm, mấy tên không tặc kia gài bom trên máy bay. Vì thế, Trần Triệu Dương không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhưng mà, bây giờ bọn cướp kia cũng không dám làm tổn thương những hành khách trên máy bay. Mà bọn chúng yêu cầu chúng tôi thả một tên tội phạm đang giam giữ, tên tội phạm này lại là kẻ vô cùng hung ác tàn bạo, một khi người đó được thả thì e rằng sẽ tạo thành những tổn thất nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Nguyên Thu giải thích sơ lược về tình hình trên máy bay lúc này, nhưng anh ta cũng không biết tình hình cụ thể trên máy bay nên chỉ có thể đoán mò qua vài yêu cầu của lũ cướp. Nếu là thế, vậy thì bên Long Tổ các cậu có kiến nghị gì không? Thẩm Tu nghe vậy, nhướng mày rồi hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.